Hứa Thuần Lương nghe vậy trong lòng hơi động, liên tưởng tới trước đây Hỗ Hải chuyến đi, đổ là không thể loại trừ phương diện này khả năng. Đường Minh Mị nói, kỳ thật ta về sau ngẫm lại, coi như lúc trước hắn không có đột nhiên rời đi, chúng ta cuối cùng cũng đi không đến cùng một chỗ. Hứa Thuần Lương nói, ngài gặp qua mẹ ta sao? Đường Minh Mị nói, hắn sau khi đi chúng ta đoạn mất liên lạc, cũng không biết hắn đã kết hôn, lần gần đây nhất gặp chính là tại Nghĩa Phúc Cư, ngày đó ngươi cũng tại. Đi qua nhiều năm như vậy, Đường Minh Mị đối năm đó phần này ngây ngô tình cảm sớm đã tiêu tan. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Đường Minh Mị cũng không sẽ lừa gạt mình, nàng đối Hứa Gia Hiên hiểu rõ cũng không phải quá sâu. Đường Minh Mị nói, tiểu Hứa, có câu nói ta không biết đương giảng vẫn là không làm giảng. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài nói, không cần có cái gì lo lắng. Đường Minh Mị nói, người đối rời đi Trường Hưng chuyện này là không phải có chút canh cánh trong lòng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, người cảm thấy ta đang trả thù Trường Hưng. Đường Minh Mị nói, dù sao a, đổi thành ai gặp được chuyện của ngươi, trong lòng đều sẽ không thoải mái, hiện tại Trường Hưng cũng không yên ổn, lúc trước dẫn vào dân doanh vốn liếng, thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện đem tiền cảnh nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng hiện thực cũng không có quá nhiều biến hóa, tình huống tối nay ngươi cũng nhìn thấy, ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh vũ pháp quân loại này ngoại xính nhân viên quản lý đều là lương một năm chế. Nghe nói hắn hàng năm lương một năm có 70 vạn. Hứa Thuần Lương nói, chỉ cần Hoa Niên nguyện ý cho, cùng các ngươi không sao chứ. Sao có thể không quan hệ, Hoa Niên nhập cổ phần Trường Hưng, nói là đầu tư vài tỷ, nhưng khoản tiền kia đều đầu tư tại lợp nhà phía trên, chúng ta bản viện công nhân viên chức cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Bệnh viện cả ngày nói, lão nhân biện pháp cũ, người mới mới biện pháp, vì hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện, đại lực đưa vào nhân tài, trọng kim thuê một nhóm chuyên gia. Nhưng những cái được gọi là chuyên gia A, mặc dù từng cái có được tiến sĩ, giáo sư xưng hào, nhưng là nhiều nửa đều là đàm binh trên giấy. Gần nhất mới dẫn vào một vị bí liệu khoa tiến sĩ, thậm chí liền cơ bản nhất bao bì giải phẫu cũng làm không được, người nói buồn cười không? Hứa Thuần Lương không có cảm thấy buồn cười, tại trong bệnh viện lâu, muôn hình muôn vẻ nhân vật đều có thể nhìn thấy, liền nói ngoại khoa hệ thống bên trong, sẽ không mở đao bác sĩ có khối người. Khoa chỉnh hình một vị nào đó chủ nhiệm, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ lành nghề, duy chỉ có sẽ không mở đao, nhưng là làm một đống lớn ngăn nắp xinh đẹp danh hiệu, không biết nội tình bệnh nhân tìm tới hắn, hồng bao chiếu thu không lầm, khai đao thời điểm, đi trong phòng giải phẫu chuyển lên một vòng, sau đó đi ra ngoài cùng thân nhân bệnh nhân nói vài lời xáo lộ, nên cầm cầm nên ăn một chút, cũng thành công lăn lộn cả một đời. Hiện tại đám này y học tiến sĩ, phần lớn lý luận trình độ vượt qua thao tác trình độ, không có cách. Cái này cùng hiện hình chữa bệnh giáo dục hệ thống có quan hệ, không phải nói đổi liền có thể cải biến được. Mà lại người ta cũng không phải hoàn toàn không có thích hợp, đến ít người ta có thể viết văn, bệnh viện nghĩ sách ngăn, nghĩ có sức ảnh hưởng, luận văn cũng là không thể thiếu một vòng, cho nên lại theo thời thế mà sinh một nhóm sẽ chỉ viết văn chuyên gia y học, cũng chính là Đường Minh Mị trong miệng đàm binh trên giấy. Hứa Thuần Lương nói, Đường tỷ, ngài trở về đi con đường sau đó chính ta đi. Đường Minh Mị đối Nguy Sơn đảo Trị An vẫn còn có chút bóng ma, lần trước đến kiểm tra công việc thời điểm, liền phát sinh từ Đại Khánh nhìn trộm nàng tắm rửa sự kiện, cuối cùng vẫn là Hứa Thuần Lương giúp nàng đòi lại công đạo. Vũ Pháp Quân vốn cho là nước chảy thành sông có thể thuận lợi cầm tới làm trở lại cho phép lại sinh ra khó khăn trắc trở, Hứa Thuần Lương đêm nay kia lời nói giấu giếm sát cơ, mang ý nghĩa bọn hắn nói lên chỉnh đốn và cải cách biện pháp cũng không đạt được tán đồng. Hứa Thuần Lương đã không khách khí chút nào vạch Vũ Pháp Quân đẳng cấp không đủ. Tiệc tối kết thúc về sau, Vũ Pháp Quân lập tức liền cho Bùi Lâm gọi điện thoại, nói cho nàng bên này phát sinh sự tình. Bùi Lâm cùng Triệu Phi Dương hai người chính đang chuẩn bị yến thỉnh danh sách, hôn sự của bọn hắn dự định hết thảy giản lược, nhưng là có chút chương trình là giảm không được, tỉ như mở tiệc chiêu đãi thân bằng. Bùi Lâm kiên chỉ có thể không mời đơn vị đồng sự, nhưng là bằng hữu thân thích nhất định phải mời. Ít nhất phải để mọi người biết Triệu Phi Dương đối nàng là cưới hỏi đàng hoàng, nếu như không có đạo trình tự này, người khác còn cho là bọn họ hai người phanh cư đâu. Cân nhắc đến Bùi Lâm lần thứ nhất kết hôn, Triệu Phi Dương cũng làm ra nhượng bộ, hai người tướng tham gia hôn lễ tân khách nhiều lần áp xúc, khống chế tại 10 bàn tả hữu, trong bệnh viện đồng sự cơ bản không có mời, đây cũng là vì tránh miễn có người thông qua cơ hội lần này cho Triệu Phi Dương tặng lễ. Bùi Lâm lúc đầu tâm tình không tệ. Nhưng là Vũ Pháp Quân cú điện thoại này đem tâm tình của nàng lập tức tất cả đều phá hủy. Cái này Hứa Thuần Lương cũng quá đáng, chúng ta nhiều lần nhượng bộ, hắn lại hùng hổ dọa người.
Triệu Phi Dương vỗ vỗ nàng gương mặt xinh đẹp, để nàng tỉnh táo, gần nhất Bùi Lâm tính tình không tốt, rõ ràng có chút nôn nóng bất an, Triệu Phi Dương cho rằng nàng nên là mang thai đưa tới phản ứng sinh lý. Bùi Lâm đem sự tình nói một lần, ngữ tốc rất nhanh, cảm xúc có chút kích động. Triệu Phi Dương nói, tiểu tử này quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu. Bùi Lâm nói, chúng ta đối với hắn chỗ nào không tốt. Hắn đây không phải lấy oán trả ơn sao? Triệu Phi Dương cười nói, bất giận, hắn cái gì nước tiểu tính chúng ta đã sớm biết. Bùi Lâm nói, hắn ở bên ngoài đánh nhau, sự tình náo như thế lớn, ảnh hưởng đến Hoa Niên danh dự, nếu như không xử lý hắn, xã hội dư luận làm sao cấp tốc chìm xuống. Chuyện của hắn đã cho Hoa Niên tạo thành rất lớn ảnh hưởng, chúng ta truy cứu trách nhiệm của hắn sao? Yêu cầu hắn bồi thường tổn thất sao? Đổi thành người khác người khẳng định đã sớm xử lý, còn không phải cân nhắc đến lẫn nhau hữu nghị, đối với hắn mở một mặt lưới. Triệu Phi Dương âm thầm hổ thẹn, mình ban sơ cũng chuẩn bị xong đối Hứa Thuần Lương xử lý quyết định, nhưng là tiểu tử này tế ra điều tạm một chiêu này, Triệu Phi Dương kịp thời thu hồi kia phần xử phạt quyết định, nếu như xử phạt quyết định hạ đạt, sợ quan hệ giữa bọn họ sẽ huyên náo càng. Triệu Phi Dương nói, hắn hẳn là đối rời đi Trường Hưng sự tình có chút cảm xúc. Bùi Lâm nói, hắn có cảm xúc, hắn dựa vào cái gì có cảm xúc, hắn lại không nhận cái gì tính thực chất xử phạt, thật sự coi chính mình đi Hồ Sơn trấn chúng ta liền không quản được hắn, hắn chỉ là mượn điều tới biên chế còn tại chúng ta nơi này, tiền lương còn dựa vào chúng ta phát, đây không phải ăn chúng ta cơm nện chúng ta nổi sao. Bùi Lâm mở miệng một tiếng chúng ta, để Triệu Phi Dương nghe được có chút không lọt vào tai. Trường Hưng không phải bọn hắn cửa hàng nhỏ, điểm này hắn nhiều lần hướng Bùi Lâm cường điệu, nhưng là Bùi Lâm nhân vật chính đại nhập cảm càng ngày càng mạnh, đương sơ nói là đi Hoa Niên lớn khỏe mạnh đương đội viên cứu hỏa, lộ ra còn có chút bất đắc dĩ. Triệu Phi Dương rất nhanh liền phát hiện, Bùi Lâm đối quyền lực chi mưu cầu danh lợi vượt quá tưởng tượng của mình, tại trở thành Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc về sau, nàng rõ ràng phát sinh cải biến, Đường Kinh Vĩ để danh nàng trở thành gia niên bách hóa đồng sự về sau. Bùi Lâm liền cũng không đề cập tới nữa chẳng mấy chốc sẽ lui chuyện xảy ra. Triệu Phi Dương cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này, mặc dù hắn biết Đường Kinh Vĩ cho Bùi Lâm nhiều như vậy chỗ tốt động cơ, là muốn đem mình càng kiên cố buộc chặt tại Hoa Niên chiếc thuyền lớn này bên trên, hắn đi qua cũng nếm thử dẫy dụa qua, nhưng là cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Đường Kinh Luân không cách nào trốn qua Đường Kinh Vĩ. Triệu Phi Dương nói, ta hiểu rõ một chút trước đó chuyện xảy ra nguyên nhân, tình huống lúc đó là, Cao Bí Thư Nữ Nhi bởi vì cỗ xe hành xử vấn đề cùng ngoại nhân phát sinh tranh chấp, Hứa Thuần Lương là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bùi Lâm hừ một tiếng nói, anh hùng cứu mỹ nhân, hắn dạng này xáo lộ cũng không chỉ chơi một lần. Triệu Phi Dương hơi kinh ngạc nhìn qua Bùi Lâm, không biết nàng dùng cái gì sẽ biểu hiện được kích động như thế. Bùi Lâm tựa hồ cũng ý thức được biểu hiện của mình quá lửa một chút, nhẹ giọng thở dài nói, ta không phải nói hắn làm như vậy không đúng, mà là chuyện lần đó là chính hắn gây ra. Chúng ta cũng không muốn xử lý hắn, nhưng là cấp trên tạo áp lực, chúng ta có thể có biện pháp nào? Triệu Phi Dương đối Bùi Lâm dùng từ có chút bất mãn, nhưng là cũng không tiện nói, thấp giọng nói, theo ta được biết, cùng ngày sở dĩ đánh nhau là bởi vì Vũ Pháp Quân cái thứ nhất xông đi lên, cho nên mới đem mâu thuẫn kích thích. Bùi Lâm nói, ta nghe được nhưng không phải như vậy. Triệu Phi Dương nói, chuyện ta sau nghĩ nghĩ, Hứa Thuần Lương đối với chuyện này vẫn rất có đảm đương. Một mình hắn gánh chịu tất cả hậu quả, cũng không có đem Vũ Pháp Quân dính líu vào. Bùi Lâm nói, coi như sự kiện kia trên hắn thụ điểm ủy khuất, cũng không phải làm đem oán khí vung đến trên người chúng ta, nói cái gì Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách không lộ diện. Hắn không phải châm đối với ta là cái gì? Triệu Phi Dương nói, ngươi có tính toán gì? Bùi Lâm nói, cùng lắm thì ta đi Nguy Sơn đảo một chuyến. Triệu Phi Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn qua trên bàn danh sách. Hắn hẳn không phải là hướng về phía ngươi, ngươi chớ để ý, ta tìm hắn nói chuyện. Triệu Phi Dương quyết định tự mình đi một chuyến Nguy Sơn đảo, trực giác nói cho hắn biết, gọi điện thoại là không giải quyết được vấn đề, hắn suy tính được phi thường chu đáo, còn đặc địa liên hệ Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa một nhà đều ra ngoài du lịch, nguyên bản kế hoạch mùng 4 trở về, nhưng là nghe nói gần đây phát sinh sự tình về sau, Cao Tân Hoa tướng du lịch kế hoạch kéo dài, hắn mới lười nhắc cho Triệu Phi Dương đương súng. Nhất là nghĩ lợi dùng hắn đi tìm Hứa Thuần Lương muốn nhân tình. Đinh Tứ công trường mặc dù đình công, nhưng là Hứa Thuần Lương giúp hắn bắt đầu từ số 0, Nguy Sơn đảo rượu văn hóa vườn tại Tết đầu năm chính thức khởi công kiến thiết. Kiến thiết bước đầu tiên chính là vòng địa, lắp đặt giám sát.
Hứa Thuần Lương còn đặc địa lôi kéo bí thư Tần Chính Dương đi hiện trường cắt băng, tòa này rượu văn hóa ngắm cảnh vườn xem như hắn phân công quản lý chiêu thương công việc về sau kiện thứ nhất thành tích. Tần Chính Dương cắt băng về sau đi bên trong rách dưới trong viện dạo qua một vòng liền lập tức rời đi, hắn cũng không cho rằng cái này ngắm cảnh vườn có ý nghĩa thực tế gì. Tần Chính Dương rời đi về sau, Mạc Hàm cùng Hứa Thuần Lương cùng đi cổ hầm bên cạnh ao bên cạnh nhìn một chút, Phổ Kiến Chính ghé vào hầm bên cạnh ao không biết thu thập thứ gì. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, có phát hiện gì? Phổ Kiến nói, có thể có phát hiện gì? Nghĩ có phát hiện, nhất định phải đào sâu mảnh đào. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn thấy Mạc Hàm, cười cười nói, Mạc Tổng cũng tới. Mạc Hàm không có phản ứng hắn, đây không phải nói nhảm nha, hôm nay nơi này cắt băng, nàng làm nhà đầu tư tại sao có thể không đến? Dựa theo nàng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa ước định, đem nơi này lấy xuống về sau, nơi này làm sao làm, nàng là không gặp qua hỏi, Hứa Thuần Lương tướng nơi này giao cho Phổ Kiến phụ trách. Hứa Thuần Lương nói với nàng phía dưới này có xương rồng, Mạc Hàm độ cao hoài nghi hắn câu nói này tính chân thực, bất quá coi như không có xương rồng, cũng nhất định có cái khác văn vật, dù sao có Phổ Kiến xuất hiện địa phương khẳng định có gì đó. Phổ Kiến hôm nay mặc đến phi thường chính thức, không biết chỗ nào định chế một thân vải may đồ lao động quần áo lao động, khẩu trang mũ trang bị đầy đủ, nhìn qua cùng chuyên gia, hắn làm bộ cho Mạc Hàm giới thiệu một chút hạng mục quy hoạch, Mạc Hàm hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe hắn lắc lư. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là Trần Thiên Phàm gọi điện thoại tới, cú điện thoại này tại trong dữ liệu của hắn, Trần Thiên Phàm từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm cái địa phương này, còn để cho người ta vụng trộm tiến hành khảo sát, hiện tại bị hắn nhanh chân đến trước, trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hứa Thuần Lương ở một bên nhận điện thoại trực tiếp mở miễn đề, Trần Đại ca, chúc mừng năm mới a. Trần Thiên Phàm nói, Thuần Lương a, ta mới nghe nói người điều đi Hồ Sơn trấn nhậm chức. Hứa Thuần Lương nói, vừa mới tới, ta là điều tạm qua đến giúp đỡ, Trần ca, ngài tin tức thật linh thông. Trần Thiên Phàm nói, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước đi qua muốn nhận thầu nhà máy rượu sự tình sao? Hứa Thuần Lương nói, nhớ kỹ a. Lúc đầu đều đàm đến không sai biệt lắm, thế nhưng là ai nghĩ đến nửa đường giết ra một cái trình rào kim, nửa đường bị người ta cho tiệt hồ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói chuyện ta ngược lại thật ra nhớ lại, Xích Đạo vốn liếng cùng trong trấn ký hợp đồng. Bất quá chuyện này phát sinh ở ta trước khi đến, ta cũng là vừa mới biết. Hắn đem trách nhiệm đẩy cái không còn một mảnh, nếu như không phải hắn kéo Mạc Hàm vào cuộc, Mạc Hàm làm sao có thể đối một cái rách dưới nhà máy rượu cảm thấy hứng thú. Mạc Hàm cùng Phổ Kiến một bên nghe được rõ ràng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều sinh ra một cái cảm giác, con hàng này không quá phúc hậu a. Phổ Kiến hiểu rõ chuyện này tiền căn hậu quả, Hứa Thuần Lương không tử tế là xây dựng ở Trần Thiên Phàm trước không tử tế trên cơ sở. Lúc trước Trần Thiên Phàm đánh lấy muốn tới Nguy Sơn đảo đầu tư khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện cờ hiệu tới, nhưng đi vào về sau giả thoáng một thương ngược lại để mắt tới Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Hứa Thuần Lương người này đặc điểm chính là, người cùng hắn lấy thành đối đãi, hắn cũng sẽ không cùng ngươi chơi tâm nhãn, nhưng là ngươi nếu là cùng hắn trêu đùa tâm cơ, hắn khẳng định có vô số ám chiêu chờ ngươi. Thuần Lương a, chỉ bằng ngươi cùng Mạc Hàm quan hệ, người trước đó sẽ không biết rõ tình hình. Trần Thiên Phàm hiển nhiên cho rằng Hứa Thuần Lương là đang giả ngu. Hứa Thuần Lương hướng Mạc Hàm cười cười nói, ta là không biết. Trần Thiên Phàm nói, lão đệ a, người nói nàng một cái nữ nhân ra không phải cùng ta đoạt nhà máy rượu làm gì. Chúng ta Thiên Phàm tập đoàn là cất rượu, Xích Đạo vốn liếng là làm đầu tư, nàng làm sao lại đối một cái phá nhà máy rượu cảm hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không rõ ràng a, nàng người này vốn là có chút kỳ quái. Phong cách làm việc để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lão đệ a, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng thích ngươi? Đánh lấy nhận thầu nhà máy rượu cờ hiệu chính là vì tiếp cận ngươi. Hứa Thuần Lương cười mỉm nhìn qua Mạc Hàm, Mạc Hàm biểu lộ lạnh đến tựa như băng, lúc đầu nàng cũng vô ý đoạt Trần Thiên Phàm nhà máy rượu, đều là Hứa Thuần Lương giật dây, ngươi Trần Thiên Phàm vậy mà dám nói như thế, rượu này nhà máy trong tay ta ngươi mơ tưởng cầm trở lại. Hứa Thuần Lương cố ý nói, có sao? Có, tại sao không có, Mạc Hàm chính là nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngươi bây giờ là cán bộ quốc gia, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối đừng trúng mỹ nhân kế của nàng. Phổ Kiến một bên nghe, cố nén cười, cũng nhanh không kềm được, Hứa Thuần Lương con hàng này quá không tử tế. Trần Thiên Phàm nào biết được Hứa Thuần Lương mở ra miễn đề, tiếp tục nói, ta nói cho ngươi, Xích Đạo vốn liếng đám người kia đều không phải là kẻ tốt lành gì.
bọn hắn tại vốn liếng trên thị trường cưỡng đoạt, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi đừng nhìn Mặc Hàm dung mạo xinh đẹp, chưa chừng có cái gì ám chiêu chờ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Trần ca, ta bên này phải họp, không tán gẫu nữa. Trần Thiên Phàm nói, vậy được, ta hai ngày này đi kinh thành, đi ngang qua Đông Châu thời điểm lại bái phỏng ngươi a. Hứa Thuần Lương đáp ứng xuống, cúp điện thoại, nhìn thấy Mặc Hàm mắt lom lom nhìn lấy mình, một mặt vô tội nói, ngươi chừng ta làm gì? Cũng không phải ta nói xấu ngươi. Mặc Hàm nói, người tốt đều để ngươi làm, bị mắng là ta, Hứa Thuần Lương, cái này phá nhà máy rượu thế nhưng là ngươi để cho ta lấy xuống. Phổ Kiến chỉ coi mình cái gì đều không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hầm rượu. Hứa Thuần Lương nhìn hai bên một chút, người có thể hay không có chút khế ước tinh thần, chúng ta lúc trước nói như thế nào? Mặc Hàm nói, ta cùng ngươi giảng khế ước, ngươi theo ta lên sáo lộ, nếu để cho ta biết ngươi dám gạt ta, bên này cục diện rối rắm chính ngươi thu thập. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bạo động, ba người bọn họ còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, nhanh đi ra ngoài nhìn. Đã thấy một đám công nhân vây quanh ở trên công trường, dựa theo thiết kế nơi đó là muốn đào một cái cỡ nhỏ cá đường, máy xúc khởi công đào móc thời điểm, hẳn là đào đoạn mất cái ống, có dòng nước từ dưới đất phun ra ngoài, chung quanh hơi nước bừng bừng. Mặc Hàm đang muốn trách cứ bọn hắn dã man thi công, Đinh Tứ cùng hiện trường nhân viên kỹ thuật cầm lấy địa đồ đối chiếu, dựa theo quản lưới địa đồ phía dưới này căn bản không có dưới mặt đất đường ống, chẳng lẽ là bản vẽ có bỏ sót. Lúc này một công có người nói, tốt. Lại có mấy người đi qua sờ lên phun ra ngoài nước, nhiệt độ nước đến có hơn 60 độ, bọn hắn độ cao hoài nghi đem trên đảo nhiệt lực đường ống cho đào xuyên. Hứa Thuần Lương nâng lên một thanh nước ngửi ngửi, cảm giác có cỗ tử mùi lưu hoàng, Đinh Tứ lặp đi lặp lại xác nhận sau tới hướng hắn báo cáo, bọn hắn đào móc địa phương hẳn không có lớn đường ống thông qua. Hứa Thuần Lương nói, sẽ không phải là suối nước nóng a. Mặc Hàm nghe xong cũng tinh thần tỉnh táo dứt bỏ cái này rách dưới cất rượu nhà máy phía dưới là không phải có xương rồng không nói, nếu như đào ra suối nước nóng, chẳng khác gì là đào ra bảo tàng tài nguyên. Hiện trường nhân viên kỹ thuật đánh điện thoại liên lạc nhà máy nhiệt điện, đã xác định không có nhiệt lực đường ống từ nhà máy rượu phạm vi bên trong trải qua, hiện tại đã cơ bản có thể kết luận khai quật ra địa phương chính là suối nước nóng xuất thủy khẩu. Phát hiện suối nước nóng thường quy xử lý phương pháp là báo cáo tự nhiên tài nguyên cục quản lý. Tại Hồ Sơn trấn phụ trách tự nhiên tài nguyên quản lý là phó trấn trưởng Lê Nghiễm Điền. Mặc Hàm phi thường rõ ràng, suối nước nóng thuộc về nước tài nguyên cũng thuộc về khoáng sản tài nguyên, dựa theo quốc gia khoáng sản tài nguyên quản lý pháp điều thứ 3 quy định, khoáng sản tài nguyên thuộc về quốc gia tất cả. Từ quốc gia hành xử đối khoáng sản tài nguyên quyền sở hữu, không bởi vì chỗ phụ thuộc thổ địa quyền sở hữu, quyền sử dụng khác biệt mà thay đổi. Cho nên nói đừng nhìn nàng nhận thầu nhà máy rượu. Suối nước nóng tại nhà máy rượu bên trong phát hiện, nhưng là nàng có thể hay không khai phát cùng lợi dụng còn phải báo lên cấp bộ môn phê chuẩn. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu đào ra suối nước nóng tin tức lan truyền nhanh chóng, phó trấn trưởng Lê Nghiễm Điền tại nhận được tin tức sau cũng đi tới hiện trường. Phát hiện suối nước nóng khu vực đã bị lâm thời bảo vệ, mấy tên công nhân tại nhỏ trong ao ngâm chân. Cất rượu xưởng ngay tại tu sửa chủ yếu là đối kiến trúc chủ thể bộ phận tiến hành gia cố. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến hai người ngồi tại Thái Dương dưới đáy uống trà, nhìn thấy Lê Nghiễm Điền, Hứa Thuần Lương hướng hắn phất phất tay. Lê Nghiễm Điền đi vào bên cạnh bọn họ, cười nói, Hứa trấn trưởng thật là hài lòng. Hứa Thuần Lương nói, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hắn mời Lê Nghiễm Điền tại ngồi xuống bên người. Phổ Kiến lấy một sạch sẽ cái chén cho Lê Nghiễm Điền rót chén trà. Lê Nghiễm Điền nói, thật sự là suối nước nóng sao? Hắn còn hơi nghi ngờ. Dù sao đi qua nhiều lần khảo sát qua, Nguy Sơn đảo Sơn Tuyền trên cơ bản đều tập trung ở Thạch Lương Sơn phạm vi, những cái kia khảo sát nhân viên kỹ thuật đã cơ bản trên xác định ở trên đảo không có đất nóng tài nguyên. Hứa Thuần Lương nói, người nghe, cái này trong không khí có phải hay không có cỗ tử mùi lưu huỳnh? Lê Nghiễm Điền nói, có chút, chuyện này được báo a. Hứa Thuần Lương nói, thầu khoán đã báo lên tự nhiên tài nguyên cục quản lý, trước mắt hồi phục là hiện tại nghỉ trong lúc đó. Chờ ngày nghỉ kết thúc bọn hắn mới có thể phái nhân viên kỹ thuật tới. Lê Nghiễm Điền nói, không có nhân viên trực sao. Hứa Thuần Lương lắc đầu, những này cơ cấu bình thường không có tồn tại gì cảm giác, áp lực công việc cũng không lớn, trên cơ bản đều là người rảnh rỗi tụ tập địa phương, đừng hy vọng bọn hắn cao bao nhiêu hiệu suất. 1. Lê Nghiễm Điền hướng cách đó không xa vây cản nhìn thoáng qua, xuất thủy lượng thế nào. Hứa Thuần Lương nói, thật nhiều,
hiện tại suối nước nóng dòng nước đến ào ào. Lê Nhiễm Điền nói, nếu như là thật, đây chính là chúng ta Nguy Sơn đảo phát hiện lần đầu tiên suối nước nóng, đối tương lai du lịch phát triển có vượt thời đại ý nghĩa. Hứa Thuần Lương cười nói, Đại Hằng thổi lâu như vậy suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn thế mà biến thành thật, bất quá suối nước nóng chạy tới nhà máy rượu. Lê Nhiễm Điền cũng nhịn không được bật cười, hắn ý thức tới đây thầu khoán hẳn là nhặt được bảo, nếu như Xích Đạo vốn liếng có thể thành công thu hoạch được suối nước nóng khai phát quyền sử dụng, như vậy cái địa phương này giá trị không biết muốn kéo lên gấp bao nhiêu lần, không nói những cái khác, vẻn vẹn là suối nước nóng nước liền có thể sáng tạo vô tận giá trị. Đại Hằng cái kia suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn nếu như muốn từ nơi này dẫn lưu, chỉ sợ muốn đưa trước một bút không ít phí tổn. Lê Nhiễm Điền đối với phương diện này hay là vô cùng hiểu rõ, hắn nói cho Hứa Thuần Lương, suối nước nóng mặc dù thuộc về tự nhiên tài nguyên cục quản lý, nhưng là Đông Châu đối với suối nước nóng quản lý còn có một cái quy định, vì hợp lý khai phát lợi dụng cùng bảo hộ suối nước nóng nước tài nguyên, hữu hiệu thúc đẩy suối nước nóng nước tài nguyên quốc hữu hóa quản lý. Thực hiện quốc hữu tài sản tăng giá trị tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi, Đông Châu chính phủ trao quyền thị sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn thống nhất khai phát quản lý Đông Châu thị hành chính khu. Vực bên trong suối nước nóng nước tài nguyên, thực hành thống nhất quy hoạch, thống nhất quản lý, thống nhất cung cấp nước, thống nhất kinh doanh. Trừ thị sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân khai phát lợi dụng suối nước nóng nước tài nguyên. Hứa Thuần Lương đối Lê Nhiễm Điền nhắc nhở biểu thị cảm tạ, hắn cũng không nghĩ tới suối nước nóng thủ tục phức tạp như vậy. Bình thường quá trình là, trước từ phát triển cải cách bộ môn dẫn đầu cùng giải quyết ban ngành liên quan biên chế suối nước nóng nước tài nguyên bảo hộ cùng khai phát lợi dụng quy hoạch, xác định suối nước nóng nước tài nguyên bảo hộ khu, theo nếp chế định suối nước nóng thu phí tiêu chuẩn, cũng báo chính phủ phê chuẩn. Phụ trách suối nước nóng nước tài nguyên sản nghiệp phát triển chính sách định ra tổng hợp cân đối công việc cùng trọng đại suối nước nóng nước tài nguyên khai phát hạng mục cân đối thúc đẩy công việc. Tự nhiên tư nguyên bộ môn phụ trách hoàn thiện suối nước nóng nước tài nguyên tìm mỏ quyền cùng lấy quặng quyền phê duyệt, trưng thu khoáng sản tài nguyên phí, chấp pháp giám thị các loại công việc. Sinh thái hoàn cảnh bộ môn phụ trách làm suối nước nóng nước tài nguyên khai phát lợi dụng vòng giám khảo phê thủ tục. Phụ trách suối nước nóng nước tài nguyên khai phát lợi dụng quá trình bên trong bảo vệ môi trường cùng nước ô nhiễm chống, chấp pháp giám thị các loại công việc. Thủy lợi bộ môn phụ trách hạ đạt hàng năm dùng nước kế hoạch, phê duyệt suối nước nóng lấy nước, hạch định lấy nước lược, trưng thu nước tài nguyên phí, chấp pháp giám thị các loại công việc. Tài chính, công an, vệ kiện các ngành dựa theo riêng phần mình chức trách, phối hợp thủy lợi bộ môn cộng đồng làm tốt suối nước nóng nước tài nguyên quản lý cùng bảo hộ công việc. Vẻn vẹn là những ngành này đều chạy xuống ít nhất đều phải một tháng, Hứa Thuần Lương ngược lại là không chút lo lắng, lấy Xích Đạo vốn liếng thực lực, tướng những thủ tục này tất cả đều xử lý đủ khẳng định không có vấn đề gì, Mặc Hàm cô nàng kia tinh minh cực kỳ, đã bắt đầu đi giải quyết những chuyện này. Lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ, nhận thầu nhà máy rượu đưa suối nước nóng, cũng không thể nói mình đang động tác võ thuật nàng. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ vẫn ở vào ngừng kinh doanh trạng thái. Trương Hằng Dương đầu năm trước kia tới tổ chức nội bộ hội nghị, họp trong lúc đó liền nghe nói nhà máy rượu đào ra suối nước nóng sự tình. Trương Hằng Dương trong lòng cái này phiền muộn a, bọn hắn tuyên truyền lâu như vậy suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, hiện tại rốt cục có suối nước nóng, đáng tiếc cùng bọn hắn không có một chút xíu quan hệ. Hiện tại Đại Hằng mặt trái tin tức quấn thân, người chết gia thuộc đã chính thức khởi tố bọn hắn, dư luận đầu mâu chỗ hướng cũng từ Hoa Niên biến thành Đại Hằng, bên ngoài còn tụ tập mấy chục tên lão đầu lão thái thái. Bọn hắn yêu cầu Đại Hằng trả phòng, còn có kèm theo bồi thường điều kiện. Sáng hôm nay họp chính là thương lượng trả phòng phương án, nguyên bản bọn hắn xuất ra khẩn cấp dự án chính là cho Tương Ái Liên trả phòng, vì trấn an người chết gia thuộc còn dự định lấy trước mắt giá thị trường trả lại, có thể nói Đại Hằng làm ra tương đối lớn nhượng bộ, nhưng là thành ý của bọn hắn cũng không đả động anh em nhà họ Lưu, hai người bọn hắn cuối cùng vẫn là đem Đại Hằng cho cáo. Trương Hằng Dương hôm nay tại trong hội nghị phủ định bọn hắn trước đây trả lại phương án, coi như anh em nhà họ Lưu không khởi tố bọn hắn, cũng không thể lấy trước mắt giá thị trường cho bọn hắn trả phòng, một khi mở dạng này lỗ hổng liền sẽ hậu hoạn vô tận, khác chủ xí nghiệp cũng sẽ bắt trước bọn hắn, yêu cầu lấy Tương Ái Liên tiêu chuẩn trả phòng. Đại Hằng thật vất vả bán đi phòng ở, không những không có kiếm tiền, ngược lại phải ngã bồi ra một số lớn, cái này là như thế nào tao thao tác. Trước mắt bất động sản tiêu thụ đê mê, Đại Hằng cũng lâm vào nợ nần trong nguy cấp, cái này hơn nửa tháng tiêu thụ thống kê, trong nước tổng tiêu thụ ngạch mới vừa vặn vượt qua 50 ức, dựa theo tiêu chuẩn này suy tính,
cả năm tiêu thụ cũng liền là 1.200 ức tả hữu, mà Đại Hằng thiếu nợ đã vượt qua 1.000 tỷ, lấy tình huống trước mắt đến xem, bán 10 năm phòng ở tổng tiêu thụ ngạch mới có thể chắn cái này cái đại lỗ thủng, đây là muốn tại không phát sinh mới nguy cơ điều kiện tiên quyết. Hội nghị kết thúc về sau, Trương Hằng Dương lập tức cùng Lưu Gia Kỳ cùng đi một chuyến Hồ Sơn trấn chính phủ, tiến đến tiếp phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn, trước mắt cụ thể phụ trách giám sát Đại Hằng chỉnh đốn công tác chính là hắn. Chu Hoành Viễn cùng Trương Hằng Dương cũng nhận biết rất lâu, mời bọn họ ngồi xuống. Trương Hằng Dương nói ngay vào điểm chính, Chu trấn trưởng, không dối gạt ngài nói, chúng ta hôm nay tới là vì tiêu thụ bán building chỗ ngừng kinh doanh sự tình. Chu Hoành Viễn nói, chúng ta Tần bí thư có chỉ thị, ngừng kinh doanh không phải mục đích, chủ yếu là muốn xúc tiến tương quan xí nghiệp tiến hành cải tiến, đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, mà lại chúng ta cũng nhận được không ít tương quan báo cáo. Lưu Gia Kỳ nói, Chu trấn trưởng, chúng ta đã dựa theo trong trấn cho ra ý kiến tiến hành cải tiến, cũng hy vọng các vị lãnh đạo có thể cân nhắc đến chúng ta tiêu thụ bên trong tình huống cụ thể, không thể bởi vì gần nhất phát sinh một số chuyện liền phủ định tập đoàn chúng ta là kinh tế địa phương làm ra cống hiến a. Trương Hằng Dương nói, Chu trấn trưởng có thể hay không cho chúng ta một cái minh xác trả lời chắc chắn, chúng ta lúc nào có thể khôi phục bình thường kinh doanh. Chu Hoành Viễn cười nói, chuyện này ngươi không thể hỏi ta. Lúc trước làm ra xử phạt quyết định là mới tới hứa phó trấn, căn cứ Tần bí thư chỉ thị, muốn để liên quan sự tình xí nghiệp khắc sâu nhận thức đến tự thân sai lầm, làm ra tính thực chất cải biến, ta chỉ là phụ trách giám sát các ngươi chỉnh đốn và cải cách tiến trình, về phần khi nào khôi phục kinh doanh, còn phải cầm tới trong buổi họp đi thảo luận quyết định. Trương Hằng Dương nói, Chu trấn trưởng chúng ta mỗi ngừng kinh doanh một ngày đều tổn thất nặng nề a. Chu Hoành Viễn nói, yêu cầu của các ngươi ta sẽ hướng cấp trên phản ứng. Bất quá ta đoán chừng ngừng kinh doanh thời gian sẽ không quá dài. Trương Hằng Dương nhìn ra Chu Hoành Viễn chính là cái không gánh sự tình kẻ ra đời, lời nói được xinh đẹp, hiện thực một dạng cũng sẽ không xử lý, có chút hối hận tới tìm hắn, hoàn toàn là lãng tốn thời gian. Trương Hằng Dương cũng không muốn tiếp tục cùng hắn đánh thái cực, đứng dậy cáo từ. Đến đi ra bên ngoài Lưu Gia Kỳ nói, Trương Tổng, muốn hay không đi tìm Tần Bí Thư? Trương Hằng Dương lắc đầu, để Lưu Gia Kỳ về trước đi. Tần Chính Dương bên kia hắn đã đi trong nhà bái phỏng qua, tự nhiên không cần thiết tới phòng làm việc tìm hắn, đừng nhìn Tần Chính Dương tuổi trẻ, nhưng là trong lòng rất có vẻ đếm, hẳn là sẽ không thái quá làm khó dễ Đại Hằng. Chuyện kẻ đầu têu là Hứa Thuần Lương, Trương Hằng Dương cũng muốn chiếu cố hắn, tìm người hỏi thăm một chút, nghe nói Hứa Thuần Lương người không ở văn phòng, trước mắt tại nhà máy rượu phát hiện suối nước nóng hiện trường. Trương Hằng Dương nghe nói nhà máy rượu phát hiện suối nước nóng, phản ứng đầu tiên là tin tức giả. Dù sao Đại Hằng trước đây vì suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn sự tình chuyên môn mời địa chất khảo sát chuyên gia đến đây khảo sát, những chuyên gia kia khảo sát về sau, đã từng lời thề son sắt nói, Nguy Sơn đảo liền không khả năng có suối nước nóng. Nguy Sơn đảo nhà máy rượu khoảng cách Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 800 mét, Trương Hằng Dương quyết định tự mình đi nhìn xem. Đi vào Nguy Sơn đảo nhà máy rượu cửa chính, nhìn tới cửa có bảo an đóng giữ, Trương Hằng Dương nói rõ một chút mình ý đồ đến. Lại cho Hứa Thuần Lương đi một chiếc điện thoại, lúc này mới lấy được Hứa đi vào. Trương Hằng Dương còn không có xuống xe liền ngửi thấy trong không khí mùi lưu huỳnh, trên cơ bản có thể kết luận đây chính là suối nước nóng nước đặc hữu khí tức. Trương Hằng Dương sau khi xuống xe, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hướng bên này đi tới, Trương Hằng Dương mỉm cười bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, Hứa trấn trưởng, người quả nhiên ở chỗ này a. Hứa Thuần Lương cùng hắn nắm tay, hai người biểu hiện được phi thường thân mật. Nhiều khi người với người kết giao chính là dối trá như vậy, rõ ràng trong lòng rất đáng ghét đối phương, còn phải giả vờ giả vịt, lá mặt lá trái. Hứa Thuần Lương nói, cái này không vừa mới phát hiện một chút suối nước nóng, cho nên ta đại biểu trong trấn tới xem một chút. Trương Hằng Dương nói, thật có suối nước nóng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không nên hỏi như vậy a, sớm nhất tuyên truyền Nguy Sơn đảo có suối nước nóng chính là các ngươi Đại Hằng a. Trương Hằng Dương so với bị người quất một cái tát còn khó chịu hơn, Đại Hằng tuyên truyền lâu như vậy suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, cuối cùng còn bị cài lên hư giả tuyên truyền mũ, cái này nhà máy rượu nghe nói là Xích Đạo vốn liếng nhận thầu xuống tới, rất giá tiền thấp, gần như tương đương tặng không, bên này mới vừa vặn nhận thầu, bên kia liền đào ra suối nước nóng tới, nếu như là thật, khẳng định không có trùng hợp như vậy, nói không chừng bọn hắn trước đó liền khảo sát tốt. Hứa Thuần Lương mang theo Trương Hằng Dương đi suối nước nóng bên cạnh nhìn một chút, Trương Hằng Dương nhìn thấy sương mù bốc hơi tổng ừng ực bốc lên suối nước nóng nước, tự mình đưa tay thử một chút nhiệt độ, khoảng cách gần ngửi ngửi hương vị,
hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng có thể cơ bản kết luận đây chính là một chút suối nước nóng. Mệnh a, nếu như cái này suối nước nóng tại Đại Hằng công trường phạm vi bên trong phát hiện thì tốt biết bao. Trương Hằng Dương đầu tiên nghĩ đến chính là tài nguyên cùng hưởng, đến nghĩ một chút biện pháp đem suối nước nóng nước dẫn vào đến bọn hắn công trình hạng mục bên trong đi, dạng này suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn liền trở nên danh phù kỳ thực, cái gọi là hư giả tuyên truyền mũ tử cũng liền có thể từ đây lấy xuống. Trương Hằng Dương nói, thật sự là suối nước nóng a. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, qua trận liền có thể tới ngâm trong bồn tắm. Trương Hằng Dương nói, nơi này là Xích Đạo vốn liếng nhận thầu. Hứa Thuần Lương cười nói, Trương Tổng tin tức thật sự là linh thông a, là ta giới thiệu, đây là ta phụ trách chiêu thương về sau thúc đẩy cái thứ nhất hạng mục. Trương Hằng Dương trong lòng tự nhủ ngươi nha liền cố ý khí ta đi, cảm khái nói, nhặt được bảo, bọn hắn trước đó liền khảo sát qua. Hứa Thuần Lương lắc đầu, sớm nhất khảo sát nơi này là Thiên Phàm tập đoàn, bản ý của bọn hắn là muốn ở chỗ này khui rượu nhà máy, thành lập sản xuất căn cứ, trong trấn cân nhắc đến nhà máy rượu ô nhiễm tương đối lớn. Cho nên để bọn hắn cầm ra bảo vệ môi trường phương án, Thiên Phàm tập đoàn chậm chạp không thể xuất ra thành thục phương án, Xích Đạo vốn liếng không biết thấy thế nào chúng nơi này, bọn hắn muốn làm rượu văn hóa vườn, phát triển du lịch hạng mục, hôm nay đào cảnh quan hồ cá thời điểm, cư nhưng đào nhìn thoáng một cái suối nước nóng. Trương Hằng Dương nói, Xích Đạo vốn liếng thích nhất làm chính là ăn ý sinh ý. Xích Đạo vốn liếng cùng Đại Hằng ân oán từ xưa đến nay, Loan Ngọc Xuyên mấy lần đánh lén Đại Hằng. Từ Đại Hằng kiếm đi không ít tiền. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta mặc kệ bọn hắn làm cái gì sinh ý, chỉ cần tại Hồ Sơn trấn thủ quy củ, chúng ta đối tất cả nhà đầu tư đều sẽ làm được đối xử như nhau. Trương Hằng Dương nói, có Hứa trấn trưởng câu nói này ta an tâm, ta hôm nay tới là đặc địa hướng ngài lấy một cái nhân tình, chúng ta tiêu thụ bán building chỗ đã dựa theo Hứa trấn trưởng chỉ thị tiến hành chỉnh đốn và cải cách, hy vọng có thể sớm ngày khôi phục bình thường vận doanh. Hứa Thuần Lương nói, Trương Tổng, chỉnh đốn và cải cách thông báo thật là ta hạ đạt, nhưng là trước mắt Tần Bí Thư đã lần nữa tiến hành công việc phân phối, ta phụ trách Hoa Niên tập đoàn bên kia công tác giám quản, các người Đại Hằng chỉnh đốn và cải cách tiến độ từ Chu Hoành Viễn Phó Trấn Trưởng tiến hành xét duyệt. Trương Hằng Dương cười nói, ta vừa mới chính là từ chỗ của hắn tới. Hứa Thuần Lương nói, hắn có phải hay không đẩy cho ta? Trương Hằng Dương lắc đầu, kia thật không có. Hứa Thuần Lương nói, cái này lão Chu A. Liền là ưa thích từ chối trách nhiệm, liền nói tương ái liên chuyện tự sát, hắn rõ ràng là hành chính trực ban, lại đem sự tình giao cho ta, ta thật sự là đổ tám đời xương, thay hắn gánh tội, chuyện đắc tội với người tất cả đều để cho ta một người làm. Trương Hằng Dương trong lòng tự nhủ ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, phía sau không ít cho chúng ta hạ ngáng chân, hắn cùng Hứa Thuần Lương đánh qua không chỉ một lần quan hệ, tổng kết lại chính là một câu, hắn không có chiếm qua bất kỳ tiện nghi. Đi qua Hứa Thuần Lương chỉ là cái nguy sơn đảo bệnh viện viện trưởng còn như vậy, bây giờ người ta làm tới Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, Trương Hằng Dương tự nhiên không có cùng hắn vật tay dự định. Trương Hằng Dương nói, ta đối trong trấn xử phạt vẫn là tâm phục khẩu phục, chúng ta tiêu thụ công tác xác thực xuất hiện rất nhiều vấn đề, thông qua chuyện lần này, cũng thúc đẩy ta sẽ đối với nơi này quản lý kết cấu tiến hành cải cách. Trương Hằng Dương nhằm vào tình trạng trước mắt đã làm ra một loạt cử động. Đối tiêu thụ bán building chỗ bộ phận tiêu thụ tiến hành thay máu, khai trừ phụ trách tương ái liên tiêu thụ, về phần Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ giám đốc Lưu Giai Kỳ cũng sẽ bị điều đi địa phương khác, mới người quản lý ngày nghỉ kết thúc về sau liền sẽ đến nhận chức. Hắn cùng Lưu Gia Kỳ cũng đã nói lời nói, Lưu Gia Kỳ phục tùng thượng cấp quyết định, bất quá tại nàng trước khi đi, cần tướng chuyện này xử lý hoàn tất. Hai người chính đang tán gẫu thời điểm Trương Hải Đào gọi điện thoại tới, hướng Hứa Thuần Lương báo cáo nói Triệu Phi Dương đến. Hứa Thuần Lương biết mình tại tối hôm qua trên yến hội nói kia lời nói vẫn là làm ra tác dụng, bên này phủ lên Trương Hải Đào điện thoại, bên kia Triệu Phi Dương điện thoại liền đánh tới. Triệu Phi Dương thanh âm lộ ra một cỗ thân thiết, tiểu Hứa A, ở nơi nào? Hứa Thuần Lương nói, nha, Triệu Viện A, ta tại Nguy Sơn đảo đâu? Triệu Phi Dương cười nói, ta biết ngươi tại Nguy Sơn đảo, ta hiện tại cũng ở trên đảo, muốn theo ngươi gặp mặt. Triệu Phi Dương không nói để Hứa Thuần Lương qua tới gặp mình, cũng không nói mình đi qua tìm hắn, hắn muốn thông qua Hứa Thuần Lương trả lời để phán đoán Hứa Thuần Lương trước mắt thái độ. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng không nói trước một tiếng, ta chính cùng Đại Hằng Trương Tổng cùng một chỗ đâu, nếu không như vậy đi, giữa trưa ta đến an bài, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Triệu Phi Dương lập tức liền đáp ứng xuống, chủ động xách ra bản thân đến an bài. Hứa Thuần Lương nói,
sao có thể để ngài an bài đâu, ta là địa chủ, cho ta hướng lão lãnh đạo biểu đạt cảm ơn cơ hội, ngài chờ ta thông chi. Triệu Phi Dương từ lão lãnh đạo ba chữ phát giác được Hứa Thuần Lương biến hóa của tâm cảnh, xem ra người này đã dưới đáy lòng cùng mình phân rõ giới hạn, 8-9 phần 10 sẽ không trở về Trường Hưng. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, hướng Trương Hằng Dương cười nói, Trương Tổng, Trường Hưng bệnh viện Triệu viện trưởng tới, giữa trưa có thời gian hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trương Hằng Dương nói, quá tốt rồi, ta đang có quyết định này, ta đến an bài. Hứa Thuần Lương nói, ở xa tới là khách, ta mời. Trương Hằng Dương cũng không có cùng hắn đoạt, nhẹ gật đầu, biểu thị mình về trước đi xử lý một ít chuyện, chờ Hứa Thuần Lương thông chi địa điểm. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Vương Kim Vũ, để hắn tại trên nước phòng ăn cho chuẩn bị một bàn cơm, nhớ đinh tứ Trương Mục. Giữa trưa trước đến dự họp yến hội còn có Bí thư Tần Chính Dương, Phó Trấn trưởng Chu Hoành Viễn, Phó Thư ký Hà Khải Văn, Hứa Thuần Lương thuận tiện đem phân công quản lý tự nhiên tài nguyên Phó Trấn trưởng Lê Nghiễm Điền cũng gọi lên. Tần Chính Dương nghe nói cái này đội hình, bắt đầu là nửa đường bỏ cuộc, dù sao hiện tại vấn đề còn không có giải quyết, Hoa Niên cùng Đại Hằng đều chờ đợi làm trở lại, giữa trưa gặp mặt khẳng định phải đề cập phương diện này vấn đề, bản đến chính mình đã đem chuyện này phân công ra ngoài, giữa trưa vừa thấy mặt, giải quyết mấu chốt của vấn đề lại tập trung vào trên người mình. Nếu như không đi, lại lộ ra hắn cái này bí thư hợp làm không đủ coi trọng, Hứa Thuần Lương tiểu tử này rõ ràng là đem bóng ra đá cho mình. Tần Chính Dương càng nghĩ về sau, vẫn là quyết định đi một chuyến, thời điểm mấu chốt, nhất định phải phơi bày một ít lãnh đạo quyết đoán. Hứa Thuần Lương sớm liền đến lúc đó, Vương Kim Vũ cũng nghe nói nhà máy rượu đào ra suối nước nóng sự tình, nhìn thấy hắn trước tiên chứng thực là thật hay không, đạt được Hứa Thuần Lương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Vương Kim Vũ không khỏi cảm thán, Mặc Hàm mệnh thật sự là quá tốt rồi, vừa mới cho mướn mảnh đất kia liền phát hiện suối nước nóng, về sau nếu là đổi cái suối nước nóng làng du lịch, kia không được tài nguyên cuồn cuộn. Hứa Thuần Lương nói cho Vương Kim Vũ, xích đạo vốn liếng là có tiền, căn bản sẽ không đem chút tiền lẻ này nhìn ở trong mắt, kỳ thật hắn cùng Mặc Hàm tự mình đã đạt thành hiệp nghị, Mặc Hàm cầm xuống nhà máy rượu, hắn phụ trách đào móc cổ hầm ao, suối nước nóng phát hiện đơn thuần ngoài ý muốn, hoàn toàn là bổ sung tặng phẩm. Trước mắt Hứa Thuần Lương đã an bài công nhân tại nhà máy rượu nội bộ xây lấp kín tường, tướng suối nước nóng khu cùng hầm ao phân chia ngăn cách đến, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, bất quá suối nước nóng xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, rất ít có người sẽ chú ý tới xưởng bên trong mấy ngụm cổ hầm ao. Tần Chính Dương cùng Chu Hoành Viễn cùng đi đến, trên đường Chu Hoành Viễn tướng cùng Trương Hằng Dương gặp mặt sự tình hướng hắn làm một cái đơn giản báo cáo, Tần Chính Dương toàn bộ hành trình không có làm bất kỳ tỏ thái độ, hắn đối Chu Hoành Viễn phi thường giải, người này chỉ có thể đóng vai ống loa nhân vật, đối Tần Chính Dương tới nói, phụ tá quá vô năng không tốt. Quá có năng lực cũng không tốt, tốt nhất bộ hạ nên là chân thật điệu thấp làm việc, đem làm náo động cơ hội cùng chiến tích lưu cho lãnh đạo. Không tham công không đoạt danh tiếng, chịu phụ trách nhiệm, thời khắc mấu chốt còn muốn chịu cõng nồi. Chỉ là như vậy hoàn mỹ nhân vật thật sự là quá khó tìm, Chu Hoành Viễn cùng Hứa Thuần Lương hiển nhiên ở vào hai cái khác biệt cực đoan, cái trước bình thường không có có trách nhiệm tâm, nhưng là hắn cũng may không đoạt danh tiếng, cái sau có năng lực có thủ đoạn, nhưng là dã tâm quá lớn phong mang tất lộ. Không hiểu được bận tâm lãnh đạo cảm thụ muốn tìm thích hợp phụ tá cũng không dễ dàng. Tần Chính Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài, đã tiến vào Hiền Hồng nông trường phạm vi, nhìn qua kéo dài chập trùng lớn mảnh thổ địa. Tần Chính Dương thầm nghĩ, Đông Nghiễm Sinh thật đúng là có dự kiến trước, lúc trước cầm xuống nhiều như vậy thổ cũng không tốn hao giá lớn bao nhiêu, chẳng lẽ hắn trước đó liền được tin tức. Chu Hoành Viễn chủ động nói lên đề tài, ta nghe nói tiểu Hứa cùng Hiền Hồng nông trường Đông Tổng quan hệ rất tốt. Tần Chính Dương nói, nghe nói hắn đã cứu Đông Tổng mệnh. Chu Hoành Viễn nhẹ gật đầu, nhớ kỹ năm ngoái Đông Nghiễm Sinh tại Thạch Lương Sơn mất tích, cuối cùng vẫn là Hứa Thuần Lương đem hắn tìm trở về. Hứa Thuần Lương cả ngày mở kia chiếc Audi Q7 chính là từ Hiển Hồng nông trường mượn tới. Chu Hoành Viễn nói, ta nghe nói Mai Trấn trưởng đi khu công nghệ cao. Tần Chính Dương nói, lão Chu A, người nghe nói sự tình còn thật không ít. Chu Hoành Viễn cười nói, ta cũng chính là thuận miệng nói một chút. Tần Chính Dương nói, ngươi còn không có nói qua thái độ của ngươi đâu, ngươi đối Đại Hằng sự tình đến cùng thấy thế nào a? Chu Hoành Viễn nói, ta tôn trọng ý kiến của ngài. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ cùng không nói, hắn cũng không thèm để ý Chu Hoành Viễn, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn sẽ tin tức, có thể là gần nhất chú ý Đại Hằng tin tức lệch nhiều, tin tức áp tập trung đẩy đưa Đại Hằng tin tức cho hắn, trên cơ bản đều là mặt trái tin tức.
Tần Chính Dương lại tìm tòi một chút Hoa Niên tin tức, hơn phân nửa đều là liên quan tới nợ nần trọng tổ, hai nhà này xí nghiệp thật đúng là cá mè một lứa. Tần Chính Dương lúc xuống xe, nhìn thấy Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương cùng nhau tới, lẫn nhau lên tiếng chào. Tần Chính Dương đặc địa cùng Triệu Phi Dương nắm tay nói, hôm nay hai vị là chủ khách, chúng ta đều là người tiếp khách. Trương Hằng Dương nói, ta cũng là người tiếp khách, Triệu Viện mới là chủ khách, Hứa Trấn Trưởng đều nói là mời lão lãnh đạo. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa đến Hồ Sơn Trấn biểu hiện thế nào? Không cho Tần Bí Thư thêm phiền phức a. Tần Chính Dương cười nói, biểu hiện cũng không tệ lắm, hắn không cho ta thêm phiền toái gì, ngược lại là cho các ngươi thêm không ít phiền phức a. Triệu Phi Dương nói, chứng minh Tần Bí Thư có phương pháp giáo dục a. Tần Chính Dương nói, đâu có, hắn nhưng là ngươi một tay mang lên. Trương Hằng Dương một bên nhìn lấy hai người bọn họ, trong lòng thầm suy nghĩ cười, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là một khối củ khoai nóng bỏng tay, mặc kệ là Triệu Phi Dương cùng Tần Chính Dương đều không có thực lực nắm được. Hứa Thuần Lương từ trên nước phòng ăn hướng bên này đi tới, xa xa cười nói, không có ý tứ a, ta vừa mới hỗ trợ mò cá đâu, không có từ xa tiếp đón, thật có lỗi thật có lỗi. Tần Chính Dương nói, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Hứa Thuần Lương lại hướng Triệu Phi Dương cười cười, Triệu Viện, tới a. Triệu Phi Dương nói, đã sớm nghĩ tới tới, vừa vặn gặp phải ăn Tết, vốn định tiết sau tới, nhưng nghe nói các ngươi ăn Tết trong lúc đó đều tại tăng ca, cho nên ta liền tới xem một chút. Tần Chính Dương nói, ngày nghỉ đối chúng ta những người này tới nói chính là xa xỉ phẩm, tiểu Hứa ăn Tết mấy ngày nay phi thường vất vả, ta đến cảm tạ Triệu Viện cho chúng ta đưa tới một vị có năng lực có đảm đương tốt cán bộ. Triệu Phi Dương nói, tiểu Hứa vừa tới liền có thể đạt được Tần Bí Thư trọng dụng, người nhất định phải biết quý trọng lãnh đạo cho cơ hội của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta là không phải tiến vào, cái này phía ngoài gió có chút lớn. Hứa Thuần Lương dẫn mọi người đi vào trên nước phòng ăn, Phó Thư Ký Hà Khải Văn, Phó Trấn Trưởng Lê Nhiễm Điền đều đã đến, Vương Kim Dân ngay tại cùng bọn họ nói chuyện, nhìn thấy Tần Chính Dương tiến đến, tất cả mọi người đứng dậy đón lấy. Triệu Phi Dương nhìn thấy trước mắt tràng diện, trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc, hắn hiện tại càng ngày càng hối hận lúc trước từ đi công chức, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, chính mình lúc trước đem Hoa Niên tập đoàn thấy quá đơn giản, chân chính tiến vào dân doanh xí nghiệp, mới phát hiện trong đó trói buộc một điểm không thể so với thể chế bên trong ít. Tại Đông Châu, từ sử cấp trên chức vị chủ động xuống tới, lựa chọn tiến vào dân doanh xí nghiệp, hắn vẫn là thứ nhất, rút đi thể chế quang hoàn, người ở bên ngoài trong mắt, hắn cùng Trương Hằng Dương không có gì khác biệt. Đều là đưa ra thị trường xí nghiệp cao quản. Cái này từ bàn rượu sắp xếp lần tới rõ ràng có thể nhìn ra được, Tần Chính Dương mặc dù chỉ là chính khoa cấp, nhưng là hắn vẫn là việc nhân đức không nhường ai ngồi thủ vị. Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương phân biệt ngồi tại hắn tả hữu, Hứa Thuần Lương chịu lấy Triệu Phi Dương ngồi xuống, Hà Khải Văn dựa vào Trương Hằng Dương. Có chỗ đến tất có điều mất, Triệu Phi Dương từ đi công chức về sau địa vị xã hội rõ ràng giảm xuống. Tần Chính Dương làm gương tốt. Hắn không uống rượu, cái khác đến từ Hồ Sơn Trấn cán bộ tự nhiên cũng không thể dùng rượu. Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương cũng không phải tham rượu người, tăng thêm bọn hắn đều mang tâm tư, đề nghị tất cả mọi người không uống rượu, buổi trưa hôm nay lấy tiệc trà xã giao bạn. Tần Chính Dương nói, buổi trưa hôm nay là tiểu Hứa tư nhân mở tiệc chiêu đãi, mọi người cũng đều tại nghỉ trong lúc đó, cho nên không tính vi quy. Một câu dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật bữa cơm này ta đã sớm nghĩ mời, vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, hôm nay bữa cơm này ta nhất cử lưỡng tiện, đầu tiên cảm tạ Triệu Viện đi qua đối ta để điểm cùng vun trồng, không có Triệu Viện trưởng liền không có ta hôm nay, sau đó ta đến cảm tạ Tần Bí Thư đối sự bao dung của ta cùng tín nhiệm, mới vừa tới đến liền đối ta ủy thác trách nhiệm, cho ta thi triển không gian cùng cơ hội. Triệu Phi Dương cười nói, làm nửa ngày ngươi đem hai bữa hợp thành một trận, tiểu tử ngươi thật là biết tính toán. Hứa Thuần Lương nói, không có cách, ta tiền lương quá ít, đến tiết kiệm một chút hoa. Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, người này không có khả năng mình xuất tiền túi mời mọi người ăn cơm. Mọi người lấy trà thay rượu, đồng dạng uống ba chén. Tần Chính Dương đại biểu Hồ Sơn Trấn ban lãnh đạo đối Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương đến biểu thị hoan nghênh, cường điệu Hồ Sơn Trấn chính phủ sẽ tiếp tục tận sức tại cải thiện doanh thương hoàn cảnh, là nhà đầu tư hộ giá hộ tống. Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương nghe Tần Chính Dương lần này tỏ thái độ, trong lòng là không có chút nào tin tưởng. Chân chính nếu là gặp phải phiền toái sợ rằng đều không trông cậy được vào, lấy Tần Chính Dương làm đại biểu quan viên,
trong lòng bọn họ trọng yếu nhất chính là tự thân chính trị tiền đồ, là không thể nào vì nhà đầu tư lợi ích làm ra hy sinh. Chính như bọn hắn cải thiện doanh thương hoàn cảnh, tranh thủ ngoại lai đầu tư, suy cho cùng vẫn là vì chiến tích. Làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, những quan viên này không có khả năng tại Hồ Sơn trấn ngốc cả một đời, khi bọn hắn vất đầy đủ chính trị vốn liếng, liền sẽ tướng mục tiêu chuyển hướng một nơi khác. Ai cũng sẽ hót như khiếu, nhưng chân chính chứng thực không có mấy cái. Thừa dịp Tần Chính Dương vừa rồi tỏ thái độ, Triệu Phi Dương nói, có Tần Bí Thư lời nói này chúng ta an tâm, không dối gạt ngài nói, lần này ta tới chủ yếu là muốn làm bột cho thấy thái độ, tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện thi công quá trình bên trong, bởi vì ta phương giám thị bất lực, xuất hiện một chút lỗ thủng cho chúng ta cũng cho Hồ Sơn trấn chính phủ tạo thành không tốt ảnh hưởng, ở đây, ta chính thức hướng các vị biểu đạt áy náy. Triệu Phi Dương bưng lên ly trà trước mặt, thái độ của hắn liền đại biểu cho Trường Hưng thái độ, đại biểu cho Hoa Niên thái độ, Triệu Phi Dương cũng là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phương mới làm ra nhượng bộ như vậy, muốn tiếp tục không đoạn địa tiến lên, đầu tiên liền phải học được cúi đầu, không có người sẽ thuận buồm xuôi gió. Tần Chính Dương nói, Triệu viện trưởng khách khí, tương ái liên bi kịch mọi người ai cũng không muốn phát sinh, nhưng sự tình đã phát sinh, chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải từ đó hấp thụ kinh nghiệm cùng giáo huấn. Phải tất yếu phòng ngừa loại này bi kịch lại lần nữa phát sinh, hai ngày này để các ngươi hai nhà tiến hành chỉnh đốn và cải cách, chúng ta Hồ Sơn trấn đội ngũ cán bộ nội bộ cũng tiến hành phê bình cùng bản thân phê bình, chúng ta cũng đang tiến hành khắc sâu nghĩ lại, tổng kết chúng ta công việc bên trong tồn tại không đủ. Tần Chính Dương lời nói này rõ ràng cho Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương có lưu bậc thang, Hứa Thuần Lương thầm than, người tốt đều mẹ nó để ngươi làm. Trương Hằng Dương cũng không cam chịu lạc hậu, Tần Bí Thư, ta cũng ở trước mặt mọi người tỏ thái độ, chúng ta Đại Hằng Nguy Sơn đảo sự nghiệp bộ lúc trước tiêu thụ bên trong tồn tại rất nhiều vấn đề, bại lộ toàn bộ tiêu thụ đoàn đội tố chất không cao vấn đề, cũng cùng ta giám thị bất lực có quan hệ, chuyện xảy ra về sau, chúng ta đã đối quá khứ tiêu thụ đoàn đội tiến hành thay máu, đối với trước đây tiêu thụ bên trong bạo lộ ra vấn đề, cũng công khai cụ thể giải quyết phương án. Tần Chính Dương cười nói, chúng ta là ăn cơm, cũng không phải công việc báo cáo, hai vị thái độ ta đã sớm biết. Có thể lý giải, dù sao nơi này chỉ là các ngươi công tác một bộ phận, hai vị tổng giám đốc muốn mắt tại tập đoàn chiến lược, không có khả năng không rõ chi tiết tất cả đều tự thân đi làm, có chỗ sơ hở không thể tránh được. Tần Chính Dương lời nói này cho đủ hai người mặt mũi, nghe lời nghe âm, người ở chỗ này cũng đều hiểu, Tần Chính Dương không có tiếp tục truy cứu đi xuống dự định. Tần Chính Dương cùng bọn hắn phân biệt uống một ly trà, ánh mắt chuyển hướng Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói nhà máy rượu đào ra suối nước nóng rồi. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, chúng ta chỉ là sơ bộ cho rằng như vậy tình huống cụ thể còn phải chờ tương quan chuyên gia tiến hành khảo sát luận chứng. Tần Chính Dương hướng Lê Nghiễm Điền nói, lão Lê, chuyện này ngươi theo vào một chút mời ngành tương quan mau chóng điều tra nghiên cứu. Lê Nghiễm Điền biểu thị đã đang làm, nhưng là trước mắt ở vào nghỉ trong lúc đó, khả năng cần muốn sau khi vào sở mới có chuyên gia đến nhà. Trương Hằng Dương nói, Tần Bí Thư, ta có một ý tưởng, Nguy Sơn Đảo phát hiện suối nước nóng. Đôi này bổn đảo du lịch sự nghiệp có tích cực thôi động tác dụng, thân là đặt chân bổn đảo nhà đầu tư, chúng ta nguyện ý là du lịch sự tình nghiệp góp một viên gạch, Đại Hằng tại khai phát lợi dụng suối nước nóng phương diện có kinh nghiệm phong phú. Hứa Thuần Lương ha ha cười một màu nói, Trương Tổng, các ngươi không phải đã có suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn sao? Trương Hằng Dương bị hắn trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn chính là cái danh tự, nào có cái gì suối nước nóng? Lúc trước khởi cái tên này là vì lắc lư mua phòng người ở chỗ này người nào không biết nội tình, Trương Hằng Dương vội vã gia nhập, đơn giản là muốn từ đó phân một chén, nếu như bọn hắn cũng có thể gia nhập vào khai phát suối nước nóng trong trận doanh, như vậy suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn liền trở nên danh chính ngôn thuận. Triệu Phi Dương nói, chỉ có tài nguyên cùng hưởng mới có thể đem giá trị tối đa hóa, nếu như suối nước nóng xuất thủy lượng cùng nước chất lý tưởng, như vậy hoàn toàn có thể chế tạo thành Nguy Sơn đảo mặt khác một tấm danh thiếp. Tần Chính Dương mỉm cười gật đầu, với hắn mà nói đây cũng là một tin tức tốt, cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu trung tâm chỉ huy chưa đăng tràng, việc này hiện đang phát sinh, tất cả chiến tích tự nhiên rơi trên đầu hắn, muốn nói Hứa Thuần Lương tiểu tử này thật đúng là cái phúc tinh. Tần Chính Dương nói, Triệu viện trưởng nói đúng, chỉ có tài nguyên cùng hưởng mới có thể đem giá trị tối đa hóa. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cùng hưởng cái rắm, nhà máy rượu hiện tại thầu khoán là Mặc Hàm, sau màn lão bản chính là ta. Lão tử vòng xuống tới địa phương dựa vào cái gì cùng các ngươi cùng hưởng. Lúc này Lê Nghiễm Điền điện thoại di động vang lên,
gọi điện thoại tới là Đông Châu Thị Sinh Thái Hoàn Cảnh Kiến Thiết Đầu Tư Tập Đoàn, bọn hắn cũng nghe nói phát hiện suối nước nóng sự tình, cú điện thoại này đánh cho có chút không khách khí, đánh cái này điện thoại mục đích không phải là vì thương lượng, mà là cáo chi. Cường điệu Đông Châu Chính phủ trao quyền Thị Sinh Thái Hoàn Cảnh Kiến Thiết Đầu Tư Tập Đoàn thống nhất khai phát quản lý Đông Châu Thị khu hành chính vực nội suối nước nóng nước tài nguyên, thực hành thống nhất quy hoạch, thống nhất quản lý, thống nhất cung cấp nước, thống nhất kinh doanh, nói cách khác vô luận thầu khoán là ai, phát hiện suối nước nóng chính là bọn hắn, vô luận là thầu khoán vẫn là Hồ Sơn Trấn Chính phủ đều không có có quyền lợi quyết định suối nước nóng khai phát quyền sử dụng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng đối phương ngữ khí thật sự là thái sinh cứng rắn, khiến cho Lê Nhiễm Điền cũng có chút không vui, hắn nói cho đối phương biết, trước mắt còn không cách nào phán định phải chăng là suối nước nóng. Cúp điện thoại, Lê Nhiễm Điền có chút bất đắc dĩ tướng vừa rồi trò chuyện nội dung thuật lại một lần. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn tính là cái gì, suối nước nóng là quốc gia, chúng ta cũng là cán bộ quốc gia, chúng ta cũng không phải đem suối nước nóng chiếm làm của riêng. Tần Chính Dương cười nói, tiểu Hứa A, chính sách trên chính là như thế quy định, không trải qua có chính sách, dưới có đối sách, suối nước nóng dù sao cũng là tại Nguy Sơn đảo bên trên, bọn hắn liền là muốn cũng chuyển không đi. Tất cả mọi người nở nụ cười, bất quá trong lòng mỗi người đều có mình tính toán. Sau bữa cơm trưa, Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương tìm tới Tần Chính Dương đơn độc nói chuyện đàm, Tần Chính Dương cũng nới lỏng miệng, đáp ứng bọn hắn mùng 7 sau khi vào sở liền sắp xếp người tiến hành chính thức xét duyệt, nói cách khác hết thảy thuận lợi, mùng 8 bọn hắn nên làm trở lại nên mở cửa mở cửa. Tại sao phải so tài ngày nghỉ kéo dài một ngày, cũng là muốn cho công chúng một cái công đạo, nếu như ngày nghỉ vừa kết thúc liền giải trừ đối bọn hắn xử phạt, như vậy cùng không xử phạt cũng không có gì khác biệt. Triệu Phi Dương cùng Trương Hằng Dương đối kết quả này đều biểu thị tiếp nhận, cũng cơ bản hài lòng. Hứa Thuần Lương mặc dù cho rằng đối hai nhà gõ đến còn chưa đủ, nhưng là một thanh tay làm ra quyết định, mình cũng phản bác không được, dù sao hắn đã thành công hoàn thành Tần Chính Dương giao cho nhiệm vụ của mình. Tần Chính Dương thương cảm đến hắn hai ngày này tăng ca vất vả, đặc địa cho hắn thả cái giả, để hắn từ hôm nay trở đi nghỉ thêm. Hứa Thuần Lương minh bạch Tần Chính Dương tương đương tách ra mình xét duyệt Hoa Niên tập đoàn quyền lực, hắn hẳn là lo lắng cho mình công báo tư thù, tiếp tục làm khó dễ Hoa Niên. Hứa Thuần Lương mừng rỡ thanh nhàn, lại nói mùa xuân này hắn cũng không chút bồi ra ra, vừa vặn về Đông Châu nghỉ hai ngày. Xế chiều hôm đó, Hứa Thuần Lương cùng Triệu Phi Dương ngồi hiển hồng nông trường du thuyền trở về Đông Châu, hai người tại Cổ Tuyền trấn trên bến tàu bờ, Hứa Thuần Lương bên trên Triệu Phi Dương Audi A6. Triệu Phi Dương tâm bên trong phi thường rõ ràng, chớ nhìn bọn họ mặt ngoài thân mật như trước, nhưng lẫn nhau ở giữa ngăn cách trở nên càng ngày càng sâu. Triệu Phi Dương cho Hứa Thuần Lương phát trương điện tử thiệp mời, kỳ thật hắn mấy ngày nay đều đang do dự là không phải muốn mời Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nghe được tin tức âm thanh nhìn thoáng qua, không thể nín được cười, chúc mừng a, ngài liền trương thiệp mời đều bớt đi. Triệu Phi Dương nói, lo lắng ảnh hưởng không tốt, cho nên điệu thấp xử lý. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều từ đi công chức còn có cái gì tốt lo lắng. Triệu Phi Dương mặt mo nóng lên, người khác có lẽ cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng là giống Hứa Thuần Lương dạng này gọn gàng dứt khoát nói ra được cũng không nhiều, hắn từ Hứa Thuần Lương trong những lời này cảm ngộ đến trào phúng. Triệu Phi Dương rơi xuống một điểm cửa sổ xe, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi nhập gió lạnh, trợ giúp khuôn mặt của mình hạ nhiệt một chút. Triệu Phi Dương nói, lúc nào đều không thể thiếu nói xấu người, ta cùng tàu tử ngươi thương lượng một chút, tận lực ép co rúm người lại quy mô, ngoại trừ tất mời người nhà thân thích bên ngoài, chính là mấy cái hảo hữu, Cao bí thư nơi đó ta cũng gửi thiệp. Hắn cho Cao Tân Hoa đưa thiếp mời tử cũng không phải là bởi vì quan hệ giữa bọn họ, mà là hướng về phía Cao Tân Hoa cùng quan hệ của cha hắn. Hứa Thuần Lương liếc một cái ngày, Triệu Viện, người kết hôn thời điểm ta vừa vặn ở kinh thành tập trung học tập. Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi là không nể mặt ta a. Hứa Thuần Lương tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá ta khẳng định sẽ bài trừ vạn hiểm tới tham gia ngài tân hôn điển lễ. Triệu Phi Dương nói, nào có khoa trương như vậy, đúng, người đem Mai bí thư cùng một chỗ mang đến. Hứa Thuần Lương cười cười nói, nàng không thích tham gia náo nhiệt. Triệu Phi Dương nói, Thuần Lương A, ngươi mặc dù điều tạm đi Hồ Sơn Trấn, nhưng ta chưa hề đem ngươi trở thành ngoại nhân, ngươi nói với ta câu lời trong lòng, chờ điều tạm kỳ đầy, có phải hay không còn dự định trở về. Hứa Thuần Lương nói, đi một bước nhìn một bước đi, ta hiện tại có chút tị nạn chính trị ý tứ, có trời mới biết sau 3 tháng lại là cái gì tình huống đâu. Triệu Phi Dương nhẹ gật đầu,
khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trình sở dĩ có thể thuận lợi khởi động, cũng bởi vì ngươi chút xuống không ít tâm huyết, tình huống cụ thể ngươi rõ ràng nhất, ngươi được nhiều hỗ trợ a. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ta tại Hồ Sơn trấn chính là cái mượn điều tới phó trấn trưởng, cũng không phải đảng ủy thành viên ban ngành, có thể có quyền lực gì. Ngài đừng nghe bọn họ mò mẫm linh tinh, cái gì đội viên cứu hỏa, kỳ thật liền là để cho ta ra cõng nồi, ngài sẽ không phải thật cảm giác phải xử phạt Hoa Niên cùng Đại Hằng đều là ta một tay chủ đạo a. Triệu Phi Dương cười cười không nói chuyện, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cái gì nước tiểu tính ta không biết. Dù sao ngươi cũng không có khởi đến bất kỳ tốt tác dụng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Viện, ta Tết Xuân tại Nam Giang dành thời gian cùng Từ Dĩnh tỷ bọn hắn tụ một chút. Triệu Phi Dương trong lòng run lên, người này ở trước mặt mình nhắc lên Từ Dĩnh ý muốn như thế nào. Hứa Thuần Lương nói, nàng hướng ta hỏi thăm ngươi tình hình gần đây. Triệu Phi Dương nói, ta cùng với nàng là bạn học cũ, nói đến thật đúng là hoài niệm hoa gian Nhật Liêu, từ khi nàng rời đi Đông Châu, liền ăn không được như thế chính tông Nhật Liêu. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng là tâm cảnh nguyên nhân đi. Triệu Phi Dương nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, cố ý không có phát biểu. Hứa Thuần Lương nói, từ tỷ người này tại rất nhiều vấn đề trên đều thấy rất thấu, ta mỗi lần cùng với nàng nói chuyện đều rất biết có một ít thu hoạch. Triệu Phi Dương làm sao có thể nghe không ra hắn tại nói bóng nói gió, đang lo lắng đáp lại ra sao hắn thời điểm. Ô tô đã đi tới Hồi Xuân đường trước cửa, Hứa Thuần Lương để lái xe dừng xe, hắn cùng Triệu Phi Dương cũng không có nhiều tiếng nói chung. Triệu Phi Dương cũng cùng theo xuống xe, từ sau xe lấy ra hai hộp lá trà để hắn cho Hứa lão gia tử dẫn đi, Hứa Thuần Lương thu lá trà, mời hắn trong phòng ngồi, Triệu Phi Dương biểu thị còn có việc đi xử lý, hôm nào lại tới bái phỏng, kỳ thật chủ nếu là bởi vì hắn cùng Hứa Thuần Lương đã không có nhiều tiếng nói chung. Ô tô đón trời chiều một lần nữa chạy được một khoảng cách, Triệu Phi Dương bỗng nhiên có chút một trận tâm phiền ý loạn, hắn để lái xe dừng xe, mình quyết định dọc theo cổ Hoàng Hà sạn đạo đi trở về đi. Hôm nay nhiệt độ không khí ấm đến mức dị thường, Triệu Phi Dương vịn bờ sông lan can đá, nhìn qua đã chuyển lục nước sông, nhớ tới Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình đã thật lâu không có cùng Từ Dĩnh liên lạc qua, thậm chí liền ăn Tết đều quên cho nàng phát năm mới chúc phúc, nàng cũng giống như vậy. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là thời gian cùng không gian chính đang lặng lẽ kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Triệu Phi Dương lấy điện thoại cầm tay ra bấm Từ Dĩnh điện thoại, lần thứ nhất không có người tiếp, hắn đã chờ một phút đồng hồ lại gọi một cái đi qua. Lần này Từ Dĩnh nhận nghe điện thoại, Phi Dương, làm sao có thời gian gọi điện thoại? Hiện tại cho ngươi chúc Tết có phải hay không hơi trễ? Từ Dĩnh ý vị thâm trường nói, chỉ cần ngươi hữu tâm lúc nào đều không muộn. Hai người đồng thời nở nụ cười, Triệu Phi Dương đem mình liền muốn chuyện kết hôn nói cho nàng, hy vọng vị này hồng nhan chi kỷ có thể trở về Đông Châu tham gia hôn lễ của hắn. Từ Dĩnh phản ứng rất chân thực, trực tiếp nói cho hắn biết, mình chỉ sợ không có thời gian. Triệu Phi Dương phát giác Từ Dĩnh tựa hồ đối với mình xa lánh rất nhiều, hắn đối Từ Dĩnh cũng không có đi qua nói thoải mái xúc động, thời gian cùng không gian trong lúc bất chi bất giác tại giữa bọn hắn tạo thành ngăn cách, hai người lẫn nhau khách chụp vào vài câu liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trời chiều chưa biến, nước chảy vẫn như cũ, Triệu Phi Dương nhìn lấy mình bị kéo dài thân ảnh, chẳng lẽ cải biến chỉ có mình. Hứa Thuần Lương đi vào Hồi Xuân đường thời điểm, nhìn thấy ra ra ngay tại cho người ta kê đơn thuốc, gần nhất đã rất ít nhìn thấy hắn tự mình ngồi xem bệnh. Hứa Trường Thiện kiên nhẫn giúp bệnh nhân mở xong thuốc, lại đem hắn đưa đến ngoài cửa, đây là lão gia tử nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen. Trở về sau, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đang uống trà, Hứa Trường Thiện cười nói, bỏ về được rồi. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là trung hiếu khó song toàn, lãnh đạo để cho ta nghỉ thêm 3 ngày, ngài bây giờ làm sao tự mình ngồi xem bệnh rồi. Gần nhất đã rất ít gặp đến gia gia tại Hồi Xuân đường tự mình hỏi chẩn bệnh người, lão gia tử đã tiến vào chuẩn về hưu trạng thái. Hứa Trường Thiện nói cho hắn biết Trịnh Bồi An tiễn hắn tiểu cô đi đường sắt cao tốc đứng, một hồi liền trở về. Hai người chính trò chuyện. Trịnh Bồi An từ bên ngoài vào, Thuần Lương trở về rồi. Hứa Thuần Lương nói, vừa tới. Trịnh Bồi An đề nghị ra ngoài ăn chút, Hứa Trường Thiện tuổi tác cao không có gì muốn ăn, để hai người bọn họ đi, mình nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một chút. Hắn nhớ tới đến một sự kiện, ẩn hồ quan để hôm qua cho Hứa Thuần Lương gửi tới một phong tin. Hứa Thuần Lương mở ra xem xét, bên trong là một phần phòng trên thư thông báo, Hứa Gia Hiên lần trước về đến mua cho hắn biệt thự phòng trên, vừa vặn 2 ngày này nghỉ ngơi.
ngày mai có thể đi xử lý thu vào làm tiếp thủ tục. Hứa Thuần Lương cùng Trịnh Bồi An cũng không đi xa, đi sát vách mới mở đồ ăn thường ngày, hai người bọn họ mặc dù là hai đời người, tuổi tác cũng chênh lệch 20 tuổi, nhưng là lẫn nhau tính tình hợp nhau, đã trở thành nói thoải mái bạn vong niên. Hứa Thuần Lương nhìn ra Trịnh Bồi An hôm nay cảm xúc không cao, nhớ tới hắn vừa mới đưa tiểu cô rời đi, đoán chừng 8-9 phần 10 cùng tiểu cô Hứa Gia Văn có quan hệ. Hai chén rượu vào trong bụng về sau, Trịnh Bồi An nói ra tình hình thực tế, lại là hắn hôm nay hướng Hứa Gia Văn biểu bạch, nhưng là bị Hứa Gia Văn cự tuyệt, Hứa Gia Văn minh xác nói cho hắn biết mình gần nhất không muốn cân nhắc chuyện tình cảm, mắt trước trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt người nhà, để hắn đem thêm ra đến tinh lực đặt ở sự nghiệp bên trên. Trịnh Bồi An vốn cho rằng Hứa Gia Văn ly hôn sau lại trở lại nội địa công việc mình có cơ hội, nhưng hiện tại xem ra nàng vẫn chỉ là đem mình làm bằng hữu, Trịnh Bồi An không khỏi có chút uể oải, thậm chí cho rằng Hứa Gia Văn ngại vứt bỏ mình không muốn phát triển, người đã trung niên, sự nghiệp trên không thành tựu được gì, cũng khó trách nàng xem thường chính mình. Hứa Thuần Lương cố ý nói, dưa hái xanh không ngọt, đã ta tiểu cô đối ngươi không có ý nghĩa, ngươi cũng không cần giữ vững được, nếu không ta giúp ngươi mặt khác giới thiệu một cái. Trịnh Bồi An ngạc nhiên nhìn qua hắn, tiểu tử ngươi nói đến đây là tiếng người sao? Hứa Thuần Lương nói, làm sao không phải tiếng người? Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm ngươi cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ. Ta cùng ngươi không giống, chân đạp hai con thuyền, trần trừ sự tình ta làm không được, ta liền quyết định ngươi tiểu cô, trong mắt ta những nữ nhân khác cộng lại cũng không sánh nổi nàng. Tình cảm giảng cứu cái lưỡng tình tương duyệt, nàng nếu là không thích ngươi, ngươi lại cố gắng thế nào cũng là uổng phí. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua chân thành chỗ đến sắt đá không rời? Trịnh Bồi An uống một chén rượu, lập tức lại tràn đầy đấu trí, muốn cho ta từ bỏ ngươi tiểu cô, không có cửa đâu, mấy chục năm ta đều kiên trì đến đây, không chênh lệch còn lại cái này nửa đời người, nàng không phải để cho ta làm việc nghiệp sao? Ta liền làm cho nàng nhìn xem. Hứa Thuần Lương hướng hắn dựng lên ngón cái, không thể không bội phục lão Trịnh từ một mực kiên cường tinh thần. Thuận tiện khích lệ hắn một câu, chiếu ta nhìn ta tiểu cô đối ngươi cũng không phải không có ý nghĩa, chủ yếu là nàng vừa ly hôn, lại dẫn một đứa con gái, không giống ngươi lão quang côn một cái, nàng có lo lắng. Trịnh Bồi An gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy, ngươi nói nếu như ta có thể làm ra một phen sự nghiệp, có phải hay không chúng ta ở giữa liền không có chướng ngại, ngươi tiểu cô liền tiếp nhận ta rồi. Hứa Thuần Lương thực sự không đành lòng lại đả kích Trịnh Bồi An, cổ vũ hắn nói. Ta cảm thấy cũng là như thế này. Trịnh Bồi An nói, đúng rồi, người thật cảm thấy người tiểu cô thích ta. Hứa Thuần Lương nói nhảm a, nàng nếu là đối ngươi một chút ý tứ đều không có, có thể chống đỡ gia gia của ta thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi cả ngày vô sự mà ân cần, chẳng lẽ nàng nhìn không ra động cơ của ngươi? Ta vô sự mà ân cần, ta kia là thích nàng, cũng đúng, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, vậy ngươi nói một chút. Nàng có phải hay không thích ta? Vấn đề này để Hứa Thuần Lương khó mà trả lời, qua loa nói, dù sao không ghét. Không ghét đó chính là thích, Trịnh Bồi An tâm tình khá hơn một chút. Bọn hắn cùng cạn một chén rượu, Trịnh Bồi An nhớ tới gần nhất lưu truyền rất rộng một sự kiện, hỏi Hứa Thuần Lương có phải hay không vừa bày Trường Hưng một đạo, hiện tại rất nhiều người đều nói tiểu tử này ăn Trường Hưng cơm nện Trường Hưng nồi, khuyên Hứa Thuần Lương làm việc thu liễm một chút. Dù sao trước mắt hắn vẫn là Trường Hưng mượn điều ra ngoài, biên chế còn tại Trường Hưng bệnh viện, đắc tội viện trưởng tổng sẽ không có chỗ tốt gì. Hứa Thuần Lương đơn giản đem tình huống nói một lần, nói cho Trịnh Bồi An, mình hôm nay là cùng Triệu Phi Dương đồng thời trở về, giữa bọn hắn cũng không có gì khúc mắc, Triệu Phi Dương còn mời mình tham gia hắn hôn lễ đâu. Trịnh Bồi An nói, Triệu Phi Dương cặp vợ chồng danh tiếng hiện tại nhưng không hề tốt đẹp gì, Trường Hưng đã biến thành bọn hắn cửa hàng nhỏ. Ngươi về sau cùng bọn hắn hai bảo trì điểm khoảng cách. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng bọn hắn lúc đầu cũng không có gì thâm giao. Trịnh Bồi An nói, ngươi khả năng còn không biết, Bùi Lâm đã là gia niên bách hóa đồng sự, nếu như không phải Triệu Phi Dương, nàng có tư cách gì tiến vào gia niên bách hóa ban giám đốc? Lại có tư cách gì đương hoa niên lớn khỏe mạnh giám đốc? Hứa Thuần Lương biết gia niên bách hóa cùng hoa niên thực khống người đều là Đường Kinh Vĩ. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết trong này tồn tại trao đổi ích lợi. Bất quá mình bây giờ đã tạm thời rời đi hoa niên, cũng lười đánh giá hoa niên thị phi, Triệu Phi Dương cặp vợ chồng yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi. Hắn cùng Triệu Phi Dương cặp vợ chồng mặc dù không gọi được bằng hữu, nhưng là cũng không tính được địch nhân. Hôm nay trên đường trở về, hắn cố ý nhắc lên Từ Dĩnh,
liền là muốn cho Triệu Phi Dương cùng Từ Dĩnh hảo hảo tâm sự, hắn thấy Từ Dĩnh cái gì đều thấy rõ ràng, mà lại Từ Dĩnh Triệu Phi Dương hẳn là nghe lọt. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng đừng trong lòng không thăng bằng Triệu Phi Dương từ từ đi công chức ngày đó trở đi liền đã làm ra lựa chọn. Hắn có thể vì hắn mình làm ra lựa chọn, nhưng là cũng không thể đại biểu chúng ta toàn thể nhân viên làm ra lựa chọn, hắn dựa vào cái gì đem chúng ta tất cả nhân viên y tế tiền đồ vận mệnh tất cả đều áp đi vào. Trịnh Bồi An đại biểu Trường Hưng một bộ phận lớn người ý nghĩ. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Trịnh Thúc, ngài đi qua không dạng này a, thế nào? Kỳ thật hắn hiểu được, Trịnh Bồi An nên là bị tiểu cô cự tuyệt sau thụ điểm kích thích. Trịnh Bồi An nói, có đôi khi thật muốn không làm, chỉ là hiện tại không cho xử lý ngừng củi giữ chức, không phải ta còn muốn đi bên ngoài sông sáo. Hứa Thuần Lương nói, dự định rời đi Đông Châu. Trịnh Bồi An nói, không nhất định rời đi, Trường Hưng trong bệnh viện y khoa không chết không sống, bệnh viện bản thân cũng không coi trọng, ta lưu tại Trường Hưng cũng không kiếm được tiền gì, còn không bằng ra ngoài liều một phen. Hứa Thuần Lương nói, kia vừa vặn, người có thể đem hồi xuân đường phát dương quang đại, hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Trịnh Bồi An nói, ta không phải ý tứ này. Hứa Thuần Lương nói, đem người ý nghĩ nói ra, quay đầu ta cùng ra ra câu thông. Trịnh Bồi An nói, hồi xuân đường mặc dù là danh tiếng lâu năm, nhưng là quy mô vẫn là quá nhỏ, hiện tại hồi xuân đường kỳ thật chính là một cái chỗ khám bệnh, nếu như muốn phát triển, nhất định phải khuếch trương đại quy mô cùng đầu nhập. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là dự định mở bệnh viện. Trịnh Bồi An nói, có phương diện này ý nghĩ, chúng ta Đông Châu xưởng hóa chất có cái có sẵn bệnh viện, bởi vì kinh doanh bất thiện đã đóng cửa, ta nghĩ nhận thầu xuống tới, mở một nhà sản khoa bệnh viện. Sản khoa, Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Trịnh Bồi An muốn mở trung y viện, làm nửa ngày là muốn mở sản khoa bệnh viện. Trịnh Bồi An nói, hiện tại kiếm lợi nhiều nhất chính là sản khoa, lợi nhuận đại phong hiểm nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi trước dừng lại, ngươi nói là dùng hồi xuân đường bảng hiệu mở sản khoa bệnh viện. Trịnh Bồi An nói, không phải, ta hàn huyên với ngươi đến không là một chuyện, hồi xuân đường là hồi xuân đường, sản khoa bệnh viện là sản khoa bệnh viện, ta làm sao có thể dùng hồi xuân đường chiêu bài mở sản khoa bệnh viện. Hứa Thuần Lương đánh giá Trịnh Bồi An, vững tin hắn không phải đốt hồ đồ rồi, tiểu cô cự tuyệt để Trịnh Bồi An rõ ràng bị kích thích, hắn muốn làm một phen sự nghiệp cho Hứa Gia Văn nhìn xem. Hắn không muốn Hứa Gia Văn xem thường. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này vẫn là chớ cùng Gia Gia thương lược, người mở trung y viện, hắn có lẽ sẽ đáp ứng, sản khoa bệnh viện, hắc hắc. Ngươi không sợ bị hắn trục xuất sư môn. Trịnh Bồi An nói, cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng, ta nếu là mở bệnh viện, hồi xuân đường bên này liền chú ý không tới, xưởng hóa chất bên kia ngươi là không có đi qua, địa phương rất lớn, ý của ta là, nếu như lấy xuống nơi đó, có thể đồng thời làm hai cái trọng điểm. Một là sản khoa, hai là trung y viện. Hứa Thuần Lương minh bạch, Trịnh Bồi An nếu như nhận thầu bệnh viện, như vậy về sau tinh lực của hắn khẳng định không cách nào chiếu cố hồi xuân đường bên này, cho nên hắn mới muốn thông qua mình thăm dò một chút ý của lão gia tử. Hứa Thuần Lương khuyên hắn trước tỉnh táo dục tốc bất đạt, Gia Gia người kia phi thường truyền thống, nếu như Trịnh Bồi An bước chân bước qua được lớn, nói không chừng sẽ chọc giận lão gia tử. Trịnh Bồi An cũng chỉ là một cái bước đầu ý nghĩ. Hắn những năm này mặc dù tích lũy một chút tiền, nhưng là mở một nhà chuyên khoa bệnh viện vẫn là khiếm khuyết thực lực, bởi vì Hứa Gia Văn cự tuyệt, hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bách cắt muốn chứng minh mình, hắn muốn làm một phen sự nghiệp, muốn để Hứa Gia Văn nhìn thấy hắn tiến thủ tâm, muốn đem Hứa Gia Văn chồng trước làm hạ thấp đi. Trịnh Bồi An ban đêm không ngoài dự liệu uống nhiều quá, Hứa Thuần Lương đem hắn dìu đến hồi xuân đường, đem hắn đặt ở trên giường của mình ngủ. Hứa Trường Thiện sang xem một chuyến. Chờ Hứa Thuần Lương thu xếp tốt Trịnh Bồi An, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Hứa Trường Thiện trách cứ, ngươi làm sao đem hắn rót thành dạng này, ngươi Trịnh Thúc niên kỷ cũng không nhỏ, vạn nhất uống ra sự tình làm sao bây giờ. Hứa Thuần Lương vội vàng biểu thị cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, lão Trịnh là trong lòng mình có việc. Hứa Trường Thiện kỳ thật cũng minh bạch là nguyên nhân gì, thở dài nói, cùng ngươi tiểu cô giận dỗi rồi. Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nhẹ gật đầu. Hứa Trường Thiện thở dài nói, hai người cộng lại đều 90 tuổi, nào có nhiều như vậy mâu thuẫn nhưng náo, Bồi An cũng thật sự là, người lớn như vậy, còn có cái gì nhìn không ra. Hắn phi thường minh bạch Trịnh Bồi An ý nghĩ, nhưng là tình cảm loại chuyện này không thể miễn cưỡng, hắn coi như lại thích Trịnh Bồi An cũng không thể thay khuê nữ làm chủ. Hứa Thuần Lương bồi tiếp Gia Gia trở lại gian phòng của hắn, mùa xuân này hắn đều đang bận rộn,
hai người trên cơ bản không chút gặp mặt, vừa vặn Bồi Gia Gia làm nhảm tán gẫu. Hứa Trường Thiện hỏi hắn đi Hỗ Hải kinh lịch, Hứa Thuần Lương chỉ nói mọi chuyện đều tốt, Chân Thuần nơi đó hắn cũng đã thông báo, đừng bảo là đại cô không phải, đừng cho Gia Gia thêm tâm tư, đừng nhìn Chân Thuần tính cách phản nghịch, nhưng là đối hắn cái này biểu ca Đổ là phi thường sùng bái, nói gì nghe nấy. Hứa Trường Thiện nói, người đại cô gần nhất có phải hay không rất bận. Hứa Thuần Lương biết Gia Gia nhớ nàng, gật đầu nói, trên có già dưới có trẻ, cả một nhà người toàn bộ nhờ nàng chiếu cố. Hứa Trường Thiện thở dài nói, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Trong lòng vẫn còn có chút thất lạc, coi như nữ nhi bận rộn nữa, chẳng lẽ liền hai ngày đều rút ra không được. Hứa Thuần Lương vốn muốn cho hắn sớm nghỉ ngơi một chút, nhưng Gia Gia còn muốn nói với hắn sự kiện, vỗ vỗ bên giường để hắn ngồi xuống. Hứa Trường Thiện nói, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua phải kết thúc hồi xuân đường sự tình sao. Hứa Thuần Lương tự nhiên nhớ kỹ, bất quá về sau Gia Gia thu Trịnh Bồi An làm đồ đệ, chuyện này cũng sẽ không nhắc lại nữa lên, hiện tại Gia Gia đã trên diện rộng giảm bớt ngồi xem bệnh thời gian, bình thường Trịnh Bồi An, Liễu Sơn Dân cùng Lý Gia Khoan đều sẽ tới hỗ trợ, hồi xuân đường sinh ý mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng là vận chuyển một mực bình thường. Hứa Trường Thiện nói, ta càng nghĩ, vẫn là muốn đem hồi xuân đường quan. Vì cái gì? Hứa Trường Thiện nói, cái này hồi xuân đường là chúng ta Hứa gia tổ tiên truyền thừa, ta tự nhiên không muốn tại trên tay của ta kết thúc, thế nhưng là đến cha ngươi thế hệ này liền đã không người muốn ý học y, ta biết ngươi hiếu thuận, thiên phú cực cao, thế nhưng là ta cũng có thể nhìn ra ngươi trí không ở chỗ này, gia gia cũng không thể dùng một gian nho nhỏ hồi xuân đường buộc lại ngươi, nếu như ta ép buộc ngươi hy sinh sự nghiệp của mình đến kế thừa gia nghiệp, vậy ta cũng quá ích kỷ. Hứa Thuần Lương nói, ngài đừng quên còn có đồ đệ a. Hứa Trường Thiện thở dài nói, Bồi An tâm tư ta còn có thể không rõ, chớ nhìn hắn tuổi tác lớn hơn ngươi một đoạn, nhưng là vô luận ngộ tính vẫn là định lực cũng không bằng ngươi. Coi như ta nguyện ý dạy, hắn cũng chưa chắc học được hội. Trong khoảng thời gian này tình trạng ngươi đều thấy được, ta tinh lực không tốt, bình thường đều dựa vào mấy người bọn hắn qua đến giúp đỡ, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, chậm trễ bọn hắn quý giá thời gian là vàng bạc, để cho ta tại tâm gì nhẫn. Hứa Thuần Lương nói, ngài là cảm giác đến bọn hắn ở chỗ này ngồi xem bệnh không kiếm được tiền. Hồi xuân đường gần nhất kinh doanh tình huống cũng chính là miễn cưỡng duy trì, lão gia tử xem bệnh chẩn đoán điều trị phí không cao, kê đơn thuốc cũng trên cơ bản đều là chút ổn định giá dược liệu, gặp được sinh hoạt khó khăn bệnh hoạn, hắn thường xuyên ít lấy tiền thậm chí không lấy tiền, nếu như không phải căn này bề ngoài là mình mua lại, chỉ sợ còn muốn thua thiệt tiền. Hứa Trường Thiện nói, già chính là già. Ta đi qua từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần y thuật quá cứng, xem bệnh bằng lương tâm liền sẽ không có sinh ý, ta cũng không nghĩ tới đại phú đại quý, chỉ cầu có thể kiếm miếng cơm ăn, đưa ngươi nuôi lớn trưởng thành là đủ. Khả thi đời thay đổi, hiện tại tin tưởng trung y càng ngày càng ít, cái gọi là trung y cũng cùng ta nhận biết một trời một vực, ta già không cách nào cải biến ta bản tính, nhưng là ta không thể nhận cầu các ngươi cũng cùng ta một dạng trông coi căn này chỗ khám bệnh sống hết đời. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Gia Gia khổ tâm, mỉm cười nói, ngài sở dĩ muốn đem hồi xuân đường kết thúc, còn có một nguyên nhân a ngài là lo lắng chúng ta những người này chống đỡ không dậy nổi hồi xuân đường chiêu bài, cho Hứa gia liệt tổ liệt tông bôi đen. Hứa Trường Thiện bị cháu trai nói chúng tâm tư, cười cười nói, ta đi nấu điểm canh giải rượu cho ngươi chính thúc đưa đi. Hứa Thuần Lương nói, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi. Cùng đi. Hai người đi vào phòng bếp. Hứa Trường Thiện nhìn thấy cháu trai thuần thục tướng canh giải rượu cần thiết vật liệu phối tốt, phát hỏa nấu bên trên, trong lòng thầm nghĩ, nếu là Thuần Lương chuyên tâm học y, tất có sở thành. Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia, ta đồng ý ngài tướng hồi xuân đường kết thúc, bất quá ta dự định cùng Trịnh Thúc bọn hắn mở một nhà bệnh viện. Hắn chưa hề nói là Trịnh Bồi An chủ ý, đem sự tình đều nắm vào trên người mình, cái này cũng là vì giúp lão Trịnh giảm bớt áp lực. Cái gì? Ngài không cần lo lắng. Chúng ta cũng không cần hồi xuân đường chiêu bài, trừ phi ngài cho rằng bệnh viện này đủ để xứng với hồi xuân đường chiêu bài, ta mới có thể đem Hứa gia chiêu bài một lần nữa treo lên. Hứa Trường Thiện nói, mở bệnh viện, ngươi không phải nói đùa sao? Lão gia tử theo nghề thuốc cả một đời, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem căn này xem bệnh biến thành bệnh viện, mở bệnh viện hắn thấy đầu tư cự đại phong hiểm cũng rất lớn, chỉ có cảm thán người tuổi trẻ bây giờ dám nghĩ dám làm. Hứa Thuần Lương nói, không có nói đùa. Ta có quản lý bệnh viện kinh nghiệm. Trịnh Bồi An tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình nằm tại Hứa Thuần Lương trên giường,
phản ứng đầu tiên là nhìn một chút trên người mình quần áo, ăn mặc cùng nhau ròng rã, tối hôm qua làm cái không thể nói chi mộng. Hứa Thuần Lương gõ cửa đi đến, tỉnh rồi. Trịnh Bồi An có chút lúng túng ho khan hai tiếng, tối hôm qua ta không có làm trò cười cho thiên hạ a. Hứa Thuần Lương nói, không có. Ta nói cái gì rồi? Nói đúng là muốn nhận thầu hóa chất bệnh viện, để cho ta làm ra ra tư tưởng công việc. Trịnh Bồi An có chút khẩn trương, người cũng nói với hắn. Hứa Thuần Lương nói, ra ra định đem nơi này kết thúc. Trịnh Bồi An dọa đến từ trên giường bò lên, sư phụ giận ta. Người tiểu tử này, đến cùng nói với hắn cái gì? Hứa Thuần Lương nói, hắn kết thúc hồi xuân đường cùng ngươi nhận thầu bệnh viện không quan hệ, ta không dám nhắc tới ngươi, nói là ta dẫn đầu làm. Gia Gia không những không phản đối, hơn nữa còn rất ủng hộ, hắn còn nói cầm ra bản thân tích xúc nhập cổ. Thật, Hứa Thuần Lương gật đầu nói, bất quá hắn có một điều kiện, chỉ có thể mở trung y viện. Trịnh Bồi An dở khóc dở cười nói, trung y viện không kiếm tiền, vậy còn không như không ra. Hứa Thuần Lương nói, người khác mở không kiếm tiền, chúng ta mở khẳng định kiếm tiền, ta suy nghĩ một chút, trước từ đơn giản nhất hậu môn trực tràng chuyên khoa bắt đầu. Trịnh Bồi An nói, ý của ngươi là mở hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, Lý Gia Khoan là cổ tuy trung y viện khoa hậu môn chủ nhiệm, Liễu Sơn Dân tại trị liệu bệnh trí phương diện cũng rất có một bộ. Hắn bám vào Trịnh Bồi An bên tai nói, trình độ của ta ngươi hẳn là biết đến, ta ra đơn thuốc, ngươi đến động thủ, không phải ta thổi. Trong vòng 3 tháng, chúng ta liền có thể tại Đông Châu hậu môn trực tràng trị liệu phương diện giết ra một đường máu. Trịnh Bồi An sợ run cả người, làm sao cảm giác có đau một chút đến hoảng. Hứa Thuần Lương nói, có cái tiền đề, không thể treo hồi xuân đường chiêu bài, viện trưởng ngươi làm, quyền quyết định tại ta. Trịnh Bồi An nói, không có vấn đề, chỉ là mở bệnh viện cần tài chính khởi động, trong tay của ta đại khái có thể có cái 200 vạn, tăng thêm sư phụ tích xúc giống như cũng không đủ đâu. Hứa Thuần Lương nói, phía đầu tư bột để ta giải quyết. Buổi sáng ba người cùng đi ẩn hồ quan để nghiệm phòng thu vào làm thiếp, Hứa Trường Thiện đối ngôi biệt thự này rất là ưa thích, biệt thự là bìa cứng, liền đồ dùng trong nhà đều phối tề. Trịnh Bồi An biết phòng này thông qua Mặc Hàm mua lại, lặng lẽ nhắc nhở Hứa Thuần Lương Mặc Hàm 89 phần 10 là cho chính nàng chuẩn bị phòng cưới, cô nàng kia 89 phần 10 nhớ thương Hứa Thuần Lương. Hắn mở Hứa Thuần Lương trò đùa, Hứa Thuần Lương cũng không tha cho hắn. Thấp giọng nói, ngài nếu là có bản sự đem ta tiểu cô cho cưới, ta cho phép ngươi ở rể vào ở tới. Trịnh Bồi An nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta thật là a. Hai người trò chuyện chính vui vẻ, nhìn thấy Mặc Hàm đi đến, Trịnh Bồi An dùng cùi trỏ đảo Hứa Thuần Lương một chút, ý là bị ta nói chúng đi. Mặc Hàm trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, cảm giác như thế nào, đối nhà trùng tu còn hài lòng không? Chỗ không đủ một mực đưa ra. Ta sẽ an bài bọn hắn lập tức chỉnh đốn và cải cách. Hứa Thuần Lương nói, làm sao ngươi biết chúng ta hôm nay phòng trên? Mặc Hàm nói, biệt thự này tiến độ loan tổng để ta tự mình chằm chằm, trùng tu phong cách là ta định, đồ dùng trong nhà cũng đều là ta chọn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ thật đúng là để Trịnh Bồi An nói chúng, cô nàng này sẽ không thật dụng ý khó dò đi, bất quá nàng khẳng định không phải nhớ thương mình, nàng lo nghĩ là xương rồng. Trịnh Bồi An lấy cớ đi vườn hoa nhìn lão gia tử, lưu cho bọn hắn một cái đơn độc nói chuyện không gian. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cho ta như thế lớn một cái nhân tình, ta về sau cũng không biết trả lại như thế nào. Lớn hơn nữa ân tình cũng không bằng nhân mạng trọng yếu, ngươi không muốn giả mù sa mưa ngươi tìm ta hỗ trợ khi nào nghĩ tới phải trả. Mặc Hàm sau khi nói xong, nhịn không được bồi thêm một câu, mặt dày vô sỉ. Hứa Thuần Lương cười hắc hắc nói. Nhận thầu nhà máy rượu ngươi còn không vui, ta đưa ngươi một chút suối nước nóng tại sao không nói. Mặc Hàm trừng mắt liếc hắn một cái nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi lần này thật sự là đưa phiền phức cho ta, suối nước nóng vừa mới phát hiện, liền có không ít bộ môn tìm tới, ta phiền đều phiền chết, ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm chút tiền nhỏ kia. Hứa Thuần Lương nói, biết ngươi có tiền, nhưng chỉ cần không phải đồ đần, không có người sẽ ngại tiền cắn tay, ta cũng sẽ không để ngươi bạch uổng phí. Chờ đào ra xương rồng ngươi liền không nói như vậy. Mặc Hàm uy hiếp nói, nếu là đào không ra xương rồng, ta liền móc mắt ngươi. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, ta cho ngươi thêm cung cấp một cái tỷ lệ hồi báo siêu cao đầu tư hạng mục. Mặc Hàm không tự chủ được lui về phía sau một bước, con hàng này ngoa nhân có chút nghiệt, lại nghĩ hống nàng bỏ tiền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi hình như rất sợ ta bộ dáng.
Mặc Hàm nói, không có cách nào không sợ, loại người như ngươi lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước, cả ngày thay đổi biện pháp gạt ta tiền, ta coi như trông coi một tòa kim sơn sớm tối cũng phải để ngươi cho hố không có. Hứa Thuần Lương nói, biết rõ ta là loại người này vậy ngươi còn chủ động đưa tới cửa. Làm không biết mệt dáng vẻ, ngươi là nhớ thương ta đồ vật vẫn là nhớ thương ta. Mặc Hàm khuôn mặt đỏ lên, nếu như không phải nơi xa đứng đấy Hứa lão gia tử, nàng khẳng định phải một cước đạp tới. Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ mở một nhà bệnh viện, hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện. Mặc Hàm hỏi ngược lại, cái này cùng ta có quan hệ sao? Ngươi nếu là có phương diện này mau bệnh, vậy thì có quan hệ, ta có thể giúp ngươi miễn phí trị liệu. Mặc Hàm một đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt Hứa Thuần Lương, sát cơ nghiêm nghị. Hứa Thuần Lương làm như không thấy tiếp tục nói, chúng ta lão Hứa nhà có tổ truyền bí phương, vô luận trí nội trí ngoại hỗn hợp trí, không cần khai đao thuốc đến bệnh trừ. Mặc Hàm thật sự là im lặng, hắn cùng mình thảo luận loại chủ đề này, có hay không bận tâm cảm thụ của mình, ta là chưa lập gia đình thiếu nữ ai. Hứa Thuần Lương nói, 10 người chín trí, ngươi đừng không có ý tứ, thật có phương diện này vấn đề, ngươi nói với ta, liền hai ta quan hệ này. Mặc Hàm giơ chân lên chiếu vào hắn đối diện xương chính là hung hăng một chút, Hứa Thuần Lương phát ra một tiếng cực kỳ khoa trương kêu thảm. Tiếng hét thảm này đem Hứa Trường Thiện cùng Trịnh Bồi An đều kinh động, hai người theo tiếng nhìn về phía này. Hứa Thuần Lương chỉ vào Mặc Hàm cái này kẻ cầm đầu. Hứa Trường Thiện nhìn thoáng qua liền xoay mặt đi, ai còn không có tuổi trẻ qua, lão nhân ra hiểu, người tuổi trẻ sự tình hắn mới không lẫn vào. Trịnh Bồi An trong lòng tự nhủ liếc mắt đưa tình a. Mình nếu là có Hứa Thuần Lương một nửa bản sự đã sớm thành hắn dược, tiếp tục cùng sư phụ nói chuyện phiếm, chỉ coi cái gì cũng không thấy, dù sao hắn cũng không quản được. Mặc Hàm nói, vẫn là hai vị trưởng bối hiểu rõ đại nghĩa, ta đi đầu một bước, các ngươi chậm rãi nghiệm thu. Hứa Thuần Lương cười hướng nàng phất phất tay, đi thong thả, không đưa. Nhìn qua Mặc Hàm đi xa, Hứa Trường Thiện hướng Trịnh Bồi An nói, nữ hài tử này không đơn giản. Trịnh Bồi An tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Thuần Lương bên người nữ hài tử đều không đơn giản. Hứa Trường Thiện nói, ngươi chớ học hắn, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trịnh Bồi An dở khóc dở cười nói, điểm này ta nhưng không học được. Hứa Trường Thiện thở dài nói, có thời gian ngươi nói một chút hắn, ngàn vạn không thể về mặt tình cảm phạm sai lầm. Trịnh Bồi An nói, giống như hẳn là ngài nói đi. Để ngươi nói ngươi liền nói, ta lớn tuổi như vậy tốt như vậy cùng hắn trò chuyện những này. Hứa Trường Thiện đối phòng ở phi thường hài lòng, dựa theo ý nghĩ của hắn là muốn đem bộ này phòng lưu cho cháu trai đương phòng cưới, hắn ở tại chỗ cũ là được, Hứa Thuần Lương kiên trì mau chóng chuyển tới, đã có phòng ở mới, liền nên kịp thời hưởng thụ, huống chi lúc trước Hứa Gia Hiên cũng đã nói, mua ngôi biệt thự này chính là muốn hiếu kính lão gia tử. Dưới sự kiên trì của hắn, Hứa Trường Thiện cuối cùng đáp ứng chuyển đến ở. Bất quá vẫn là muốn muộn chút thời gian trang bị mới tu phòng ở coi như lại bảo vệ môi trường vẫn là phải phơi nắng thông gió, tạm định một tháng sau chuyển tới. Kỳ thật Hứa Trường Thiện không nghĩ tới đến chả có một nguyên nhân, phòng ở như thế lớn, một mình hắn ở thật sự là quá trống trải, Hứa Thuần Lương cũng không phải mỗi ngày đều trở về, để một mình hắn ở chỗ này, ngẫm lại đều tịch mịch. Có phòng ở mới, lão gia tử không khỏi nhắc tới, nếu là Hứa Thuần Lương có thể sớm một chút cưới vợ liền tốt. Hứa Thuần Lương đem phòng trên sự tình nói cho Mai Như Tuyết, còn chuyên môn mời nàng tới đây tham quan, Mai Như Tuyết đã chính thức được bổ nhiệm làm khu công nghệ cao phó thư ký, trước mắt phụ trách chính trị và pháp luật, duy ổn, tống trì, tư pháp, theo pháp trị khu, nông thôn, công hội, đoàn thanh niên cộng sản, phụ liên công việc. Mặc dù phụ trách công việc không ít, nhưng là trên cơ bản mỗi cái bộ môn đều có cán bộ các ti kỳ trách, cho nên Mai Như Tuyết chủ yếu là chủ tính chung quản lý. So với Hồ Sơn Trấn thời điểm ngược lại dễ dàng rất nhiều, tiếp quản công việc không có mấy ngày liền minh bạch đó là cái nhàn xoa. Giữa trưa sau khi tan việc, Mai Như Tuyết liền xe chạy tới ẩn hồ quan để tham quan Hứa Thuần Lương tân phòng. Nàng đến thời điểm, Hứa Trường Thiện cùng Trịnh Bồi An đã đi, chỉ có Hứa Thuần Lương một người lưu lại làm thủ tục. Mai Như Tuyết nhìn thấy biệt thự này cũng có chút ngạc nhiên, Hứa Thuần Lương, ngươi nhưng đủ mục nát, liền ngươi kia chút tiền lương đủ giao vật nghiệp phí sao? Xem thường ai đây, nơi này vật nghiệp phí hàng năm cũng chính là hơn 2 vạn, ta giao nộp nổi, lại nói, không phải còn có ngươi nha. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi giao nộp vật nghiệp phí? Mai Như Tuyết nói xong mình đều nhịn không được bật cười, nàng đương nhiên biết Hứa Thuần Lương đánh cho ý định gì. Hứa Thuần Lương đưa nàng ôm vào trong ngực,
nếu không ngươi chuyển tới ở được, dù sao như thế căn phòng lớn hai người chúng ta ở cũng quá không, không thu ngươi tiền thuê, bình thường giúp đỡ làm một chút cơm quét dọn vệ sinh là được. Mai Như Tuyết từ trong ngực hắn tránh ra, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, Hứa Thuần Lương, cái này vừa muốn đem ta làm người giúp việc sai xử. Hứa Thuần Lương cười ha ha, nếu không ta cho ngươi làm người hầu làm trâu làm ngựa cho ngươi mặc cho ngươi ra roi, ta cam đoan vào tới phòng hạ đến phòng bếp, Mai Bí Thư thích gì nhân vật đóng vai cái gì nhân vật. Mai Như Tuyết biết trong miệng hắn không có lời gì tốt, dứt khoát không đáp gốc dạ, thưởng thức trong phòng trùng tu, khoan hãy nói, trùng tu đến thật không tệ, nghĩ không ra cha ngươi vẫn rất có tiền úc. Hứa Thuần Lương mẫu thân Phùng Minh Quân cũng không đơn giản, vừa thấy mặt liền đưa cái phỉ thúy ngọc vòng tay cho mình, kia vòng tay nàng tìm người nhìn qua, trước mắt giá thị trường ít nhất phải tại 500 vạn trở lên, xuất thủ chi hào sức thực tại để cho người ta líu lưỡi. Hứa Thuần Lương nói, hắn cũng chỉ còn lại tiền, nâng lên lão ba, cảm giác hẳn là đem phòng trên tin tức nói cho hắn biết một tiếng. Hứa Thuần Lương cho lão ba phát cái tin, từ khi Hỗ Hải về sau, bọn hắn hai người liền không có liên lạc qua. Tin tức này như là đá chìm đáy biển, Hứa Gia Hiên cũng không có cho hắn hồi phục. Mai Như Tuyết nghe nói hắn tại Hồ Sơn trấn sở tác sở vi, nhắc nhở hắn vẫn là phải điệu thấp, một cái điều tạm phó chức quá làm náo động luôn luôn không tốt, muốn thường xuyên nhớ kỹ Hồ Sơn trấn người đứng đầu là ai, nàng không phải nhắc nhở Hứa Thuần Lương cái thứ nhất cũng không phải là cái cuối cùng. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này trách không được ta, là Tần Chính Dương không phải để cho ta đi cứu lửa. Hồ Sơn trấn nhiều như vậy phó trấn trưởng phó thư ký, hắn không phải đem cái này chuyện khó giải quyết giao cho ta, bản ý chính là muốn cho ta ra nan đề. Mai Như Tuyết cười nói, xem ra hắn cũng là đánh giá thấp chúng ta Hứa trấn trưởng năng lượng, làm sao? Cái này vội vã cho ngươi nghỉ tiêu trừ ngươi lực ảnh hưởng. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra Tần Chính Dương để hắn nghỉ thêm là không muốn hắn tiếp tục tại sự kiện kia trên làm văn chương. Tận khả năng tướng tương ái liên tự sát sự kiện nhiệt độ hạ xuống đi, để Đại Hằng cùng Hoa Niên mau chóng làm trở lại phục sinh, hết thảy trở về quỹ đạo. Tần Chính Dương nghĩ đến vẫn là quá đơn giản, bây giờ không phải là mình thả hay là không thả tay vấn đề, cũng không phải Hồ Sơn trấn cùng hai cái xí nghiệp ở giữa vấn đề, Xích Đạo vốn liếng sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội tuyệt hảo, Mặc Hàm đã chuẩn bị xong một loạt đến tiếp sau ra chiêu, hai ngày này Đại Hằng phiền phức liền sẽ theo nhau mà tới. Hứa Thuần Lương nói, Tần Chính Dương đối ta khá lịch sự, ta có thể cảm giác hắn đối ta khó chịu, nhưng là lại không dám đắc tội ta. Mai Như Tuyết nói, đó là bởi vì người ta biết ngươi là điều tạm thân phận, 3 tháng kỳ đầy khả năng liền sẽ rời đi, không đáng cùng ngươi so đo. Hứa Thuần Lương nói, hắn cách cục cũng không có như thế lớn, nếu không cũng sẽ không ngay từ đầu liền cho ta một hạ mã uy. Mai Như Tuyết cười nói, cho ngươi ra oai phủ đầu là cho ngươi để tỉnh một câu. Để ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này thành thật một chút, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể bình an vô sự. Hứa Thuần Lương thở dài nói, các ngươi những này làm lãnh đạo xáo lộ thật nhiều, hai ta về sau nếu là kết hôn, ta không được để ngươi tính đến xít sao. Mai Như Tuyết nói, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất đừng cõng ta làm chuyện xấu, không phải ta không tha cho ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn không cẩn thận làm chuyện xấu. Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị được không? Không được, cố tình vi phạm tội thêm một bậc. Mai Bí Thư là một điểm phạm sai lầm cơ hội cũng không cho ta lưu a, vậy ta thật làm chuyện gì xấu chỉ có thể gạt. Mai Như Tuyết nói, có khác may mắn tâm lý, trốn được lần đầu tiên không tránh được 15, sớm tối đến ta phát hiện. Cần tuân Mai Bí Thư dạy bảo. Hai người đồng thời nở nụ cười, Mai Như Tuyết một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn. Hứa Thuần Lương nói, quân tử động khẩu không động thủ. Ai u, người còn thật sự xuống tay. Mai Như Tuyết nói, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước cho ngươi một bài học lại nói. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, để Mai Như Tuyết im lặng là, điện thoại di động của hắn tiếng chuông lại là bản tin thời sự khúc nhạc dạo, thanh âm này một chút liền đem không khí làm hỏng. Mai Như Tuyết buông tay ra, Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại là Phổ Kiến đánh tới. Nhà máy rượu công trường gặp điểm phiền phức. Sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn mới vừa tới người, bọn hắn lệnh cưỡng chế đinh tứ công trình đội rời khỏi nhà máy rượu công trường. Cường điệu suối nước nóng tài nguyên thuộc về tự nhiên tài nguyên cục quản lý, Đông Châu thị khu hành chính vực nội suối nước nóng nước tài nguyên, thực hành thống nhất quy hoạch, thống nhất quản lý, thống nhất cung cấp nước, thống nhất kinh doanh. Trừ thị sinh thái hoàn cảnh kiến thiết ném tư công ty trách nhiệm hữu hạn bên ngoài,
không cho phép bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân khai phát lợi dụng suối nước nóng nước tài nguyên. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta cũng không có khai phát lợi dụng a, bây giờ không phải là khảo sát kỳ sao? Có phải hay không suối nước nóng còn không có kết luận đâu? Phổ Kiến thở dài nói, người ta cũng mặc kệ cái này, bọn hắn yêu cầu nhà máy rượu phạm vi bên trong đang xây công trình toàn bộ đình công, lý do là lo lắng chúng ta phá hư suối nước nóng tài nguyên. Cái này cùng kiến trúc công phát hiện văn vật một cái đạo lý. Bất luận cái gì đơn vị hoặc cá nhân phát hiện văn vật nên bảo hộ hiện trường cũng lập tức báo cáo nơi đó văn vật bộ phận hành chính, phát hiện văn vật thuộc về quốc gia tất cả, bất kỳ cái gì đơn vị hoặc là cá nhân không được tranh đoạt, tư phân, giấu kín. Dưới mặt đất chôn giấu văn vật, bất kỳ cái gì đơn vị hoặc là cá nhân đều không được tự mình khai quật. Đem văn vật đổi thành suối nước nóng, đem văn vật bộ phận hành chính đổi thành tự nhiên tài nguyên cục quản lý là được rồi. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn quyền như thế lớn a, lại nói, coi như ra thông báo cũng nên là tự nhiên tài nguyên cục quản lý cho chúng ta hạ đạt, lúc nào luận đến sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn rồi. Phổ Kiến nói, cái công ty này kỳ thật cũng là tư nhân nhận thầu, Đinh Tứ nhận ra bên kia tổng giám đốc, hai đám người còn có chút không đối thủ, vừa rồi kém chút không có đánh nhau, may mắn bị ta cho kéo lại. Hứa Thuần Lương nói, trong trấn không biết sao, các ngươi tìm trong trấn chủ quản tự nhiên tài nguyên Lê Nghiễm Điền phó trấn trưởng. Hắn tính cái đến con A, ngoại trừ ba phải, một câu không giúp chúng ta nói, còn nói thượng cấp để đình công chúng ta liền nên chấp hành, ta mẹ nó liền buồn bực, suối nước nóng đều bảo vệ, tường viện cũng kéo lên, chúng ta tại xưởng bên này thi công chơi hắn nhóm thí sự A. Quá phận đi, yêu cầu chúng ta liền xe ở giữa bên này chữa trị công trình đều phải dừng lại, nói cái gì lo lắng chúng ta dã man thi công phá hư suối nước nóng nước chất, hắn đại gia, rõ ràng là bọn hắn dã man có được hay không. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng thầu khoán Mặc tiểu thư liên hệ hay chưa? Phổ Kiến nói nàng chỉ phụ trách xuất tiền chuyện này nàng mặc kệ. Hứa Thuần Lương mắng một câu, nàng bà ngoại. Phổ Kiến bên kia thổi phù một tiếng nở nụ cười. Mặc Hàm nếu là biết Hứa Thuần Lương mắng hắn bà ngoại có thể hay không cùng hắn trở mặt. Phổ Kiến nói, mấu chốt là không biết muốn để chúng ta đình công tới khi nào, kia cái gì cầu thí sinh thái đầu tư công ty phái người tới ngạo đến cùng mẹ nó nhị ngũ bát phạt, nói bọn hắn đại biểu tự nhiên tài nguyên quản lý cục, nếu như chúng ta vi quy khởi công sẽ truy cứu chúng ta trách nhiệm hình sự, sớm biết cái này cái điều dạng, còn không bằng đem suối nước nóng cho chắn, không báo lên. Bọn hắn nhận thầu nhà máy rượu mục đích chủ yếu là cổ hầm ao, về phần suối nước nóng hoàn toàn là ngoài ý muốn phát hiện, đem phát hiện suối nước nóng sự tình báo cáo cũng là dựa theo chính quy chương trình, sao có thể nghĩ đến sẽ khiến phiền toái lớn như vậy, hiện tại liền cổ hầm ao bên kia công trình đều làm trễ nải. Hứa Thuần Lương để hắn không cần phải gấp, trước ổn định Đinh Tứ cảm xúc, Đinh Tứ cũng không phải cái gì tốt tính tình, gần nhất liên tiếp gặp được sự tình, nếu như ép không được lửa. Phát sinh xung đột dễ dàng đem sự tình cho làm lớn chuyện. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, một bên Mai Như Tuyết nghe được một chút mánh khóe, tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương đem sự tình nói với nàng, cũng không tính là gì đại sự, không để cho nàng dùng tham gia, hắn phi thường rõ ràng, Mai Như Tuyết một khi nhúng tay làm không tốt liền phải vận dụng Chu thư ký, chút chuyện này không đáng. Mai Như Tuyết giúp hắn phân tích một chút, dựa theo có quan hệ quy định, hoàn toàn chính xác phải như vậy. Nhưng là cái này sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách gì đại biểu tự nhiên tài nguyên cục quản lý hạ đình công thông chi. Một chuyển đến nói bên trong khẳng định có lợi ích liên lụy. Hứa Thuần Lương nghĩ trước cho cấp quốc gia du lịch nghỉ phép khu trung tâm chỉ huy chủ nhiệm Phạm Lý Đạt gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ tìm hiểu một chút tình huống. Phạm Lý Đạt hai ngày này đang định tìm Hứa Thuần Lương đâu. Nguyên bản hai người uống rượu định ra tới bộ chỉ huy làm việc ngay tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bản mẫu làm mẫu khu. Nhưng gần nhất nguy sơn đảo phát sinh sự tình hắn cũng biết, tương ái liên lão thái thái chạy đến công trường hiện trường tự sát, may công trình còn không có đắp kín, nếu như bọn hắn trung tâm chỉ huy đã vào ở, như vậy lần này phiền phức làm không tốt sẽ lan đến gần bọn hắn. Phạm Lý Đạt bởi vậy cũng đánh chống lui quân, uống rượu hỏng việc A, nhìn tới vẫn là muốn tự lập môn hộ, không thể cùng nơi đó đơn vị liên lụy càng nhiều. Nghe nói tự nhiên tài nguyên cục quản lý tìm Hứa Thuần Lương phiền phức, Phạm Lý Đạt nở nụ cười. Hắn cùng tự nhiên tài nguyên cục quản lý rất quen, lần này trong thành phố tổ kiến trung tâm chỉ huy, cũng có tự nhiên tài nguyên cục quản lý người. Phạm Lý Đạt nói cho Hứa Thuần Lương hắn cùng tự nhiên tài nguyên cục quản lý người đứng đầu Tạ Trung Tín rất quen, hắn có thể giúp một tay hỏi thăm một chút đến cùng tình huống như thế nào. Cũng không lâu lắm, Phạm Lý Đạt liền cho hồi phục,
lần này Nguy Sơn đảo phát hiện suối nước nóng, có người báo cáo, nói trong đó tồn đang ngầm thao tác, đình công không chỉ là vì bảo hộ tự nhiên tài nguyên, cũng là muốn điều tra chuyện này phía sau chân tướng, có phải hay không tự mình có lợi ích chuyển vận vấn đề. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình, Xích Đạo vốn liếng vừa mới lấy giá thấp cầm tới nhà máy rượu quyền thừa bao, bên này liền đào ra suối nước nóng. Hứa Thuần Lương lập tức ý thức được, khả năng này là một lần chủ mưu trả thù, Mặc Hàm nhận thầu nhà máy rượu, mình từ đó giật dây liên hệ, báo cáo người nhất định biết nội tình, mà lại rõ ràng là châm đối Mặc Hàm cùng mình. Hứa Thuần Lương ở trong lòng lập tức liệt ra mấy cái khả nghi đối tượng, đầu tiên chính là Xích Đạo vốn liếng đối đầu Đại Hằng tập đoàn, Xích Đạo vốn liếng liên tiếp ra chiêu đối phó Đại Hằng, Đại Hằng có chỗ phản kích không thể bình thường hơn được, mà lại Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn đồ có kỳ danh, về sau muốn từ Mặc Hàm trong tay cầm tới suối nước nóng quyền sử dụng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Lợi dụng hiện hữu chính sách, nếu như quyền lực tại tự nhiên tài nguyên cục quản lý trong tay, như vậy bọn hắn muốn thu hoạch được suối nước nóng quyền sử dụng thậm chí quyền khai phát cũng không phải là không thể được. Còn có một cái chính là Thiên Phàm tập đoàn, sớm nhất muốn cầm xuống nhà máy rượu chính là Trần Thiên Phàm, bất quá con mắt của nó chính là cổ hầm ao, nhưng là không bài trừ hắn lợi dụng việc này từ đó phá hư khả năng. Gặp được loại chuyện này, tốt nhất là trước thả một chút, người càng là tích cực, người khác càng là cho rằng trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Người thả một chút, lùi một bước, có thể rõ ràng hơn xem đến người khác ra chiêu, gặp chiêu phá chiêu, hậu phát chế nhân. Dù sao nhà máy rượu mặt ngoài cho mướn người là Mặc Hàm, nàng cũng không có gấp gáp, mình nếu là biểu hiện được quá mức lo lắng, người khác khẳng định càng hoài nghi nhà máy rượu nhận thầu quá trình tồn đang ngầm thao tác. Dù sao hắn kế hoạch ban đầu bên trong cũng không có suối nước nóng cái này việc sự tình, trọng điểm tại nhà máy rượu kia mấy ngụm cổ hầm ao. Phạm Lý Đạt mượn cơ hội này nói cho Hứa Thuần Lương, liên quan tới trung tâm chỉ huy tuyên chỉ vấn đề đã báo lên, nhưng là cấp trên không có phê, vẫn là phải cầu bọn hắn đi chỗ cũ. Hứa Thuần Lương có thể lý giải Phạm Lý Đạt khó xử, công trường vừa người chết, lại tạo thành nhất định xã hội ảnh hưởng, trung tâm chỉ huy dù sao cũng là Đông Châu mới thành lập bộ môn quản lý. Ai cũng không muốn vừa mở màn liền liên lụy tới phiền phức bên trong, mà lại cũng đều nghĩ đổ cái may mắn. Phạm Lý Đạt lại chúc mừng Hứa Thuần Lương trở thành Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, hẹn hắn hai ngày này bớt thời gian họp gặp, nhiều ít cũng nghĩ biểu đạt một chút áy náy. Hứa Thuần Lương để Phạm Lý Đạt đi Nguy Sơn đảo lại uống, thật vất vả mới thả hai ngày nghỉ, dự định hảo hảo bồi bồi người nhà. Thừa dịp Hứa Thuần Lương gọi điện thoại công phu, Mai Như Tuyết tướng biệt thự trong ngoài ngoài đi thăm một lần. Hứa Thuần Lương tại lầu ba sân thượng tìm được nàng, Mai Như Tuyết đứng ở nơi đó xem như cư xá phong cảnh, nơi này cảnh quan không tệ, còn có thể nhìn thấy ẩn long hồ một góc. Mai Như Tuyết nói, thật biết chọn địa phương, nơi này coi là Đông Châu cấp cao nhất hào trạch. Hứa Thuần Lương nói, cha ta vì đền bù nhiều năm như vậy thiếu thốn tình thương của cha, đồng thời cũng là vì biểu đạt đối gia gia của ta hiếu tâm. Mai Như Tuyết nói, ta nghe nói Xích Đạo vốn liếng tổng giám đốc cho ngươi đánh rất lớn chiết khấu. Hứa Thuần Lương cười nói, người tin tức thật đúng là linh thông 50% đưa trùng tu, ta đã cứu Loan Ngọc Xuyên mệnh, hắn thông qua loại phương thức này trả lại ta một món nợ ân tình, tương đương với trả tiền thuốc men. Mai Như Tuyết nói khẽ, tại quá khứ có lẽ không có gì, có thể sau tất cần phải chú ý, người bất luận cái gì hành vi đều sẽ bị người hữu tâm tiến hành phóng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi tiền trình của ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, người lo lắng ta à? Mai Như Tuyết lắc đầu nói, kia thật không có, ta chẳng qua là cảm thấy tính cách của ngươi cũng không thích hợp hỗn thể chế. Hứa Thuần Lương nói, chơi thôi, đi, ta mang ngươi đi một nơi. Hứa Thuần Lương cũng là lần đầu tiên đến xưởng hóa chất bệnh viện, tòa này bệnh viện bởi vì kinh doanh bất thiện đã đóng cửa, hiện tại toàn bộ bệnh viện ngay tại đối ngoại cho thuê. Trong viện lâm thời bị cần làm bãi đỗ xe, bởi vì quản lý bất thiện bên trong xe ngừng đến loạn thất bát tao, lại hướng bên trong có một tòa 5 tầng lầu. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa lộ ra cùng thời đại này không hợp nhau. Mai Như Tuyết đi theo hắn đi vào bên trong, hơi kinh ngạc nói, tới đây làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta nghĩ mở một nhà bệnh viện tư nhân. Ngươi không phải đã có Hồi Xuân Đường sao? Hứa Thuần Lương nói, Hồi Xuân Đường quá nhỏ, không có quá lớn không gian phát triển, mà lại gia gia của ta đã quyết định về hưu, đem Hồi Xuân Đường sinh ý triệt để kết thúc. Mai Như Tuyết nói, cho nên ngươi dự định kế thừa y bát của hắn, ở chỗ này khác xây Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương lắc đầu, gia gia đối Hồi Xuân Đường chiêu bài cực kỳ coi trọng, hắn đối ta còn khiếm khuyết lòng tin, là chính thúc nghĩ thoáng bệnh viện,
ta cảm thấy ý nghĩ của hắn không tệ, quyết định gia nhập. Mai Như Tuyết nói, lúc này mới lên làm phó trấn trưởng không có hai ngày liền định vứt bỏ chính theo nghề thuốc. Hứa Thuần Lương cười nói, cá ta muốn vậy, tay gấu cũng ta muốn vậy, cả hai giống như cũng không có cái gì mâu thuẫn, ta biết ra ra đối kết thúc hồi xuân đường là không có cam lòng, nhưng là hắn cho rằng không người kế tục, lại không thể không hướng hiện thực cúi đầu. Hồi xuân đường như thế chẩn đoán điều trị hình thức đã không thích hợp nữa đương kim chữa bệnh thị trường, nhưng là ta không thể cầm hồi xuân đường đi làm thí nghiệm, dù sao kia là ra ra cả đời tâm huyết chỗ, là Hứa gia vinh dự chỗ. Mai Như Tuyết nói, chỗ lấy các ngươi dự định bắt đầu từ số 0, nhận thầu nơi này, từ nơi này cất bước. Hứa trấn trưởng ngươi thật giống như quên đi, ngươi trước mắt còn không có bác sĩ giấy chứng nhận tư cách. Hứa Thuần Lương nói, ta yên lặng làm cái sau màn lão bản là được rồi. Chúng ta lão Hứa ra tùy tiện xuất ra mấy cái bí phương liền có thể làm được tài nguyên cuồn cuộn. Mai Như Tuyết đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nắm chặt tay của hắn nói, người dự định mở trung y viện. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, vừa lúc bắt đầu không muốn bước chân bước đến quá lớn, ta dự định từ cục bộ làm lên, trước mở một nhà chuyên khoa bệnh viện. Cục bộ, hậu môn trực tràng, ta dự định mở một nhà hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện. Mai Như Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Giờ mới hiểu được hắn cái gọi là cục bộ là nơi nào, mắng, người cả ngày liền sẽ suy nghĩ những này không ra gì đồ vật. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, ngươi không phải y học chuyên nghiệp, đối lĩnh vực này không ăn ý, cái gì gọi là không ra gì. Mặc kệ thân thể bộ vị nào sinh bệnh kỳ thật đều là giống nhau, chưa chắc trên mặt lông bệnh chính là cao đại thượng, khoa hậu môn tật bệnh liền không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trịnh Thúc bản ý là nghĩ mở một nhà sản khoa bệnh viện. Nhưng là hiện tại Đông Châu như ong vỡ tổ bên trên mấy gia sản khoa bệnh viện, nhưng là chuyên nghiệp hậu môn trực tràng bệnh viện còn không có có một nhà, chúng ta Hứa ra đặc biệt bí phương trị liệu hậu môn trực tràng tật bệnh, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ, ta đương nhiên muốn tuyển chọn mình am hiểu tới trước. Hứa Thuần Lương thuần túy là hướng lão Hứa ra trên mặt thiếp vàng, coi như Hứa Trường Thiện ở đây cũng không dám nói bọn hắn lão Hứa ra bí phương có thể thuốc đến bệnh trừ, hậu môn trực tràng tật bệnh thường thấy nhất chính là bệnh trĩ. Nhẹ chứng dùng thuốc nặng chứng bình thường còn là đề nghị giải phẫu trị liệu. Trường Hưng Bệnh viện hậu môn trực tràng ngoại khoa tại Đông Châu có phần có danh tiếng, nhưng là giải phẫu dù sao cũng là có sáng tạo trị liệu, thuật hậu khôi phục quá trình phi thường thống khổ, nếu như coi là thật có bí phương có thể để bệnh nhân không cần khai đao là có thể trị càng, khẳng định như vậy sẽ rất được hoan nghênh. Mai Như Tuyết không có ý tứ cùng hắn nghiên cứu thảo luận chi tiết, nói khẽ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Trước mắt tòa này bệnh viện mặc dù không lớn nhưng là không có cái mấy ngàn vạn tài chính khởi động cũng mở không nổi. Hứa Thuần Lương nói, thực sự không được liền chiêu thương dẫn tư chứ sao. Mai Như Tuyết nói, nếu không ta cùng anh của ta nói một tiếng, để công ty bọn họ cho ngươi ném một chút. Hứa Thuần Lương nói, kia cũng không cần, ta cùng Chính Thúc thương lượng một chút, chúng ta làm gì chắc đó từ từ sẽ đến, vừa mới bắt đầu tư không cần quá lớn, bệnh viện này khởi động đại khái cần hơn 1.000 vạn. Hắn đại khái có thể cầm 200 vạn, gia gia của ta đáp ứng ra 200 vạn, còn lại ta lại tìm người ném. Mai Như Tuyết nói, ta giúp ngươi giải quyết. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng, hắn hiểu được Mai Như Tuyết nghĩ giúp mình làm một số việc, nếu như mình cự tuyệt ngược lại sẽ đả thương nàng tâm, thế là gật đầu nói, vậy liền giao cho ngươi. Hứa Trường Thiện đặc địa tướng Trịnh Bồi An, Lý Gia Khoan, Liễu Sơn Dân ba người gọi vào hồi xuân đường. Ở ngay trước mặt bọn họ tuyên bố mình phải kết thúc hồi xuân đường sự tình, cũng liền mang ý nghĩa về sau không cần bọn hắn lại đến giúp đỡ ngồi xem bệnh. Trịnh Bồi An đã sớm biết sư phụ quyết định cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân đều là lần đầu tiên nghe nói, hai người ức chế không nổi khiếp sợ tâm tình. Lý Gia Khoan nói, tiên sinh, hồi xuân đường là Đông Châu trung y giới một khối chiêu bài, ngài nếu là như vậy kết thúc chẳng phải là Đông Châu một tổn thất lớn. Liễu Sơn Dân nói, chúng ta còn muốn đi theo tiên sinh bên người nhiều hơn học tập đâu. Hắn là trong mọi người cất bước thấp nhất, nhưng là học y khắc khổ nhất nhất dụng công một cái. Hứa Trường Thiện mỉm cười nói, ta kết thúc hồi xuân đường, cũng không có nghĩa là các ngươi không thể đi theo ta học tập, về sau có cái gì chỗ nào không hiểu vẫn là tùy thời có thể tới hỏi ta. Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân liếc mắt nhìn nhau, hai người lấy hết dũng khí, cùng một chỗ tại Hứa Trường Thiện trước mặt quỳ xuống, tiên sinh. Hai người chúng ta xưa nay sùng kính tiên sinh y thuật cùng nhân phẩm, mặc dù chúng ta thiên tư tối dạ, nhưng là dốc lòng cầu học chi tâm không dám lười biếng, mong rằng tiên sinh chiếu cố, đem chúng ta đặt vào môn tường. Hứa Trường Thiện thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, cũng
cũng có thể nhìn ra hai người bọn họ hoàn toàn chính xác đều là phúc hậu người. Hắn vừa thu Trịnh Bồi An tên đồ đệ này, nguyên bản định Trịnh Bồi An chính là hắn quan môn đệ tử, nhưng Trịnh Bồi An cũng không phải là chuyên tâm người học y, Hứa Trường Thiện coi như dốc túi tương thụ, Trịnh Bồi An cũng không thể nào kế thừa hắn y bát. Có thể nói hắn thu Trịnh Bồi An làm đồ đệ chủ yếu là nhìn chúng nhân phẩm của hắn mà không phải y thuật, đồng thời Hứa lão gia tử cũng có chút hứa tư tâm, hắn hy vọng thông qua loại phương thức này thúc đẩy nữ nhi Hứa Gia Văn cùng Trịnh Bồi An nhân duyên. Luận đến thiên tư không ai có thể siêu qua bảo bối của hắn cháu trai Hứa Thuần Lương, đáng tiếc Hứa Thuần Lương chí không ở chỗ này, vừa mới bắt đầu tại Trường Hưng bệnh viện còn tính là cùng y có chút liên hệ, hiện đang thẳng thắn đi Hồ Sơn trấn chính phủ làm phó trấn trưởng. Hứa Trường Thiện cảm giác được hắn về sau đã rất khó tại y đạo phát triển. Bởi vậy Hứa Trường Thiện tại phía nhận bột trở nên càng thêm cẩn thận, hắn cười nói, kỳ thật thu đồ chỉ là một cái hình thức, ta vừa mới nói qua, phương diện y học có vấn đề gì một mực đến hỏi ta như chỗ nào không hiểu, chúng ta cũng có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân khó tránh khỏi có chút thất lạc, hai người hướng một bên Hứa Thuần Lương nhìn lại, hy vọng Hứa Thuần Lương có thể giúp đỡ nói một câu. Hứa Thuần Lương nói, ta ý của Gia Gia là các ngươi trước tiên có thể đi theo học tập sau đó nhập môn, nếu quả thật học được bản sự, phù hợp Gia Gia thu đồ tiêu chuẩn, tự nhiên sẽ cho các ngươi thân phận, nếu như các ngươi học không chỗ thành, Gia Gia coi như thu các ngươi cũng không tiện lấy đệ tử của hắn tự cho mình là. Trịnh Bồi An mặt mo phát nhiệt, làm sao cảm giác tiểu tử này ở bên trong hàm mình mặc dù bái sư thành công, nhưng là hắn tại y thuật phương diện cũng không lấy được sư phụ kỳ vọng tiến triển. Sư phụ cũng thường xuyên vạch hắn không chuyên tâm quá nhiều, học y không đủ chuyên tâm. Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân nghe Hứa Thuần Lương nói đến cũng rất có đạo lý. Hứa Trường Thiện lấy ra hai quyển sách phân biệt trao tặng Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân. Lý Gia Khoan quyển kia chuyên chú vào dạ dày ruột bệnh, mà Liễu Sơn Dân quyển kia chủ yếu là chấn thương xương tổn thương. Trong này bí phương quá khứ là không truyền ngoại nhân, hiện tại lão gia tử nguyện ý xuất ra tới cho bọn hắn cùng hưởng, đã là đánh vỡ lề thói cũ. Đủ để chứng minh tướng hai người bọn họ xem như học sinh đối đãi, chênh lệch đến đơn giản là một cái danh phận thôi. Hứa Trường Thiện nói, về sau các ngươi liền riêng phần mình nghiên cứu, gặp được chỗ nào không hiểu một mực tới tìm ta, chúng ta liền theo Thuần Lương lời nói, lấy 3 năm trong vòng, nhìn xem các ngươi đến lúc đó có thể lấy đến bao lớn tiến cảnh. Lý Gia Khoan cùng Liễu Sơn Dân liếc mắt nhìn nhau, Hứa Trường Thiện nói, nếu là thông hiểu nắm giữ ảo diệu bên trong, các ngươi có thể tương hỗ trao đổi. Không cần chuyên môn xin chỉ thị ta chỉ có một cái điều kiện, những này bí phương lớn đều là Hứa Gia gia truyền, các ngươi tận lực vẫn là không muốn truyền ra ngoài. Trịnh Bồi An càng phát ra hổ thẹn, sư phụ không có sách chính mình. Hứa Trường Thiện nói, các ngươi tiếp lấy chuyện vãn đi, ta đi ra ngoài đi dạo. Lão gia tử rời đi về sau, Lý Gia Khoan nói, Thuần Lương, ý của tiên sinh là, chúng ta về sau đừng lại đến Hồi Xuân Đường ngồi xem bệnh rồi. Hứa Thuần Lương nói, Hồi Xuân Đường mặc dù quan, nhưng là ta cùng chính thúc tổng cộng một chút, dự định đầu tư một cái mới hạng mục. Liễu Sơn Dân nói, tìm cái khác địa chỉ mới lại mở Hồi Xuân Đường. Hứa Thuần Lương cười cười, để Trịnh Bồi An nói. Trịnh Bồi An đem muốn mở khoa hậu môn chuyên khoa bệnh viện sự tình nói, Lý Gia Khoan bản thân liền là cổ tuy trung y viện khoa hậu môn chủ nhiệm, hiện tại hắn đã ở vào nửa về hưu trạng thái, hắn biết nghề này khẳng định rất có tiền đồ, ngựa bên trên biểu thị nguyện ý gia nhập. Mà lại đầu tư 100 vạn không có vấn đề gì. Liễu Sơn Dân nói, tiên sinh nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta dự định đầu tư 200 vạn, ngoài ra, hắn không chịu trách nhiệm bệnh viện bất luận cái gì kinh doanh, cũng sẽ không để chúng ta treo Hồi Xuân Đường danh tự. Lý Gia Khoan nói, nếu như không treo Hồi Xuân Đường danh tự nghĩ muốn mở ra cục diện nào có dễ dàng như vậy? Hứa Thuần Lương nói, Lý Thúc, ngài đừng quên chúng ta Hứa gia có tổ truyền bí phương A. Lão nhân gia ông ta mặc dù không chịu đem Hồi Xuân Đường chiêu bài cho chúng ta dùng, nhưng là Hứa gia bí phương chúng ta là có thể không ràng buộc sử dụng. Liễu Sơn Dân nói, vậy tại sao phải nhốt Hồi Xuân Đường bắt đầu từ số 0? Tại Hồi Xuân Đường xem bệnh còn không phải như vậy. Hứa Thuần Lương biết hắn tại Nguy Sơn Đảo làm nghề y nhiều năm, cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, tư tưởng phương diện có chút tụt hậu, hắn giải thích nói, kỳ thật gia gia của ta phai nhạt ra khỏi Hồi Xuân Đường đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nhiều thua lỗ các ngươi ba vị hỗ trợ ngồi xem bệnh, Hồi Xuân Đường mới duy trì đến bây giờ, tiếp tục mở hạ đi cũng không phải là không thể được, nhưng là Hồi Xuân Đường trước mắt thu nhập cũng khó khăn lắm đủ duy trì chi tiêu, nếu như mặt tiền này là thuê đến.
chỉ sợ đã sớm nhập không đủ suất không đáng kể. Lý Gia Khoan tự trách nói, cái này đều tại chúng ta mấy cái y thuật không tinh, lưu không được bệnh nhân. Liễu Sơn Dân cũng là một mặt hổ thẹn. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Hồi Xuân Đường đích thật là một khối nổi tiếng chiêu bài, nhưng là đến Hồi Xuân Đường xem bệnh cũ hào, hơn phân nửa là hướng về phía gia gia của ta tới. Nếu như không phải gia gia của ta thân từ tiếp xem bệnh, bọn hắn liền sẽ cho rằng cùng đi cái khác bệnh viện xem bệnh cũng không có gì khác nhau, cho nên mới tạo thành rất nhiều bệnh cũ hào không còn đến Hồi Xuân Đường tình trạng. Liễu Sơn Dân nói, nếu là chúng ta y thuật tinh xảo, cũng có thể gắn bó Hồi Xuân Đường danh tiếng, là chúng ta ảnh hưởng tới Hồi Xuân Đường sinh ý. Trịnh Bồi An nói, ta nói lão Liễu, ngươi có thể hay không chớ vội tự trách, trước hết nghe Thuần Lương nói hết lời. Hứa Thuần Lương nói, căn cứ hiện đại thương nghiệp đến xem, nếu như một người ở công ty trong kinh doanh lực ảnh hưởng quá mức đột xuất, cũng không phải là chuyện tốt. Hồi Xuân Đường kinh doanh hình thức là cực kỳ truyền thống, gia gia của ta cá nhân hình tượng và Hồi Xuân Đường cái này nhãn hiệu chiều sâu khóa lại, tại bệnh cũ hào trong mắt, hắn lực hấp dẫn thậm chí thật to vượt qua Hồi Xuân Đường. Đây chính là vì cái gì bọn hắn chuyên chọn gia gia của ta đến khám bệnh tại nhà vào cái ngày đó tới, Hồi Xuân Đường đổi thành ai đến ngồi xem bệnh đều mất linh, đừng nói là các ngươi. Coi như đổi một vị trình độ so gia gia của ta còn cao hơn trung y, bọn hắn một dạng không nhận. Ba người đều nghe rõ, Hứa Thuần Lương nói tới tình huống xác thực là thật. Trịnh Bồi An nói, ta kỳ thật cũng phát hiện nhưng là ta nói không rõ, người cái này nói chuyện ta lập tức rõ ràng, Thuần Lương có thể a, Europa Thương Học Viện không có phí công bên trên. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta hẳn là cũng phát hiện tình trạng này, hắn vốn định mỗi tuần ngồi xem bệnh một lần. Nhưng hắn ngồi xem bệnh ngày đó so bình thường 3 ngày cộng lại đều muốn mệt mỏi, hắn dù sao đã có tuổi, vô luận thể lực vẫn là tinh lực thật sự là tới không được, cho nên chỉ có thể lựa chọn tướng Hồi Xuân Đường triệt để đóng lại. Hứa Thuần Lương tính toán một khoản, nếu như bọn hắn đóng lại Hồi Xuân Đường sắp hiện ra có bề ngoài cho thuê, hàng năm có thể thu lấy tiền thuê 30 vạn, giống trước mắt dạng này tiếp tục duy trì, chỉ sợ một năm trôi qua tổng thu nhập sẽ không siêu qua 10 vạn, thậm chí còn khả năng bồi thường tiền. Liễu Sơn Dân nói, lời tuy như thế, nhưng mặc dù kiếm ít một điểm nhưng là tất lại có thể trị bệnh cứu người. Hứa Thuần Lương nói, trị bệnh cứu người chưa hẳn muốn kiếm ít, nhiều như vậy không phải mưu cầu lợi nhuận bệnh viện, người nhìn nhà ai kiếm ít. Trịnh Bồi An nói, ai còn ngại tiền cắn tay, nỗ lực lao động nên thu hoạch hồi báo. Lý Gia Khoan nói, hiện tại ta hiểu được, hai người có ý tứ là mình mở bệnh viện, dùng hiện đại phương pháp quản lý đến kinh doanh bệnh viện. Trịnh Bồi An nói, không tệ, hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện, sơ bộ đầu tư 2.000 vạn, 1.200 vạn là tiền mặt nhập cổ phần, 800 vạn là hứa ra bí phương kỹ thuật nhập cổ phần. Sư phụ đầu tư 200 vạn ta dự định đầu tư 200 vạn, hai người các ngươi thêm không gia nhập. Lý Gia Khoan lặp lại một chút, mình gia nhập cũng đầu tư 100 vạn. Liễu Sơn Dân không có nhiều tiền như vậy, hắn cũng nghĩ đi ra Nguy Sơn đảo sông vào một lần, hắn có thể xuất ra 50 vạn. Hiện tại bọn hắn đã có 550 vạn, tiền còn lại Hứa Thuần Lương đến nghĩ biện pháp. Mỗi người đều phi thường rõ ràng, hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện thành bại mấu chốt là Hứa Gia Bí Phương, cho nên Hứa Gia Bí Phương định giá 40%, bọn hắn chẳng những không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại còn có chiếm Hứa Gia tiện nghi cảm giác. Cụ thể thủ tục từ Trịnh Bồi An bọn hắn thương lượng xử lý, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Hứa Thuần Lương phụ trách kỹ thuật cùng đầu tư. Trịnh Bồi An ba người bọn họ phụ trách bệnh viện cụ thể chủ hoạch kiến lập cùng kinh doanh. Dựa theo Trịnh Bồi An ý tứ, chuyện này tốt nhất mau chóng, cố gắng trong vòng 3 tháng có thể đem tất cả làm xong thủ tục, tốt nhất có thể đuổi tại hơn nửa năm kinh doanh, bởi vì Hứa Gia Văn kích thích, hiện tại lão Trịnh sự nghiệp tâm bạo lều. Trịnh Bồi An vẫn là có tự biết rõ, ba người bọn hắn đều là làm chuyên nghiệp, mình mặc dù mở qua bệnh viện tư nhân, nhưng là cũng không phải là chuyên nghiệp quản lý nhân tài. Nhất là mở bệnh viện loại sự tình này, tốt nhất tìm cái qua đi xử lý qua tương quan quản lý, còn có phong phú kinh nghiệm người tới làm. Mà lại tiếp xuống một loạt thủ tục muốn liên lạc với không ít bộ môn, nếu như tìm đúng người, có thể ít chạy không ít chặng đường oan uổng. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói xong trước tiên nghĩ đến Trường Hưng Tiền viện trưởng Cố Hậu Nghĩa, bất quá Cố Hậu Nghĩa sau khi về hưu đi khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện làm viện trưởng, trước đây còn mời Hứa Trường Thiện đến đó phụ trách dưỡng sinh quán. Trịnh Bồi An nói cho hắn biết Cố Hậu Nghĩa tại khỏe mạnh không có làm bao lâu liền từ chức. Hứa Thuần Lương khẽ giật mình, chuyện này hắn ngược lại là không có nghe nói. Trịnh Bồi An cũng cho rằng Cố Hậu Nghĩa là cái thí sinh thích hợp,
nếu như hắn chịu tới phụ trách bệnh viện quản lý, bọn hắn khẳng định như hổ thêm cánh, bất quá giống Cố Hậu Nghĩa dạng này cấp bậc, lương một năm chỉ ít 50 vạn lên, bệnh viện còn chưa khai trương liền gánh vác như thế một số lớn chi tiêu chẳng phải là áp lực như núi. Hứa Thuần Lương cùng Cố Hậu Nghĩa tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng là hắn luôn cảm thấy Cố Hậu Nghĩa là cái có tình hoài người, nghỉ lễ thời điểm, hắn cũng cho Cố Hậu Nghĩa phát tin tức chúc Tết. Hứa Thuần Lương lúc này liên hệ một chút Cố Hậu Nghĩa, đưa ra có việc muốn đi bái phỏng. Cố Hậu Nghĩa hôm nay mới vừa từ Nam Giang trở về, sảng khoái mời Hứa Thuần Lương tới nhà ăn cơm, hắn từ Nam Giang mang đến một chút đặc sản, mình lại chuẩn bị chút ít đồ ăn, để Hứa Thuần Lương mang miệng tới là được. Hứa Thuần Lương tự nhiên là không thể tay không đi qua, ôm hai bình mao đài đi qua đối diện bờ sông cảnh vườn tiếp lão lãnh đạo. Cố Hậu Nghĩa đã đem đồ ăn bày xong. Hứa Thuần Lương biết hắn không biết làm cơm, còn đặc địa từ lầu dưới thịt dê quán nấu một nồi thịt dê mang lên đi. Cố Hậu Nghĩa nói, đều để ngươi đừng mang đồ vật, đây cũng là rượu lại là món ăn, cùng ta khách khí như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, năm trước liền nghĩ qua đến xem ngài, nhưng công việc bận quá, một mực không thể phân thân. Cố Hậu Nghĩa cười nói, vội vàng đánh nhau. Hứa Thuần Lương ngượng ngùng nở nụ cười, hắn tại Ẩn Long Hồ thương nghiệp đường phố chuyện đánh nhau quá oanh động, khiến cho không ai không biết không người không hay. Bất quá Cố Hậu Nghĩa là nghe Cao Tân Hoa nói, bọn hắn tự mình vẫn là thường xuyên liên lạc, Cố Hậu Nghĩa đối Trường Hưng có được cảm tình sâu đậm, thường xuyên sẽ tìm Cao Tân Hoa tìm hiểu một chút Trường Hưng tình huống. Hứa Thuần Lương phát hiện Cố Hậu Nghĩa lại là ở nhà một mình, Cố Hậu Nghĩa nói cho hắn biết, thê tử tại Nam Giang mang cháu trai, hắn cũng là tại Nam Giang ăn Tết, hôm nay vừa trở về. Cố Hậu Nghĩa cũng không biết Hứa Thuần Lương điều tạm đến Hồ Sơn Trấn làm lãnh đạo sự tình, thân là Trường Hưng tiền nhiệm lãnh đạo, không tốt đối Triệu Phi Dương cách làm khoa tay múa chân, nhưng là nếu như hắn vẫn là Trường Hưng viện trưởng, khẳng định không sẽ nhằm vào Hứa Thuần Lương ở bên ngoài hành vi tiến hành xử phạt, chớ nói chi là Hứa Thuần Lương đi vì bản thân có chừng ác dương thiện thành phần. Uống hai chén rượu, Hứa Thuần Lương hỏi Cố Hậu Nghĩa khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tình huống. Cố Hậu Nghĩa nói, ta đã từ khỏe mạnh rời chức, ra, phương pháp quản lý lạc hậu. Hứa Thuần Lương từ hắn nơi này được chứng minh, vừa dễ dàng nhắc lên hậu môn trực tràng bệnh viện sự tình, Cố Việt, không dối gạt ngài nói, ta hôm nay tới là muốn tìm ngài hỗ trợ. Cố Hậu Nghĩa nói, ta đều lui còn có thể hỗ trợ cái gì, ngươi nói, ta nghe một chút. Hứa Thuần Lương đem mình cùng Trịnh Bồi An mấy người hùn vốn mở bệnh viện sự tình nói cho Cố Hậu Nghĩa. Cố Hậu Nghĩa đối xưởng hóa chất bệnh viện tình huống bên kia phi thường rõ ràng, lúc trước hắn tại Trường Hưng chủ trì công tác thời điểm cũng nghĩ qua muốn đem xưởng hóa chất bệnh viện cầm xuống trở thành Trường Hưng phân viện, nhưng về sau bởi vì đối phương điều kiện quá hà khắc chưa thể thành công. Hiện tại xưởng hóa chất bệnh viện bởi vì kinh doanh bất thiện đã đóng cửa, nhân viên y tế cũng đều phân phát an trí, chỉ còn lại một tòa trống rỗng bệnh viện. Cố Hậu Nghĩa nói, mở hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện. Hứa Thuần Lương nói, ngài cảm thấy có vấn đề. Cố Hậu Nghĩa nói, cái này điểm vào không tệ, Đông Châu còn giống như không có một tòa chuyên môn hậu môn trực tràng bệnh viện, nhưng là Trường Hưng hậu môn trực tràng ngoại khoa rất mạnh, Đông Châu bên trong bệnh viện khoa hậu môn cũng là đặc sắc, muốn hấp dẫn bệnh người nhất định phải có tươi sáng đặc sắc, ngươi nói cho ta các ngươi tương lai ưu thế là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ta không dám nói 100%, nhưng là 90% bệnh hoạn ta có thể dùng trung y phương pháp đến chữa trị. Chúng ta hứa ra ở phương diện này có tổ truyền bí phương. Cố Hậu Nghĩa cười nói, hồi xuân đường đặc sắc không phải xương tổn thương sao? Ta đi qua tốt giống chưa nghe nói qua các ngươi tại hậu môn trực tràng phương diện cũng có sở trường. Hứa Thuần Lương cười nói, Cố Việt, người khác không biết, ngài còn không biết, ta mặc dù không có bằng hành nghề thầy thuốc, nhưng là ta châm cứu tiêu chuẩn tại Đông Châu tuyệt đối là nhất lưu, gần nhất ta giúp ra ra cả để ý đến chúng ta hứa ra tổ truyền sách thuốc. Lại đào móc phát hiện một nhóm lớn chân quý phương thuốc, hậu môn trực tràng phương diện chỉ là một cái trong số đó, ta hiện tại sơ bộ tưởng tượng chính là từ dưới đáy làm lên, đánh tốt cơ sở, từng bước mở rộng trị liệu lĩnh vực. Cố Hậu Nghĩa trong lòng tự nhủ ngươi cái này thật đúng là từ dưới đáy làm lên, hệ tiêu hóa dưới đáy. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể kéo tới đầu tư, có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ, Trịnh Bồi An bọn hắn đều là làm chuyên nghiệp, có thể phụ trách công việc cụ thể. Nhưng là bệnh viện quản lý phương diện chúng ta đều không có kinh nghiệm, mặc dù quyết định muốn mở bệnh viện, nhưng là thủ tục phải làm gì? Từ đâu thiết lập, hẳn là chiêu người nào, nhiều ít người, chúng ta đều là không hiểu ra sao, phương diện này nhất định phải một cái kinh nghiệm phong phú người trong nghề. Cố Hậu Nghĩa nói, cho nên ngươi liền nghĩ đến ta đều về hưu lạc hậu.
Hứa Thuần Lương kính hắn một chén rượu nói, người khác không hiểu rõ ta còn có thể không hiểu rõ. Cố Hậu Nghĩa cười nói, ngươi hiểu rõ cái gì, ta tổng cộng cũng không có lãnh đạo qua ngươi mấy ngày. Hứa Thuần Lương nói, tương đối a, cầm ngài cùng hiện tại vị này so sánh, coi như mù lòa cũng có thể nhìn ra ai tài lãnh đạo cao hơn. Cái này mông ngựa vỗ dễ chịu, Cố Hậu Nghĩa trong lòng cao hứng còn giả bộ là không dáng vẻ cao hứng nhíu mày một cái nói, phía sau chớ luận người khác không phải là. Hứa Thuần Lương liên tục gật đầu, Cố Viện, ngài liền giúp ta một chút, cho chúng ta những người tuổi trẻ này chỉ điểm sai lầm, thuận tiện ngài cũng phát huy một chút nhiệt lượng thừa, người ta Mỹ lệ nước tổng thống hơn 80 còn không cảm thấy mình già đâu, ngài mới 60 tuổi, chí ít còn có thể làm 20 năm. Cố Hậu Nghĩa nhìn không được bật cười, người cái miệng này a, chết đều có thể bị ngươi nói chuyện. Vậy ngài là đáp ứng. Cố Hậu Nghĩa nói, kỳ thật ta lần này trở về có hai nhà bệnh viện đều hướng ta đưa ra mời. Trước mắt hắn là không lo không có sự tình làm, mà lại đối phương mở ra đích lương hàng năm đều không thấp. Cố Hậu Nghĩa phi thường minh bạch, những này tư nhân bệnh viện lão bản đơn giản là nhìn chúng của hắn nhân mạch, bất quá theo thời gian trôi qua, giá trị của hắn cũng sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn cho ngài mở bao nhiêu tiền? Cố Hậu Nghĩa nói, khỏe mạnh cho ta hàng năm 80 vạn, ta còn là rời chức, biết tại sao không? Ta không quen nhìn bọn hắn quản lý phương thức. Vì kiếm tiền bọn hắn hào không điểm mấu chốt. Hứa Thuần Lương nói, Cố Viện, ngài ra cái giá, ta xem một chút có thể không chịu nhận. Cố Hậu Nghĩa nói, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi mời. Hứa Thuần Lương nói, bởi vì ta biết ngài là cái có tình hoài người, ngài đối tiền cũng không coi trọng, ngài lúc trước vì Trường Hưng dốc hết tâm huyết, là ngài khởi động Trường Hưng hai kỳ công trình kiến thiết, cũng là ngài nhìn xa trông rộng sớm cầm xuống Nguy Sơn đảo bệnh viện. Là hiện tại Trường Hưng lưu lại phong phú vốn liếng. Cố Hậu Nghĩa đánh gãy hắn tiếp tục thổi phồng, tiểu tử ngươi ít dùng bài này, ta không có ngươi nói vĩ đại như vậy, ta cũng không phải không dính khói lửa trần gian thần tiên, ta còn không đến được xem tiền tài là cặn bã cảnh giới, bất quá ta thưởng thức ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Cố Hậu Nghĩa hai mắt sâu đột nhiên trở nên sáng lên, ánh mắt như vậy để hắn lộ ra tuổi trẻ. Tiểu Hứa a, ngươi nói cho ta, nếu như tòa này bệnh viện xây thành khai trương, người có thể tại trong vài năm làm được Trường Hưng trước mắt quy mô. Hứa Thuần Lương nói, nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm. Mục đích của ta không chỉ là muốn rèn đúc một tòa siêu việt Trường Hưng bệnh viện, mà lại muốn rèn đúc một tòa lấy Trung Y làm chủ bệnh viện, muốn cho Trung Y chính danh, muốn để tất cả mọi người một lần nữa ước định Trung Y giá trị. Cố Hậu Nghĩa bưng rượu tay run một cái, nhưng nhìn một chút Hứa Thuần Lương vẻ mặt nghiêm túc, cái này như bức thổi đến không phải do hắn không tin. Cố Hậu Nghĩa nói, ta không muốn người trả tiền lương, ta đầu tư 200 vạn thuận mua 10% cổ quyền. Có Cố Hậu Nghĩa gia nhập Liên minh hậu môn trực tràng chuyên khoa bệnh viện tương đương thành công hơn phân nửa. Sau đó chính là bệnh viện khế ước thuê mướn đàm phán, cụ thể thủ tục làm, Cố Hậu Nghĩa tất cả đều nhận thầu xuống dưới, lấy hắn tại hệ thống vệ sinh giao thiệp, làm bệnh viện thủ tục sẽ không tồn tại vấn đề gì. Đình lập kiến thiết tại Nguy Sơn đảo hai nơi công trường toàn bộ đình công. Đinh Tứ cũng chỉ có thể an bài công nhân nghỉ ngơi, hắn vừa trở lại Đông Châu, Hứa Thuần Lương đem hắn gọi vào hóa chất bệnh viện. Cố Hậu Nghĩa đã trải qua sơ bộ thỏa đàm bệnh viện khế ước thuê mướn, năm thuê 100 vạn ký kết 10 năm. Hứa Thuần Lương bản ý là tướng bệnh viện chỉnh thể cải tạo cùng trùng tu giao cho Đinh Tứ, kia Trường Hưng cải tạo công trình làm thí dụ, đại khái trùng tu xuống tới một bình phương 600. Tòa này chẩn đoán điều trị lâu đồng thời kế hoạch kinh doanh diện tích lớn khái tại 2.000 bình phương. Tăng thêm tường ngoài cùng trong nội viện sân bãi cải tạo, nếu như dựa theo Trường Hưng tiêu chuẩn, tiền gắn dùng muốn vượt qua 300 vạn. Đinh Tứ nghe nói là Hứa Thuần Lương đầu tư bệnh viện, con hàng này động lên tâm tư, biểu thị có thể dùng công trình phí tổn định giá 200 vạn nhập cổ phần. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, con hàng này vì sao lại sinh ra nhập cổ phần ý nghĩ, Đinh Tứ nói cho Hứa Thuần Lương chủ yếu là đối với hắn có lòng tin, còn có một nguyên nhân ngay tại lúc này kiến trúc lắp đặt ngành nghề kinh tế đình trệ. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp đầu tư hạng mục. Hiện tại ai cũng biết tư nhân bệnh viện là cái rất tốt đầu tư hạng mục, huống chi lại là Hứa Thuần Lương dẫn đầu, hắn chính là ăn hồi xuân đường thập tử sinh tinh tán mới sinh ra nhi tử bảo bối, Đinh Tứ đối hồi xuân đường phi thường mê tín, đối Hứa Thuần Lương gần như sùng bái. Hắn thậm chí biểu thị, chỉ cần để hắn nhập cổ phần, hắn có thể dùng 200 vạn cổ quyền giả ra 400 vạn hiệu quả. Hứa Thuần Lương đều không nghĩ tới chiêu thương dẫn tư quá trình thuận lợi như vậy, vốn đang coi là còn lại 800 vạn muốn để Mai Như Tuyết hỗ trợ nghĩ biện pháp,
nhưng bây giờ trong đó 550 vạn đều có xuống nhà, còn lại có thể cung cấp đầu tư cổ phần đã không nhiều lắm. Hứa Thuần Lương không có lập tức đáp ứng, chớ nhìn bọn họ bệnh viện còn không có mở, nhưng là cổ đông đã có mấy cái, ai muốn nhập cổ, nhất định phải trải qua cái khác cổ đông đồng ý, Hứa gia mặc dù chiếm cứ cổ phần 50%, cũng nên tôn trọng cái khác cổ đông ý kiến. Dù sao chuyện này cũng không nhất thời vội vã, Đinh Tứ đi theo Hứa Thuần Lương tại bệnh viện trong trong ngoài ngoài đi một vòng, nhìn thấy bãi đỗ xe trên ngổn ngang lộn xộn ngừng những xe kia, Đinh Tứ nói, quay lại ta tìm bãi đỗ xe lão bản đi, để hắn xéo đi nhanh lên, dám chiếm bệnh viện chúng ta địa bàn, không muốn tốt. Nhìn thấy Đinh Tứ nhanh như vậy liền tiến vào cổ đông nhân vật Hứa Thuần Lương không nhịn được cười, khoan hãy nói, bệnh viện thật cần Đinh Tứ loại người này, chỉ cần ngươi mở bệnh viện trên xã hội phiền phức khẳng định không thể thiếu, có Đinh Tứ tọa chấn, mình cũng đã giảm bớt đi không ít sự tình. Hứa Thuần Lương nói, chờ thuê hợp đồng chính thức ký kết lại nói, tiền lễ hậu binh, không cần thiết khiến cho kiếm bạt nỗ trương. Đinh Tứ hỏi một chút giá tiền ngựa bên trên biểu thị lại đi tìm xưởng hóa chất lãnh đạo nói chuyện, nếu như hắn nhập cổ phần bệnh viện, đó chính là bệnh viện cổ đông, đương nhiên tiền thuê ép tới càng thấp càng tốt, phương diện này hắn có kinh nghiệm, cũng có nhất định quan hệ xã hội, đừng nói xưởng hóa chất toàn bộ Đông Châu Bắc Khu không có không cho hắn Đinh Tứ mặt mũi. Hứa Thuần Lương nguyên bản không có trông cậy vào Đinh Tứ có thể nói tiếp nhiều ít, nhưng rất nhanh Đinh Tứ bên kia liền có tin tức, hắn đem hàng năm tiền thuê giá cả áp xuống tới 15 vạn, thời hạn mướn kéo dài đến 15 năm. Tặng lễ mời khách là hắn cường hạng, đối phó công gia hắn có một bộ. Đinh Tứ biểu hiện cũng thu được mấy vị cổ đông nhất trí tán đồng, đồng ý Đinh Tứ lấy trùng tu nhập cổ phần hình thức gia nhập bệnh viện, nhưng là trùng tu quá trình nhất định phải trong suốt. Chỉ phụ trách đầu tư, bất quá hỏi về sau bệnh viện có thể kinh doanh. Hứa Thuần Lương để bọn hắn cứ yên tâm, mượn Đinh Tứ một cái lá gan hắn cũng không dám ở nơi này bột chơi hoa văn. Hứa Thuần Lương nghỉ thêm ngày cuối cùng mời Mai Như Tuyết đi ra niên quảng trường nhìn trận phim, phim kết thúc sau bọn hắn đi ăn cơm trên đường. Hứa Thuần Lương trò chuyện khởi bệnh viện chủ bị tình huống, Mai Như Tuyết nghe nói hiện tại tài chính lỗ hổng chỉ còn lại 250 vạn, kinh ngạc với hắn góp vốn tốc độ. Hứa Thuần Lương lo lắng nàng hiểu lầm, đem mấy người này vì sao nhập cổ phần nguyên nhân nói một lần, Mai Như Tuyết nhịn không được bật cười, cái này đầy đủ chứng minh mọi người đối Hứa Thuần Lương năng lực có lòng tin. Cái này cùng trước mắt thị trận hoàn cảnh không sai biệt lắm, có tiền nghĩ đầu tư người còn nhiều, rất nhiều, nhưng là tốt hạng mục quá ít. Hứa Thuần Lương nói, còn lại 250 vạn giao cho ngươi. Mai Như Tuyết liếc hắn một cái nói, ngươi thật là biết lưu cho ta số định mức, ngươi mới đổ ngốc. Hứa Thuần Lương cười ha ha, đơn thuần trùng hợp, hắn thật không nghĩ cố ý cho Mai Như Tuyết lưu lại cái số này. Mai Như Tuyết nói, vừa mới bắt đầu ta cho là ngươi chủ không đến tiền, cho nên mới muốn giúp ngươi giải quyết đầu tư vấn đề, nhưng bây giờ thấy ngươi chủ tiền thuận lợi như vậy, ta ngược lại không muốn lẫn vào. Hứa Thuần Lương nói, đối ta không có lòng tin a, ta cam đoan bệnh viện này khẳng định kiếm tiền. Mai Như Tuyết nói, chính vì vậy, ta mới không thể gia nhập, ngươi suy nghĩ một chút a. Các người Hứa gia đã chiếm một nửa số định mức, ta lại ném 250 vạn, tương đương với tòa này bệnh viện 62% điểm 5 cổ phần đều là của ngươi, dạng này cũng không tốt, chống đi số lượng ngươi có thể hấp thụ một chút người có năng lực tiến đến. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Phi Dương cặp vợ chồng nếu là có ngươi một nửa giác ngộ, Trường Hưng đều có thể làm. Ngươi thế mà bắt ta cùng bọn hắn so, bởi vì Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương làm việc không đủ trượng nghĩa. Mai Như Tuyết ngay tiếp theo cũng đối với người này sinh ra phản cảm. Hứa Thuần Lương nói, ta hồ đồ a, đây không phải nhục không có chúng ta Mai Bí Thư nha. Mai Như Tuyết nói, ta không quá ưa thích Triệu Phi Dương người kia, một cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Hứa Thuần Lương nói, hắn cuối tháng kết hôn, còn để cho ta đem ngươi cùng một chỗ mời đi qua. Mai Như Tuyết lắc đầu nói, ta không đi a, ta cùng bọn hắn lại không quen, làm gì cho hắn nâng cái này trận. Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nghe được có người gọi mình, dừng bước lại, quay người nhìn thấy Lục Kỳ cùng Vu Lệ hai người. Mai Như Tuyết lúc đầu kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, tranh thủ thời gian để xuống, mặc dù quan hệ của hai người đã công khai, nhưng còn là có chút xấu hổ, dù sao nàng có công chức mang theo. Hứa Thuần Lương cười nói, trùng hợp như vậy à? Lục Kỳ nói, ta liền nhìn xem giống ngươi. Vu Lệ chào hỏi Mai Như Tuyết nói, dạo phố đâu? Mai Như Tuyết cười cười, vừa xem chiếu bóng xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Lục Kỳ nói, cùng một chỗ đi, ta vừa cầm Quế Mãn Lũng Hào, đoán chừng còn phải chờ một lát. Hứa Thuần Lương nói, hai người vị sao?
Vu Lị nói, hai người bốn người chúng ta đều cầm, cho mình hơn một cơ hội, cũng liền có thêm một lựa chọn. Vu Lị nhìn đến thời gian còn sớm, muốn đi mua mấy thứ đồ trang điểm, Mai Như Tuyết cùng với nàng cùng đi. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ đi trước các loại vị, trên thang máy thời điểm, Lục Kỳ tại lầu 3 ngừng một chút bước chân, nhìn thấy lầu 3 gian kia sơn móng tay phòng đã một lần nữa kinh doanh, bất quá đổi chủ cửa hàng. Hứa Thuần Lương nói, nhận biết. Lục Kỳ lắc đầu, hắn đem Trần Vi Vi sự tình nói một lần, nếu như không phải Lục Kỳ nhắc lên, Hứa Thuần Lương cơ hồ quên đi Dương Mộ Phong người này. Lục Kỳ chỉ vào thang máy nói, Trần Vi Vi một cước đạp không từ nơi này té xuống, cổ té gãy, lúc ấy liền mất mạng. Hứa Thuần Lương nói, kia vụ án còn không có tra rõ ràng. Lục Kỳ thở dài nói, bởi vì Trần Vi Vi ngoài ý muốn cái chết, ta bị tạm thời cách chức, hiện tại mặc dù về đi làm việc, nhưng là bản án đã không còn là ta phụ trách. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, mừng rỡ thanh nhàn, vừa chuẩn bị cẩn thận kết hôn. Lục Kỳ nói, vụ án này tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, mặt ngoài nhìn qua, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Trần Vi Vi, nhưng những chứng cứ này lại không chịu nổi cân nhắc, tựa hồ có một đôi tay vô hình tướng cái này từng cái điểm đáng ngờ xuyên kết hợp lại, cố ý đem chúng ta điều tra phương hướng dẫn tới Trần Vi Vi trên thân. Hứa Thuần Lương nói, không phải nói Dương Mộ Phong ở trên người nàng tốn không ít tiền. Lục Kỳ nói, xã hội hiện nay, nợ tiền chính là đại gia, Trần Vi Vi đều có thể thiếu nợ không trả, nàng không cần thiết giết chết Dương Mộ Phong, mà lại nàng hiện tại có cố định thu nhập, sinh hoạt phát triển không ngừng, dạng này người không có tất muốn bí quá hóa liều. Nếu như nàng không có xảy ra bất chắc, khả năng đã sớm tra ra chân tướng. Hứa Thuần Lương nói, dẫn đến nàng tử vong Dương Mộ Lâm nói thế nào? Lục Kỳ nói, trước mắt còn tại giam giữ, sẽ lấy khuyết điểm gây nên người tử vong tội đối với hắn tiến hành khởi tố, dựa theo trước mắt cân nhắc mức hình phạt, chí ít 3 năm trở xuống đi. Lúc này đã đến hào, hai người vào quán rượu, ngồi xuống về sau, Lục Kỳ tiếp tục nói, ta đi một chuyến Hải Châu, gặp được Dương Mộ Phong vợ trước, nàng đối với hắn chết biểu hiện được tương đương lạnh lùng, nghe nói Dương Mộ Phong tại cá nhân tác phong phương diện vẫn luôn không bị kiềm chế, cùng nhiều nữ nhân đều bảo trì không đứng đắn quan hệ. Ta dự định bắt đầu từ hướng này hảo hảo điều tra một chút, nhất là trọng điểm điều tra hắn tại Đông Châu tình nhân. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên nghĩ đến Bùi Lâm, cho tới nay hắn đối Dương Mộ Phong cái chết cũng không chú ý, hắn cùng Dương Mộ Phong không quen, đã gặp mặt vài lần, cũng chưa nói tới vui sướng. Bùi Lâm đã từng đi tìm mình, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ bận bịu đối phó Dương Mộ Phong. Hứa Thuần Lương khi đó liền suy đoán ra Dương Mộ Phong phải cùng Bùi Lâm từng có một đoạn tình cũ. Mà lại trong tay hắn rất có thể có Bùi Lâm nhược điểm, lúc ấy Bùi Lâm khẳng định nhận lấy uy hiếp, nếu như không phải là không có những biện pháp khác, nàng cũng sẽ không hướng mình xin giúp đỡ. Mình cũng đáp ứng Bùi Lâm cho nàng hỗ trợ, nhưng là mình còn không tới kịp xuất thủ, liền phát sinh Dương Mộ Phong bị độc chết bản án, chuyện này còn đem Seven Star quán ba liên lụy trong đó, đến bây giờ còn chỗ tại ngừng kinh doanh chỉnh đốn trạng thái. Hiện tại cẩn thận chỉnh lý một chút. Bùi Lâm đến tột cùng ở trong đó đóng vai nhân vật như thế nào? Chẳng lẽ Bùi Lâm vì che giấu bê bối, không tiếc bí quá hóa liều giết chết Dương Mộ Phong? Nếu thật là như thế, như vậy Bùi Lâm cái này nữ người cũng quá điên cuồng. Lục Kỳ nói, người cùng Dương Mộ Phong là đồng sự, người có biết hay không hắn tại Đông Châu có phải hay không còn có tình nhân của hắn? Hứa Thuần Lương kém chút liền đem Bùi Lâm danh tự nói ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao không có chứng cứ sự tình không tốt nói lung tung, mà lại mình cũng đã đáp ứng Bùi Lâm, không đem giữa bọn hắn sự tình tình nói ra, cười nói, loại chuyện này hẳn không phải là bí mật, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái đề nghị, lúc trước mướn Dương Mộ Phong chính là Hoa Niên tập đoàn Đường Kinh Luân đối với hắn hẳn là hiểu rõ vô cùng. Lục Kỳ nói, muốn cho hắn phối hợp điều tra cũng không dễ dàng, những người này cảm thấy có mấy cái tiền bẩn, coi trời bằng vung, chúng ta đi tìm hắn mấy lần. Đều là lấy công việc bận rộn làm lý do từ chối đi, để luật sư của hắn cùng chúng ta đàm. Hứa Thuần Lương nói, ta duy nhất có thể khẳng định là, Đường Kinh Luân trọng dụng Dương Mộ Phong không phải là bởi vì năng lực của hắn, hắn chuyên nghiệp là tâm nội khoa, cũng không phải khỏe mạnh quản lý. Bùi Lâm từ trong mộng bừng tỉnh, nàng phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, vặn mở đèn đầu giường, cầm lấy đầu giường chén nước, uống hết mấy ngụm nước, cảm xúc cái này mới dần dần bình phục lại. Nàng cùng Triệu Phi Dương chia phòng mà cư, cũng không phải là bởi vì bọn hắn chưa tổ chức kết hôn nghi thức, nàng lấy cớ là mình mang thai, ban đêm đi tiểu đêm khá nhiều, lo lắng ảnh hưởng Triệu Phi Dương nghỉ ngơi. Nguyên nhân chân chính là nàng gần,
nhất hay làm ác mộng, sợ bị Triệu Phi Dương nhìn ra cái gì. Bùi Lâm xuống giường, lặng lẽ kéo cửa phòng ra, nhìn qua đối diện cửa gian phòng trong khe có ánh sáng lộ ra, Triệu Phi Dương hẳn là còn chưa ngủ, Bùi Lâm rón rén đi tới, lỗ tai dán tại trên cửa phòng. Nàng nghe được Triệu Phi Dương thanh âm, hẳn là gọi điện thoại, đã trễ thế như vậy, hắn cho ai gọi điện thoại. Có lẽ hắn cùng mình, trong lòng cũng có nhận không ra người bí mật, cũng sợ bị người khác biết. Bùi Lâm nâng tay lên, nghĩ gõ cửa, ngón tay tại chạm đến trước của phòng lại ngưng ở giữa không trung. Gặp hắn làm gì, hắn cũng không thể giúp tự mình giải quyết vấn đề gì. Bùi Lâm nghĩ một hồi, vẫn là một lần nữa trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng, vừa nhắm mắt, liền thấy một nữ nhân thân ảnh. Kỳ quái là, nàng chưa hề mơ tới qua Dương Mộ Phong, cái này trải qua thường xuất hiện tại nàng trong mộng nữ nhân từ đầu đến cuối lưng hướng về phía nàng. Vô luận mình cố gắng như thế nào đều nhìn không thấy khuôn mặt của nàng, nhưng là Bùi Lâm phi thường rõ ràng cái này nữ nhân chính là Trần Vi Vi. Triệu Phi Dương kỳ thật nghe đến động tĩnh bên ngoài, thậm chí có thể đánh giá ra Bùi Lâm đi tới ngoài cửa phòng ngủ, Triệu Phi Dương chỉ coi hết thảy không có phát sinh, hai người ở chung một đoạn thời gian, mà lại sẽ phải cử hành hôn lễ, nhưng là giữa lẫn nhau ngăn cách lại trở nên càng ngày càng sâu. Vô luận Triệu Phi Dương thừa nhận hay không, mình tại trên thực tế đã trở thành Bùi Lâm ván cầu, từ khi hai người cùng một chỗ về sau, nàng từ một cái nho nhỏ y dược đại biểu biến thành y mỹ trung tâm chủ gánh, sau đến lại lấy đồng dạng thao tác nhận thầu Trường Hưng bệnh viện nhiều cái phòng. Trở ngại ảnh hưởng ngắn ngủi rời khỏi Trường Hưng về sau, lại lấy đội viên cứu hỏa thân phận gia nhập Liên minh Hoa Niên Lớn Khỏe Mạnh, trở thành Lớn Khỏe Mạnh giám đốc. Trong quá trình này, Hoa Niên tập đoàn anh em nhà họ Đường làm ra mấu chốt tác dụng, vì tốt hơn khống chế lại mình. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp tướng Bùi Lâm kéo vào trận doanh, Đường Kinh Vĩ thậm chí để danh Bùi Lâm là gia niên bách hóa đồng sự. Một lúc bắt đầu, Triệu Phi Dương cho rằng Bùi Lâm sự nghiệp tâm bắt nguồn từ nàng không tự tin và cảm giác an toàn, nhưng bây giờ theo Bùi Lâm địa vị không ngừng tăng lên, hắn lại đã mất đi cảm giác an toàn, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác đến Bùi Lâm sẽ làm ra chút gì, mang cho phiền phức của mình khả năng còn ở phía sau. Bùi Lâm đưa ra chia phòng mà ở ngày ấy. Triệu Phi Dương mặt ngoài không hiểu, nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa, cũng là một khắc này, hắn nhận thức đến mình trong tiềm thức là cỡ nào chỉ muốn thoát khỏi nữ nhân này. Hắn thậm chí khó có thể tưởng tượng, lúc trước mình là làm sao coi trọng nàng. Tham luyến tuổi thanh xuân của nàng mỹ mạo, so với nàng tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân có là. Triệu Phi Dương để điện thoại di động xuống có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, nhiều khi, nam nhân cùng nữ nhân lên giường chỉ là vì thỏa mãn chinh phục của mình muốn. Mà không phải ra ngoài tình yêu, mình lý tính cuối cùng vẫn là thua với bản năng, đương lý tính dần dần trở về, hắn bắt đầu vì mình bản năng cảm thấy xấu hổ cùng hối hận. Nếu như không có gặp được Bùi Lâm, có lẽ hắn sẽ không làm từ đi công chức quyết định, có lẽ Trường Hưng phát triển sẽ hướng phía hướng khác. Triệu Phi Dương ép buộc mình không nghĩ tiếp nữa, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, xem lấy WeChat bước đếm bảng, nhìn thấy ở vào đệ nhất là ảnh bên trong người. Đây là Từ Dĩnh từ đại học lúc liền dùng nickname, nàng hôm nay thế mà đi hơn 3 vạn bước. Triệu Phi Dương có chút hiếu kỳ, Từ Dĩnh hôm nay đi nơi nào? Đi như thế nào nhiều như vậy bước? Kỳ thật hắn đi qua rất ít chú ý những này không có ý nghĩa chi tiết. Triệu Phi Dương ấn mở Từ Dĩnh ảnh chân dung, bản muốn nhìn một chút bằng hữu của nàng vòng, lại bởi vì tay trượt điểm liên tiếp 2 lần, đến từ điện thoại di động chấn động để Triệu Phi Dương ý tứ đến xảy ra chuyện gì. Hắn lo lắng kinh động Từ Dĩnh. Nhưng lại chờ mong nàng hồi phục. Mâu thuẫn đã trở thành ngày khác thường không thể thiếu một bộ phận. Còn chưa ngủ, Từ Dĩnh không đến một phút bên trong liền hồi đáp hắn. Triệu Phi Dương hồi phục một cái ân chữ, lại cảm thấy có chút qua loa, ngựa tăng thêm một câu, ta trên cơ bản đều tại khoảng 12 giờ. Người cũng không trẻ, chú ý thân thể. Triệu Phi Dương hồi phục, người thường xuyên rèn luyện A. Từ Dĩnh rất nhanh liền đoán được Triệu Phi Dương vì sao đập mình. Có phải hay không tại bước đếm bảng thấy được ta? Triệu Phi Dương phát cho nàng một cái bất đắc dĩ khuôn mặt tươi cười, mỗi ngày bước đếm bảng trang bìa đều là ngươi, ngươi quá lợi hại. Cảm thán Từ Dĩnh lợi hại là bởi vì nàng có thể đoán được mình vì sao lưu ý đến nàng, Từ Dĩnh đi qua chuyên nghiệp dù sao cũng là tâm lý học. Triệu Phi Dương thiện ý nhắc nhở nàng một chút, mặc dù đi bộ đối thân thể có chỗ tốt, nhưng là quá độ cũng không tốt, dễ dàng tổn thương đầu gối. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện đều là dâu ria chủ đề, ai cũng không có tướng nói chuyện xâm nhập ý tứ, nhưng là ai cũng không có chủ động ý chấm dứt. Triệu Phi Dương minh bạch Từ Dĩnh không có quên hắn người bạn này,
nàng y nguyên quan tâm mình, ngay tại thông qua phương thức như vậy trợ giúp mình thư giãn lấy áp lực. Triệu Phi Dương trong lòng đọng lại quá nhiều chuyện, hắn chưa hề nói, hắn tin tưởng Từ Dĩnh nhất định hiểu, nếu như nói trên thế giới này còn có một người thực sự hiểu rõ mình, người này nhất định là Từ Dĩnh. Khu công nghệ cao Cảnh Văn Tuấn bí thư tại tiết không lâu sau chuyên đi Hoa Niên tập đoàn hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trường hiện trường thị sát, Triệu Phi Dương cũng không sớm đạt được thông chi, Cảnh Văn Tuấn lần này xem như một lần đột kích kiểm tra, đánh thi công vừa mới trở tay không kịp, kỳ thật liền coi như bọn họ có chuẩn bị cũng không được tác dụng quá lớn, công nhân hầu hết đã nghỉ về nhà, toàn diện khởi công phải chờ tới 15 sau đó. Triệu Phi Dương đuổi tới hiện trường thời điểm, Cảnh Văn Tuấn một nhóm đã rời đi. Căn cứ hiện trường nhân viên quản lý phản ứng, Cảnh bí thư đối công trình tiến độ rất không hài lòng. Triệu Phi Dương chuẩn bị cho Cảnh Văn Tuấn gọi điện thoại thời điểm, khu công nghệ cao mới nhâm phó bí thư Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới để hắn dành thời gian đi khu công nghệ cao chính vụ trung tâm một chuyến, nghĩ nói chuyện với hắn một chút hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết sự tình tình. Triệu Phi Dương gặp nhau người là Cảnh Văn Tuấn, nhưng là từ hiện tại tình trạng đến xem, Cảnh Văn Tuấn hẳn là không hứng thú cùng gặp mặt hắn. Đem đốc xúc công trình tiến triển sự tình giao cho phụ tá Mai Như Tuyết. Đây là Mai Như Tuyết đi vào khu công nghệ cao sau khi vào sở, lần thứ nhất ở văn phòng cùng Triệu Phi Dương gặp mặt. Triệu Phi Dương tại thư ký dẫn dắt hạ đi vào văn phòng, cười nói, Mai bí thư tốt. Mai Như Tuyết hướng hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Triệu Phi Dương không có mạo muội vươn tay ra, bình thường đối diện nữ lãnh đạo thời điểm, hắn sẽ rất ít chủ động nắm tay, bởi vì lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt. Hắn nhận biết Mai Như Tuyết đã có một đoạn thời gian, nhưng là hai người ở giữa không tính là quen thuộc, Triệu Phi Dương thậm chí có thể phát giác được Mai Như Tuyết cũng không thích mình, hẳn là bởi vì Hứa Thuần Lương nguyên nhân. Đối Mai Như Tuyết loại này tuổi trẻ phó sự cấp cán bộ, Triệu Phi Dương chỉ có hâm mộ phần, tại thể chế bên trong bối cảnh của ngươi quyết định ngươi phát triển, Triệu Phi Dương nguyên vốn đã là Đông Châu trẻ tuổi nhất phó sự cấp cán bộ chi một, nhưng là cùng Mai Như Tuyết so sánh, tuổi của hắn thật sự là quá lớn. Mai Như Tuyết nói, Triệu viện trưởng, ta là bị Cảnh bí thư ủy thác muốn theo ngươi nói chuyện hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện sự tình. Nàng mời Triệu Phi Dương ngồi xuống, để thư ký cho hắn đưa ra một ly trà. Triệu Phi Dương một giọng nói tạ ơn, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm trà, đích thật là có chút khát, nghe nói Cảnh Văn Tuấn đột nhiên thị sát hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trường, hắn cuống quýt đuổi tới công trường, vồ hụt về sau lại đi tới chính vụ trung tâm cái này hơn một giờ đều ở trên đường bôn ba. Liền nước bọt đều không có quan tâm uống. Triệu Phi Dương nói, Mai bí thư có vấn đề gì cứ hỏi. Mai Như Tuyết nói, hôm nay ta hộ tống Cảnh bí thư tiến về hình thức đầu tư cổ phần công trường hiện trường thị sát, phát hiện nơi đó tiến triển có chút lạc hậu, Triệu viện trưởng lúc trước đối khu chính phủ hứa hẹn cũng không thực hiện. Triệu Phi Dương nói, là như thế này, gần nhất đang đứng ở nghỉ trong lúc đó, công trường công nhân hơn phân nửa đều về nhà qua Tết. Muốn toàn diện làm trở lại muốn tới tháng giêng 15 về sau, Mai bí thư xin yên tâm, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trình ngay tại vững bước thúc đẩy, công trình tiến độ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mai Như Tuyết nói, căn cứ chúng ta giải, Trường Hưng có khất nợ công trình khoản hành vi, đơn vị thi công chuyên hướng Cảnh bí thư phản ứng phương diện này vấn đề, phương diện tiền bạc có phải hay không xảy ra vấn đề. Triệu Phi Dương nói, phương diện tiền bạc không có vấn đề. Trường Hưng cũng không tồn tại bất luận cái gì khất nợ công trình khoản hành vi, bởi vì chúng ta là công tư hợp doanh, tương đối mà nói thủ tục tương đối phức tạp, mỗi một bút chi tiêu khoản tiền chắc chắn hạng còn cần báo cáo Hoa Niên ban giám đốc, trải qua ban giám đốc thảo luận thông qua, chủ tịch ký tên mới có thể cấp phát có chút công trình khoản trao tốc độ đích thật là chậm một chút, nhưng là cũng không phải chúng ta chủ động khất nợ, mà là đơn vị thi công không có kịp thời đưa ra xin, cho nên mới đưa đến trả tiền đến trễ, ở giữa lại gặp phải ăn Tết. Cho nên vấn đề bị phóng đại, Mai bí thư yên tâm, cuối tháng này trước đó, trên hợp đồng quy định công trình khoản sẽ toàn bộ cấp cho xong tất. Mai Như Tuyết nói, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện là khu công nghệ cao nay minh 2 năm trọng điểm công trình, lúc trước cái này một chỗ khối là Cảnh bí thư lực bài chúng nghị giao cho Trường Hưng, hy vọng Trường Hưng không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Triệu Phi Dương nói, Mai bí thư lời này từ đâu nói đến, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết vẫn luôn tại vững bước thúc đẩy. Chế tạo Đông Châu hạng nhất tổng hợp bệnh viện mục tiêu không thay đổi, các ngươi có phải hay không nghe được cái gì tin đồn gió ngữ rồi. Mai Như Tuyết nói, Hoa Niên tập đoàn xuất hiện nợ nần nguy cơ, chúng ta cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng đến hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết. Triệu Phi Dương nói, Mai bí thư, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện mặc dù từ Hoa Niên tập đoàn đầu tư,
nhưng là chúng ta cùng Hoa Niên tập đoàn ở giữa cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, chúng ta riêng phần mình độc lập vận doanh. Hoa Niên tập đoàn, Gia Niên Bách Hóa, Hoa Niên chữa bệnh quản lý tập đoàn là song song quan hệ. Mai Như Tuyết cười nhạt một tiếng, đều là cùng một lão bản Đường Kinh Vĩ, các ngươi đều đối với hắn phụ trách. Triệu Phi Dương nghe ra Mai Như Tuyết trong lời nói có hàm ý, tiếp tục giải thích nói, ta chỉ là muốn nói rõ, Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ cùng Hoa Niên chữa bệnh quản lý tập đoàn quan hệ cũng không lớn, chúng ta là chất lượng tốt tài sản. Mai Như Tuyết nói, hình thức đầu tư cổ phần trước đó, Triệu Viện nói tới chất lượng tốt tài sản 100% thuộc về quốc gia, hình thức đầu tư cổ phần về sau, quốc gia chỉ còn lại 20% cổ phần. Vì Trường Hưng phát triển chỉ có thể nhường ra một bộ phận lợi ích, chuyện này là trong thành phố cuối cùng đánh nhịp định án. Triệu Phi Dương ý tứ rất rõ ràng, người không cần ở trên đây làm văn chương, lúc mới thành lập hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện là Đông Châu cấp lãnh đạo đánh nhịp định án, tài sản ước định cũng là trải qua chuyên gia lặp đi lặp lại luận chứng tầng tầng giữ cửa ải. Lời này của ngươi là tại ám chỉ ta bán đổ bán tháo quốc gia tài sản sao? Không có sự tình. Mai Như Tuyết nói, khả năng ta không có Triệu viện trưởng ánh mắt cùng ý chí đi, có chuyện ta phải nhắc nhở một chút ngươi, lúc trước ngươi cùng trong vùng ký tên hợp đồng, có đánh cược tính chất, nếu như trong 3 năm không cách nào tướng hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện dựng lên, trong vùng có quyền thu hồi thổ địa. Triệu Phi Dương nói, xin giúp ta chuyển cáo cảnh bí thư. Hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết sẽ dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, coi như gặp đến bất kỳ khó khăn, ta đều sẽ cố gắng vượt qua. Mai Như Tuyết đối Triệu Phi Dương trả lời coi như hài lòng, nàng lại hỏi mấy cái công trình chi tiết, nhìn ra được nàng trước đó làm qua bài tập, đối hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện tình huống hiểu rõ vô cùng. Triệu Phi Dương làm việc phụ phương diện hoàn toàn chính xác không thể chê, đối đáp trôi chảy, không có chút nào sơ hở, chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng là trong nội tâm tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ. Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ đã là không ai không biết không người không hay, nếu như cửa này bọn hắn không qua được, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện kiến thiết. Khu công nghệ cao phương diện hẳn là đã nhận ra phong hiểm, ban đầu là cảnh Văn Tuấn một tay thúc đẩy hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện rơi xuống đất khu công nghệ cao, thuận lợi xây thành về sau tất sẽ thành một phần của hắn chói sáng chiến tích. Nếu là xảy ra vấn đề, thân là khu công nghệ cao người đứng đầu cảnh Văn Tuấn khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Triệu Phi Dương phi thường minh bạch, những người này am hiểu nhất chính là trốn tránh trách nhiệm lẩn tránh phong hiểm, cảnh Văn Tuấn đang ở tại chính trị kiếp sống nhất là giai đoạn mấu chốt, nếu như tại cái này ngay miệng xảy ra vấn đề, chỉ sợ sĩ đồ của hắn cũng sẽ dừng bước không tiến. Hoa Niên nợ nần nguy cơ cũng làm cho Triệu Phi Dương thâm thụ bối rối, hắn ý thức được nhất định phải tự mình đi một chuyến Nam Giang. Cùng Đường Kinh Vĩ hảo hảo nói chuyện, không thể để Hoa Niên nợ nần nguy cơ ảnh hưởng đến Trường Hưng tương lai. Hứa Thuần Lương vừa mới trở lại Nguy Sơn Đảo, liền có người qua tới bái phỏng. Đối phương là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn Phó Tổng Diêm Phương Minh, người này còn có một cái thân phận là tự nhiên tài nguyên cục quản lý người phụ trách Tạ Trung Tín em vợ. Diêm Phương Minh đi vào văn phòng về sau, trước hướng Hứa Thuần Lương biểu lộ thân phận của mình. Sơ lần gặp gỡ Hứa Thuần Lương đối với hắn khá lịch sự, nắm tay, mời hắn ngồi xuống. Diêm quản lý tìm ta có chuyện gì? Diêm Phương Minh nói ngay vào điểm chính, ta là vì Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu sự tình tới tìm ngươi. Hứa Thuần Lương cầm lấy dự ấm chén đi đón nước nóng, vốn là muốn cho Diêm Phương Minh rót một ly trà, nhưng nghe hắn đối chính mình cái này phó trấn trưởng đều vô dụng tôn xưng, trong lòng có chút khó chịu, mình dù sao cũng là cái cán bộ quốc gia. Cái này hàng mặc dù công ty tên rất dọa người, có thể nói mặc vào vẫn là một cái thương nhân, làm sao còn bày ra cư cao lâm hạ tư thế đâu. Hứa Thuần Lương vẫn cười tủm tỉm nói, vậy ngươi khả năng đến lộn chỗ, chúng ta đều là có phần công, phụ trách tự nhiên tài nguyên quản lý là Lê Phó Trấn. Diêm Phương Minh nói, không sai, ta tìm ngươi. Hứa Thuần Lương trở lại trên chỗ ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nói, ta hiện tại phân quản bộ phận là chiêu thương và văn giáo vệ sinh. Ngươi là nghĩ đầu tư vẫn là có phương diện khác vấn đề tìm ta. Diêm Phương Minh nói, Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu thầu khoán mặc hàm ngươi quen thuộc a? Hứa Thuần Lương trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không quen. Diêm Phương Minh nói, Hứa Phó Trấn, cái này không có ý nghĩa, ta đều hỏi thăm rõ ràng, mặc hàm liền là thông qua ngươi giới thiệu mới nhận thầu Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, cái này ai truyền đi lời đồn a? Ta cũng không có giúp nàng giới thiệu. Diêm Phương Minh nói, chúng ta mặc kệ cái này, ta hiện tại liên lạc không được mặc hàm, người giúp ta liên lạc một chút nàng, bởi vì Nguy Sơn Đảo nhà máy rượu phạm vi bên trong phát hiện suối nước nóng,
cho nên nàng trước đó nhận thầu hợp đồng nhất định phải hết hiệu lực. Dạng này, chúng ta cũng không cho nàng ăn thiệt thòi, trước mắt tất cả tổn thất chúng ta tới gánh chịu. Hứa Thuần Lương nói, người họ gì à? Con hàng này thật sự là không biết trời cao đất rộng chạy đến người khác văn phòng vinh mặt hất hàm sai khiến, thứ gì? Diêm Phương Minh sửng sốt một chút, vừa mới không phải giới thiệu qua sao? Con hàng này làm sao bày chảo liền quên a? Hắn vẫn là hồi đáp, không dám họ Diêm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn biết a học qua pháp luật sao? Biết hợp đồng pháp sao? Ký kết hợp đồng ngươi nói hết hiệu lực liền không còn giá trị rồi. Đều giống như ngươi, chúng ta Hồ Sơn Trấn còn có cái gì công tín lực, chúng ta về sau còn thế nào công việc? Diêm Phương Minh lúc này mới làm rõ ràng hắn có ý tứ gì, hắn căn bản không có đem cái này nho nhỏ phó trấn trưởng để vào mắt, lạnh lùng nói. Xem ra ngươi cũng không hiểu rõ pháp luật của quốc gia chúng ta, dựa theo quốc gia khoáng sản tài nguyên quản lý pháp điều thứ 3 quy định, khoáng sản tài nguyên thuộc về quốc gia tất cả. Từ quốc gia hành xử đối khoáng sản tài nguyên quyền sở hữu, không bởi vì chỗ phụ thuộc thổ địa quyền sở hữu, quyền sử dụng khác biệt mà thay đổi. Suối nước nóng thuộc về nước tài nguyên, cũng là khoáng sản tài nguyên, thích hợp với đầu này pháp luật. Hứa Thuần Lương nói, ai cũng không nói suối nước nóng không về nước nhà tất cả a. Nhưng nếu như ta nhớ không lầm các ngươi đơn vị tên gọi sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn, các ngươi cũng là một cái lấy lợi nhuận làm mục đích thương nghiệp tập thể, các ngươi đại biểu không được quốc gia, giống như liền tự nhiên tài nguyên cục quản lý các ngươi cũng đại biểu không được. Diêm Phương Minh nói, chúng ta là tự nhiên tài nguyên cục quản lý chỉ định duy nhất hợp pháp khai phát đơn vị, phụ trách khai phát quản lý Đông Châu thị khu hành chính vực nội tất cả suối nước nóng nước tài nguyên, nếu như ngươi hỏi thăm một chút liền sẽ biết. Đông Châu tất cả thiên nhiên suối nước nóng đều là chúng ta đang quản lý, điểm này cũng là trong thành phố phê chuẩn. Hứa Thuần Lương nói, chính ngươi đều nói phụ trách khai phát quản lý Đông Châu suối nước nóng nước tài nguyên, vậy ngươi dựa vào cái gì cho người ta hạ đình công thông chi a? Ta liền buồn bực, các ngươi còn có hành chính quyền quản lý. Ai cho các ngươi quyền lực? Diêm Phương Minh nói, ngươi thái độ gì a? Ngươi đừng tưởng rằng ta không rõ ràng Nguy Sơn đảo nhà máy rượu có ngầm thao tác. Hứa Thuần Lương nói, người đem nói cho ta nói rõ ràng, cái gì ngầm thao tác. Diêm Phương Minh nói, vừa mới nhận thầu Nguy Sơn đảo nhà máy rượu, lập tức liền phát hiện suối nước nóng, đây cũng quá đúng dịp a. Hứa Phó Trấn, tất cả mọi người là người biết chuyện, dựa theo quy định nhanh lên đem Nguy Sơn đảo nhà máy rượu giao cho chúng ta, không cần thiết khiến cho khó coi như vậy, làm lớn chuyện không tốt kết thúc. Hứa Thuần Lương bị con hàng này cho khí cười, người có ý tứ gì? Người nói là ta đã sớm biết bên trong có suối nước nóng, cho nên liền nghi thuê cho mình người. Diêm Phương Minh nói, đây cũng không phải là ta nói, có một số việc có thể lớn có thể nhỏ, nếu thật là thượng cương thượng tuyến, chỉ sợ cuối cùng sẽ làm đến rất khó coi. Hứa Thuần Lương nói, Diêm Phương Minh, người nếu là nói như vậy chuyện này thật đúng là không tốt nói chuyện, người cho ta cái khó coi thử một chút. Diêm Phương Minh lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay tới là cùng ngươi dễ nói. Chạy giải quyết vấn đề tới, ngươi thật đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không phải tự tìm khó coi sao. Ngươi mắng ta à, Hứa Thuần Lương lần này không có xông đi lên đánh người, cầm điện thoại lên trước động bảo an, họ Diêm cái ngốc bức này đủ hoành, thế mà chạy đến nơi đây đem mình cho mắng. Hai tên bảo an đuổi tới về sau, Diêm Phương Minh đã đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, hắn cũng không muốn bị người cho áp đi. Hứa Thuần Lương căn bản liền không muốn nói, hắn thấy... Con hàng này căn bản không biết chuyện này lợi hại, tự mình khai phát quốc hữu khoáng sản tài nguyên là hành động trái luật. Hứa Thuần Lương liên hệ một chút Mặc Hàm đã trở về Nam Giang, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ, nói cho Hứa Thuần Lương lúc đầu nàng cũng không muốn nhận thầu nhà máy rượu, đều là Hứa Thuần Lương kéo nàng vào cuộc, nàng chính là cái ngụy trang, cũng không nghĩ tới khai phát suối nước nóng, cũng không thể gặp được phiền phức còn để nàng ra mặt a. À. Hứa Thuần Lương nói cho Mặc Hàm, không có ý định để nàng ra mặt, chính là muốn nàng nhớ kỹ, mặc kệ ai tìm nàng, đều kiên trì hợp đồng, thiên vương lão tử tới cũng không nể mặt mũi, chuyện này hắn đến phụ trách giải quyết, nhưng điều kiện tiên quyết là Mặc Hàm không thể nửa đường cho hắn rút lui cái thang. Diêm Phương Minh rời đi không lâu, Phổ Kiến liền gọi điện thoại cho Hứa Thuần Lương, nói cho hắn biết tự nhiên tài nguyên cục quản lý người lại cho bọn hắn ra thông báo, lần này có tối hậu thư ý tứ, yêu cầu bọn hắn trong 24 giờ tất cần toàn bộ rút lui trận. Nếu không sẽ lấy phá hư quốc gia tài nguyên tội danh khởi tố bọn hắn. Hứa Thuần Lương cảm giác mình liền đủ ngang ngược, lần này thế mà gặp so với hắn còn muốn ngang ngược, hắn để Phổ Kiến cùng đám kia công nhân không cần sợ hãi, dù sao 24 giờ, đợi đến cuối cùng một khắc lại nói.
Hứa Thuần Lương tìm Đinh Tứ hỏi thăm một chút, Đinh Tứ cũng biết nhà máy rượu sự tình, chính dẫn người chạy về đằng này, tức giận đến ở trong điện thoại liền mắng bên trên, Hứa Trấn Trưởng, ngài đừng nóng giận, đám này thằng cờ hó là hướng về phía ta tới. Đinh Tứ thuyết minh sơ qua một chút tình huống, sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn kỳ thật chính là cái thương nghiệp khai phát công ty, tổng giám đốc gọi Hạ Hành Kiệt, đi qua cũng giống như hắn là làm công trường lập nghiệp. Lúc trước bọn hắn vì đoạt sinh ý tranh công trường không có ít phát sinh qua xung đột, có thể nói hai người bọn họ oán hận chất chứa rất sâu. Đinh Tứ ở giữa bởi vì đánh nhau ẩu đả tiến vào mấy năm, chờ hắn sau khi đi ra, phát hiện Hạ Hành Kiện đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hạ Hành Kiện trở thành người đại mẫu phó chủ nhiệm con rể, dựa vào bối cảnh như vậy người ta sự nghiệp làm được phong sinh thủy khởi, sớm liền không lại làm kiến trúc lắp đặt cầu thả sống, người ta hiện tại làm lên văn hóa du lịch sản nghiệp. Còn cùng phía chính phủ có trình độ nhất định khóa lại, thành lập cái gọi là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn. Tập đoàn này danh tự cũng không phải là bình thường người có thể nhớ tới, Hạ Hành Kiện liên quan đủ văn hóa du lịch ăn uống giải trí nhiều cái sản nghiệp, Đông Châu hai cái lớn nhất suối nước nóng làng du lịch đều là hắn khai thác. Hứa Thuần Lương để Đinh Tứ không nên khinh cử vọng động, tranh cường hiếu thắng không giải quyết được vấn đề, nếu thật là đánh nhau, lúc đầu chiếm lý cũng biến thành không có đạo lý. Mà lại mình là Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng, đỉnh lập kiến thiết là hắn an xếp tới Nguy Sơn đảo nhà máy rượu phụ trách kiến thiết rượu văn hóa vườn công trình, mình khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương an bài Đinh Tứ trước đem công nhân từ phát hiện suối nước nóng địa phương rút khỏi đến, nhà máy rượu xưởng bên kia cũng tạm thời đình công, nhưng là không có mệnh lệnh của mình bọn hắn không muốn từ nhà máy rượu rút lui. Bên này vừa đem Đinh Tứ trấn an được, bên kia Phổ Kiến trực tiếp tìm đến đây. Phổ Kiến tiến vào Hứa Thuần Lương văn phòng, đóng cửa lại liền mắng lên, đám này cháu trai quá khi dễ người, đem công cụ của chúng ta tất cả đều chụp, còn siết làm chúng ta ngày mai buổi sáng 12 giờ trước nhất định phải rút lui rời hiện trường, không phải liền muốn xử theo pháp luật chúng ta. Hứa Thuần Lương gặp hắn lòng đầy căm phẫn dáng vẻ không khỏi nở nụ cười, Phổ ca, người vào Nam ra Bắc cái gì chàng diện chưa thấy qua còn có thể bị bọn hắn cho hù sợ. Phổ Kiến đưa cho Hứa Thuần Lương một chương đình công giấy thông báo. Hứa Thuần Lương đối nội cho không có hứng thú gì, nhìn thoáng qua cuối cùng lớn con dấu đỏ, quả nhiên là tự nhiên tài nguyên cục quản lý. Phổ Kiến nói, cái công ty này cùng bọn hắn khẳng định là cùng một bọn, còn nói chúng ta nhận thầu nhà máy rượu có ngầm thao tác, ta xem bọn hắn mới có, ta dám đánh cược, bọn hắn là lợi ích thể cộng đồng, một cái đánh lấy quốc gia cờ hiệu xâm chiếm tài sản người khác, lại chuyển tay tặng cho đồng bọn khai phát, không được, ta phải báo cáo bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có chứng cứ gì báo cáo người ta? Bọn hắn có chứng cứ gì nói chúng ta làm ngầm thao tác? Hứa Thuần Lương nói, người ta có pháp có thể theo, dựa theo quốc gia quy định tương quan đúng là như thế. Phổ Kiến nói, quy định tương quan cũng là có phạm vi suối nước nóng bên kia bị cưỡng chế đình công ta không nói cái gì, chúng ta tu chỉnh nhà máy rượu xưởng ngại lấy bọn hắn chuyện gì. Tay này cũng kéo dài quá dài đi. Lúc này chính đảng phòng làm việc tổng hợp Lữ Ái Hà tới thông chi Hứa Thuần Lương đi phòng họp nhỏ họp. Hứa Thuần Lương để Phổ Kiến về trước đi, nhớ lấy không muốn cùng sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn đám người kia phát sinh xung đột, bây giờ đối phương đã đem có thể ra chiêu đều ra, tiếp xuống hắn tự có đối sách. Đối phương đánh lấy công ra cờ hiệu, bọn hắn bên này muốn phản kích cũng nên là công đối công phương thức, đây chính là quy củ. Lần này hội nghị là lâm thời triệu khai, cũng không phải là ban tử hội nghị. Ngoại trừ bí thư Tần Chính Dương bên ngoài, còn có phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác Khâu Quế Hiền bí thư, phụ trách tự nhiên tài nguyên phó trấn trưởng Lê Nghiễm Điền. Hứa Thuần Lương đi vào thời điểm mấy người đã đến, hẳn là sớm mở cái tiểu hội. Tần Chính Dương chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi xuống, mỉm cười nói, cũng không tính là gì chính thức hội nghị, chính là nhằm vào gần nhất phát sinh một số việc tìm mọi người thương lượng một chút. Hứa Thuần Lương sát bên Lê Nghiễm Điền ngồi xuống, Tần Chính Dương mời Khâu Quế Hiền trước nói. Khâu Quế Hiền hắng giọng một cái nói, tất cả mọi người là người một nhà, cho nên ta cũng không cần quanh co lòng vòng, gần nhất tiếp liên tiếp đến báo cáo, mấy món sự tình đều cùng Tiểu Hứa có quan hệ. Ta tổng cộng tới làm không đến một tuần lễ, thế mà có nhiều người như vậy hắc ta, đến cùng là vì chuyện đã qua vẫn là hiện tại sự tình. Hứa Thuần Lương ngay từ đầu liền đem báo cáo định tính là đen mình, ý tứ chính là ta mẹ nó mời bạch như đâu, tất cả báo cáo ta đều là hoang ngôn. Khâu Quế Hiền nói, Tiểu Hứa ngươi không nên kích động, ta chỉ là đang trần thuật chuyện này, không nói báo cáo tương đương sự thật, chúng ta cũng sẽ điều tra xác minh, tuyệt sẽ không oan uổng một cái đồng chí tốt.
lời ngầm chính là cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào xấu đồng chí, hắn đối Hứa Thuần Lương vị này điều tạm tới cán bộ không có cảm tình gì. Hứa Thuần Lương nói, xem ra ta đánh giá thấp Hồ Sơn Trấn công tác độ khó, lúc đầu ta hẳn là tiết sau mới đi làm, là Tần Bí Thư để cho ta tới cứu hỏa, phía trước ta vội vàng cứu hỏa, đằng sau liền có tiểu nhân vội vàng cho ta dội nước bẩn. Tần Bí Thư, ngài có phải hay không đã sớm biết chuyện này tốn công mà không có kết quả, cho nên mới an bài cho ta à? Tần Chính Dương ha ha cười lên, đều không có làm rõ sự tình gì, người gấp cái gì. Khâu Quế Hiền nói, ta muốn nói không phải Tương Ái Liên sự tình, cái này mấy khởi báo cáo đều là liên quan tới Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Hứa Trấn Trưởng, ta muốn hỏi nhận thầu nhà máy rượu Mặc Hàm có phải hay không là người bằng hữu? Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không sai, nàng là bằng hữu của ta, bởi vì nàng đối Nguy Sơn đảo nhà máy rượu cảm thấy hứng thú, cho nên ta mới đem nàng đề cử cho Tần Bí Thư. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, biểu thị chuyện này không sai, hắn có thể giúp lấy chứng minh, kỳ thật Tần Chính Dương đi qua căn bản không có đem Nguy Sơn đảo nhà máy rượu để ở trong lòng, nhà máy rượu kinh doanh bất thiện đóng cửa, bản thân diện tích lại không có quá mức người nguyện ý tới đầu tư đương nhiên hai tay hoan nghênh, ai cũng không nghĩ ra tại mảnh đất kia đào ra suối nước nóng. Khâu Quế Hiền nói, có người báo cáo người tại Mặc Hàm nhận thầu quá trình bên trong cung cấp tiện lợi, trợ giúp nàng lấy thấp hơn nhiều thị trường giá cả cầm xuống Nguy Sơn đảo nhà máy rượu. Hứa Thuần Lương ha ha cười lạnh một tiếng, thấp hơn nhiều thị trường giá cả. Xin hỏi kia phiến địa phương giá thị trường là nhiều ít? Nhà máy rượu đóng cửa về sau, nhiều năm như vậy đều để đó không dùng ở nơi đó, cho trên trấn sáng tạo một phân tiền hiệu ích sao? Khâu Quế Hiền nói, tiểu Hứa, ta cũng không phải nhằm vào ngươi a, ta chỉ là để người ta phản ứng vấn đề chi tiết phản hồi cho mọi người. Có thì đổi chi không thì thêm miễn. Hứa Thuần Lương nói, cái gì gọi là có thì đổi chi không thì thêm miễn? Sao phía sau tạo ta giao một điểm trách nhiệm đều không cần phụ? Tần Chính Dương nói, về điểm này ta khả năng giúp đỡ tiểu Hứa chứng minh, hắn chỉ là giúp đỡ Mặc tiểu thư giới thiệu, cũng không tham dự ký kết, hơn nữa lúc ấy tiểu Hứa còn không có đi vào trong trấn đi làm. Phó trấn trưởng Lê Nghiễm Điền nói, đều là suối nước nóng gây ra, nếu như không có phát hiện suối nước nóng, ai cũng sẽ không chú ý kia phiến địa phương, từ khi phát hiện suối nước nóng, sự tình gì đều đi ra, ta nhìn cuối cùng là bệnh đau mắt quấy phá, nhận làm người ta Mặc tiểu thư nhặt được cái tiện nghi, cho nên liền nghĩ trăm phương ngàn kế chửi bới người ta, liền ngầm thao tác loại này không chịu trách nhiệm nói hết ra. Tần Chính Dương nói, nhận thầu nhà máy rượu sự tình mặc dù là tiểu Hứa giới thiệu, nhưng là cụ thể trải qua xử lý người là ta, nếu là nói trong này tồn đang ngầm thao tác, đó chính là nói ta có vấn đề. Tần Chính Dương lời nói này chẳng khác gì là giải quyết dứt khoát, rửa sạch Hứa Thuần Lương tất cả hiểm nghi, Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, Tần Chính Dương đã cái gì đều rõ ràng, vì cái gì còn muốn bày ra cái này chiến trận. Là muốn làm như mặt của mình biểu hiện một chút hắn công chính cùng đảm đương. Vẫn là thể chế bên trong liền cần đi một chút dạng này chương trình. Đoán chừng là cùng có đủ cả. Khâu Quế Hiền nói, ngoại giới sinh ra chất vấn nguyên nhân chủ yếu là Mặc tiểu thư vừa mới nhận thầu nhà máy rượu. Liền phát hiện suối nước nóng. Lê Nghiễm Điền nói, đây chính là mệnh, người ta vận khí tốt. Hứa Thuần Lương nói, cái này cùng vận khí không quan hệ, nếu như Mặc tiểu thư không nhận thầu nhà máy rượu, không đối nhà máy rượu tiến hành cải tạo, khả năng dưới mặt đất suối nước nóng 800 năm cũng sẽ không bị phát hiện. Bây giờ người ta đào ra suối nước nóng, một cái toàn đều đi ra tú tồn tại cảm, tướng ăn có phải hay không quá khó nhìn. Lê Nghiễm Điền cười khổ nói, không phải bọn hắn tú tồn tại cảm. Tự nhiên tài nguyên bảo hộ pháp chính là như thế quy định, đừng nhìn thầu khoán đào ra suối nước nóng, nhưng là suối nước nóng là quốc gia, tư nhân không có quyền khai phát cùng lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, ta đối pháp luật không có ý kiến gì, ta là đối đám này cầm pháp luật đương cờ hiệu người có ý kiến, vừa rồi cái kia sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn phó tổng Diêm Phương Minh chạy đến trong văn phòng uy hiếp ta, công nhiên kêu gào muốn để ta khó coi. Tần Chính Dương nhíu mày một cái nói, hắn nói như vậy. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp đem vừa rồi một đoạn ghi âm phóng ra, đối phó Diêm Phương Minh loại này hạng giá áo túi cơm, hắn không ngại dùng chút thủ đoạn. Có một số việc có thể lớn có thể nhỏ, nếu thật là thượng cương thượng tuyến, chỉ sợ cuối cùng sẽ làm đến rất khó coi. Ngươi thật đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không phải tự tìm khó coi sao? Đi, biết ngươi là phó trấn trưởng, Hồ Sơn trấn thế nào? Một cái khoa cấp đơn vị ngươi thật đúng là lấy chính mình đương dễ hành, đừng nói ngươi, liền coi như các ngươi Tần Bí Thư cũng chính là cái khoa cấp cán bộ, làm sao?
còn dự định đuổi theo cấp bộ môn đối nghịch, không sợ đem các ngươi đều cho lột rồi. Diêm Phương Minh trực tiếp đem toàn bộ Hồ Sơn Trấn đều cho xem thường, lần này Tần Chính Dương cũng khó chịu, khoa cấp cán bộ sao thế? Tại Hồ Sơn Trấn khoa cấp cán bộ liền là một thanh tay, tại Hồ Sơn Trấn liền sẽ không có so ta nghiêu bức người tồn tại. Tần Chính Dương tức giận đến gõ lên mặt bàn, người này ai vậy? Hắn có thể đại biểu tự nhiên tài nguyên cục quản lý. Hắn dựa vào cái gì ở chỗ này ra lệnh? Lê Nghiễm Điền giải thích nói, hắn là sinh thái hoàn cảnh kiến thiết đầu tư tập đoàn phó tổng, căn cứ trong thành phố quy định, Đông Châu khu hành chính bên trong tất cả suối nước nóng khai phát quyền sử dụng đều giao cho tập đoàn này. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng nghe nói hắn là tự nhiên tài nguyên cục quản lý người phụ trách Tạ Trung Tín em vợ. Luôn mồm chúng ta có ngầm thao tác, ta làm sao cảm thấy đám này cháu trai mình đánh dám nhìn người khác, kỳ thật liền bọn hắn đám người này đúng quần không sạch sẽ. Tần Chính Dương nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một cái suối nước nóng tướng nhân tính ti tiện tất cả đều hiển lộ ra, bọn hắn đến cùng có cái gì tố cầu. Hứa Thuần Lương nói, cái công ty này đưa ra muốn để lúc đầu thầu khoán Mặc Hàm rút khỏi, từ bọn hắn đến nhận thầu nhà máy rượu, cũng tiến hành suối nước nóng khai phát cùng lợi dụng. Lê Nghiễm Điền nói, dựa theo quy định hẳn là dạng này, công ty bọn họ cũng hoàn toàn chính xác có được suối nước nóng khai thác kinh nghiệm, nếu như bọn hắn xong mới có thể đạt thành nhất trí tốt nhất. Hứa Thuần Lương nói, không có khả năng, người ta thầu khoán Mặc Hàm nói, nàng cùng Hồ Sơn Trấn ký hợp đồng, liền muốn dựa theo hợp đồng làm việc, xích đạo vốn liếng thực lực so kia cái gì sinh thái vòng ném mạnh hơn nhiều, người ta muốn tự mình khai phát suối nước nóng làng du lịch. Tần Chính Dương nói, nhưng là dựa theo Đông Châu thị quy định. Ngoại trừ trao quyền đơn vị bên ngoài cái khác đơn vị cùng cá nhân là không có quyền khai phát suối nước nóng. Hứa Thuần Lương nói, quy định là chết, người là sống, chúng ta cùng Mặc Tiểu Thư ký kết hợp đồng trước đây, nếu như chúng ta đối với chuyện này thờ ơ, không ủng hộ Mặc Tiểu Thư hợp pháp quyền lợi, như vậy chúng ta công tín lực ở đâu? Liên hợp đồng đều không tôn trọng, nhà đầu tư đâu còn có an toàn cùng bảo hộ nhưng đàm. Về sau ai còn đến Nguy Sơn đảo đầu tư? 1. Tần Chính Dương im lặng. Hứa Thuần Lương nói đến một chút phía trên. Khâu Quế Hiền nói, ta cảm thấy sự tình không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần sinh thái vòng ném tập đoàn nguyện ý bồi thường Mặc Tiểu Thư tổn thất, sự tình còn là có thể giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn chỉ nguyện ý bồi thường người ta cho tới bây giờ tổn thất, về sau đâu? Nếu như chúng ta phát hiện không phải suối nước nóng, là một tòa mỏ vàng, người ta đào ra vàng tới, đám này sinh thái vòng ném cháu trai chạy tới nói mỏ vàng là bọn hắn. Bọn hắn sẽ gánh chịu trước đó tất cả đào quáng phí tổn, nhưng là vàng ngươi một hạt đều không cho mang đi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không? Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Khâu Quế Hiền bị hắn đang hỏi hắn là phụ trách kiểm tra kỷ luật công tác, tốt như loại này sự tình không tới phiên hắn đến cân nhắc. Lê Nghiễm Điền nói, cái kia có thể có biện pháp nào, quốc gia quy định chính là như vậy, chúng ta cũng không thể vì một cái nhà đầu tư lợi ích khiêu chiến quốc gia pháp luật a. Hứa Thuần Lương nói, ta muốn hỏi hỏi, nếu như chúng ta trong đơn vị đào ra suối nước nóng làm sao bây giờ? Dựa theo các ngươi logic, có phải hay không chúng ta đơn vị đều phải giao ra, để cái này sinh thái vòng ném phụ trách, để bọn hắn mở phát? Lê Nghiễm Điền sửng sốt một chút, cười nói, ngươi cái này so sánh không quá thỏa đáng, cũng rất không có khả năng. Hứa Thuần Lương nói, làm sao không có khả năng, nước là lưu động, nhà máy dựa khoảng cách trấn chính phủ cũng không có có bao nhiêu khoảng cách xa. Nói không chừng ngày nào thật từ chúng ta trấn chính phủ bên trong toát ra một cái con suối. Lê Trấn Trưởng, nếu như xuất hiện loại tình huống này, người có phải hay không báo cáo tự nhiên tài nguyên cục quản lý? Lê Nghiễm Điền gãi đầu một cái này cần trước hết mời bày ra Tần Bí Thư. Tần Chính Dương đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương muốn giữ gìn Mặc Hàm, kỳ thật phát hiện suối nước nóng sự tình vốn là việc nhỏ, đừng quản ai mở ra phát, cuối cùng đều là đầu tư tại Nguy Sơn Đảo, đối Hồ Sơn Trấn có ích vô hại. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới ngay từ đầu liền xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Tần Chính Dương nói, tiểu Hứa, ngươi có ý định gì? Hứa Thuần Lương nói, chủ ý của ta quyết định bởi tại Tần Bí Thư thái độ. Tần Chính Dương sửng sốt một chút, tiểu tử này lại tại tướng mình quân, nhưng là hắn nói đến những vấn đề này đích thật là khách quan tồn tại, nếu như bọn hắn đối với chuyện này khai thác buông xuôi bỏ mặc thái độ, như vậy công tín lực chắc chắn chịu ảnh hưởng. Tần Chính Dương nói, tiểu Hứa a. Chuyện này giao cho ngươi đi xử lý, nhớ kỹ, đã muốn bảo vệ nhà đầu tư lợi ích, cũng muốn phù hợp quốc gia pháp luật tương quan cùng quy định, tận lực phòng ngừa kích thích mâu thuẫn. Ngài cứ yên tâm đi. Tần Chính Dương rất nhanh liền biết, Hứa Thuần Lương phản kích như thế cao điệu cùng tấn mãnh.
Hội nghị kết thúc một giờ sau, Hồ Sơn Trấn tổng hợp chấp pháp xử lý mang theo đình công thông chi, đi tới suối nước nóng điều tra hiện trường. Lần này suối nước nóng khảo sát là Đông Châu Thị Tự nhiên Tài nguyên Cục Quản lý chủ đạo, cụ thể áp dụng đơn vị là Sinh thái Hoàn cảnh Kiến thiết Đầu tư Tập đoàn. Tự nhiên Tài nguyên Cục Quản lý cho lúc trước đỉnh lập kiến thiết hạ đình công thông chi. Yêu cầu nhà máy rượu phạm vi bên trong tất cả đang xây công trình nhất định phải dừng lại, lý do là ô nhiễm hoàn cảnh cùng địa chất tổn thương. Hiện tại Hồ Sơn Trấn tổng hợp chấp pháp xử lý đại biểu cho Sinh thái Hoàn cảnh Kiến thiết Đầu tư Tập đoàn hạ đình công thông chi, có thể nói một thù trả một thù. Nhưng là Hồ Sơn Trấn cho ra lý do vô cùng đơn giản thô bạo, nhiễu dân. Diêm Phương Minh nhìn thấy phần này đình công thông chi, lập tức phát hỏa, bọn hắn đang khảo sát, cũng không có chế tạo ra quá lớn tạp âm, nguy sơn đảo công trường nhiều như vậy, vì cái gì không tra người khác chuyên chọn tới bọn hắn. Tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng trả lời là cư dân phụ cận khiếu nại, mà lại bọn hắn tại khảo sát hiện trường thấy được rất nhiều không phù hợp thao tác quy phạm địa phương. Diêm Phương Minh cầm suất tự nhiên Tài nguyên Cục Quản lý khảo sát đồng ý sách cho hắn nhìn, Lý Phương Lượng mí mắt đều không lật một cái, nói cho Diêm Phương Minh, tại Nguy Sơn đảo tiến hành khảo sát, đầu tiên muốn thu hoạch được Hồ Sơn Trấn chính phủ cùng ý sách, tại không có thu hoạch được Trấn chính phủ phê chỉ thị đồng ý tình huống dưới tiến hành khảo sát, chính là vi quy hành vi, thậm chí là hành động trái luật. Diêm Phương Minh người này tính tình không tốt, ỷ vào có chút bối cảnh. Căn bản không có đem Hồ Sơn Trấn cái này khoa cấp đơn vị để vào mắt, hắn trái lại cảnh cáo Lý Phương Lượng nếu như bởi vì bọn họ trở ngại ảnh hưởng tới khảo sát tiến độ, sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn đây chính là điển hình địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Diêm Phương Minh gọi điện thoại hướng Sinh thái vòng ném tập đoàn tổng giám đốc Hạ Hành Kiện báo cáo, Hạ Hành Kiện cũng không nghĩ tới nơi đó Trấn chính phủ khó như vậy làm, hắn để Diêm Phương Minh không cần phản ứng cái này tổng hợp chấp pháp xử lý. Tiếp tục công việc, mình ngựa lên liên hệ Hồ Sơn Trấn thượng cấp bộ môn đối Hồ Sơn Trấn phương diện tiến hành tạo áp lực. Đạt được Hạ Hành Kiện chỉ thị, Diêm Phương Minh càng thêm không có sợ hãi, để cho thủ hạ công nhân tiếp tục mở công. Lý Phương Lượng là Hứa Thuần Lương an bài tới, nhìn thấy đối phương căn bản không phối hợp, cũng không tốt quá mức cường ngạnh, dù sao đều là có bối cảnh người hắn bên này lập tức hướng Hứa Thuần Lương tiến hành báo cáo. Hứa Thuần Lương để Lý Phương Lượng không cần giảng cứu thể diện. Đối phương nếu như tiếp tục kháng cự chấp pháp, lập tức chụp thiết bị bắt người. Lý Phương Lượng cho là mình nghe lầm, muốn nói chụp thiết bị tổng hợp chấp pháp xử lý miễn cưỡng còn nói còn nghe được, bắt người cũng quá mức đi, bọn hắn bộ môn giống như không có như thế lớn quyền lực. Cũng không lâu lắm, Hứa Thuần Lương liền cùng đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba cùng một chỗ mang theo Hồ Sơn Trấn đồn công an toàn viên xuất động. Diêm Phương Minh nguyên bản nhận vì một cái nho nhỏ Hồ Sơn Trấn căn bản không dám đem bọn hắn làm gì. Nguy Sơn huyện Lâm Bí Thư kia là Hạ Hành Kiện nhạc phụ học sinh, cho nên Hạ Hành Kiện mới khiến cho hắn cứ yên tâm lớn mật làm, ra bất cứ chuyện gì hắn cho chống đỡ. Hồ Sơn Trấn tổng hợp chấp pháp xử lý, Hồ Sơn Trấn đồn công an lại thêm Đinh Tứ đỉnh lập kiến thiết đám kia nông dân công, tướng Diêm Phương Minh một nhóm 11 người bao bọc vây quanh. Diêm Phương Minh bên này công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cái nào gặp qua cái này chiến trận, phản ứng đầu tiên chính là muốn bị đánh. Công nhân cùng nhân viên kỹ thuật dọa đến từng cái ngồi xổm xuống, cường long không ép địa đầu xà, ở bên ngoài làm việc ai đều trải qua trường hợp như vậy, gặp được loại tình huống này biện pháp tốt nhất chính là chịu thua, ai cũng không đáng là kia chút tiền lương bán mạng. Diêm Phương Minh hướng về phía tự mình dẫn đội đến đây Hứa Thuần Lương đi tới, giận dữ hét, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi tại cản trở quốc gia bộ môn hợp pháp điều tra. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, điều tra vẫn là phá hư. Các ngươi thủ tục không được đầy đủ, nghiêm trọng nhiễu dân, không nghe tổng hợp chấp pháp xử lý khuyên can, dã man thi công, bởi vì các ngươi thi công, dẫn đến nhà máy rượu cổ hầm ao đổ sụp, vậy nhưng là quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật, tịch thu bọn hắn công cụ gây án, tất cả đều áp giải đến đồn công an tra hỏi. Đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba một mặt mộng bức, Hứa Thuần Lương gọi hắn tới thời điểm cũng không phải nói như vậy, Hứa Thuần Lương nói tổng hợp chấp pháp xử lý tại thi hành công tác quá trình bên trong gặp điểm phiền phức. Cần đồn công an ra bột hỗ trợ duy trì một chút trật tự, này làm sao lại dính đến phá hư văn vật đây? Cấp quốc gia trọng điểm bảo hộ văn vật, Nguy Sơn đảo bên này tốt giống chưa nghe nói qua, trong ấn tượng toàn bộ Nguy Sơn đảo nhất cao cấp bậc văn vật chính là đường sắt anh hùng bia kỷ niệm, bất quá cái kia giống như mới là cấp tỉnh. Lý Thành Ba ý thức được mình bị Hứa Phó Trấn lợi dụng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, vấn đề là Hứa Phó Trấn cho người ta an tội danh nhiều ít cũng phải có điểm chứng cứ đi. Hắn nghĩ nói như thế nào thì nói,
nhưng mình muốn thật đi theo hắn bắt người, đây chẳng phải là thành nối giáo cho giặc. Diêm Phương Minh chỉ vào Hứa Thuần Lương cái mũi mắng, cháu trai ai, người mẹ nó có gan, mang theo nhiều người như vậy đến âm ta, Hứa Thuần Lương ta thao đại gia ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy dám chửi mình, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Hứa đại giáo chủ một cái lớn bước đấu rút tới, rút đến Diêm Phương Minh một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất. Nhìn bên này đến Hứa Thuần Lương động thủ, Đinh Tứ cùng Phổ Kiến gào thét lớn xông về phía trước, đã sớm muốn đánh đám này thằng cờ hó, còn không phải nghe Hứa Thuần Lương một mực đè ép lửa, hiện tại Hứa Thuần Lương đều xuất thủ, bọn hắn sợ rơi ở phía sau. Lý Thành Ba mau để cho thủ hạ tướng song phương tách ra, lúc này suối phun bên cạnh khoảng 3 mét địa phương phát ra một tiếng ầm vang, lại là vùng đất kia đột nhiên đổ sụp, lộ ra một cái 1 mét đường kính cửa hang. Tất cả mọi người sửng sốt, Hứa Thuần Lương, Lý Thành Ba, Lý Phương Lượng cùng đi, nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện cửa hang, Lý Thành Ba tìm đến một chi đèn pin hướng xuống bột chiếu chiếu. Đinh Tứ cùng Phổ Kiến cũng xông tới, Phổ Kiến ghé vào biên giới nhìn một chút, ngửi ngửi không khí hương vị, con hàng này thân phận bây giờ là cổ văn vật chuyên gia, hắn hai con mắt nhỏ đi lòng vòng, lớn tiếng kêu lên, trộm động. Nguyên lai bọn hắn không phải làm khảo sát, bọn hắn là đến trộm mộ cổ văn vật. Muốn nói Phổ Kiến phản ứng cũng khá nhanh. Lúc đầu bọn hắn là ôm từ cổ hầm ao phía dưới tầm bảo tâm tư, chỉ là chuyện này rất nhiều khó khăn trắc trở, không chờ bọn hắn đào ra bảo bối liền tao ngộ nhiều chuyện như vậy, dựa vào trải qua nghiệm đánh giá ra phía dưới này là cái trộm động, mang ý nghĩa sớm đã có người nhanh chân đến trước, cục diện trước mắt dưới, trước tiên muốn tiến hành vung nồi. Sinh thái vòng ném đám này khảo sát nhân viên đứng mũi chịu sào trở thành Phổ Kiến vung nồi đối tượng, trách chỉ có thể trách bọn hắn tại không thích hợp thời cơ xuất hiện ở thích hợp địa điểm. Không hố bọn hắn hố ai. Diêm Phương Minh đám người kia triệt để mộng bức, bọn hắn là đến khảo sát cũng kiểm tra suối nước nóng nước chất, làm sao cùng trộm mộ cổ văn vật lại dính líu quan hệ rồi. Nhưng là cái hang lớn kia đích thật là tại bọn hắn điều tra hiện trường phát hiện, bên trong nếu là thật có văn vật, bọn hắn chỉ sợ nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Hứa Thuần Lương, các người cố tình vi phạm, các người vu hãm người tốt, các người từ trên xuống dưới không có một cái tốt. Hứa Thuần Lương xông đi lên chiếu vào Diêm Phương Minh chính là một cước, người đại gia, thế mà chạy đến chúng ta Hồ Sơn trấn trộm mộ. Người ta Phổ Kiến nói là trộm mộ cổ văn vật, đến hắn nơi này đổi thành trộm mộ. Đinh Tứ lần này xuống dốc ở phía sau, cũng theo sau đạp một cước, đã sớm muốn đánh cái này thằng cờ hó, lần này sư xuất nổi danh, cùng phần tử phạm tội làm đấu tranh, cái này gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm, hắn vừa động thủ hạ đám kia nông dân công cũng tranh nhau chen lấn xông đi lên. Vây quanh khảo sát đội chính là một trận mãnh đánh. Đồn công an cảnh sát mau tới trước đem bọn hắn cho tách ra. Lý Thành Ba kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, sự tình phát sinh quá dày đặc, hắn có chút không biết làm sao, bất quá đám người này khẳng định không phải trộm mộ, cái kia động rõ ràng là vừa mới sụp đổ lộ ra ngoài. Lý Phương Lượng thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, cái này còn muốn hỏi, trước tiên đem người hiểm nghi đều bắt lại nói. Kỳ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này động cùng Diêm Phương Minh đám người kia không quan hệ, khối này thổ địa sớm không sập, muộn không sập, hết lần này tới lần khác hiện tại sập, các ngươi sinh thái vòng ném không phải nhiêu bức sao. Ai tài nguyên cũng dám cướp ta đang lo không có tội danh cho ngươi, lần này nhìn ngươi nói thế nào. Lý Thành Ba hiện tại không có gì có thể do dự, cổ văn vật chuyên gia đều nói là trộm động, trộm mộ cổ văn vật đây chính là trọng tội. Tự nhiên tài nguyên cục quản lý để các ngươi tới khảo sát suối nước nóng, cũng không có để các ngươi trộm mộ cổ văn vật, suối nước nóng là quốc gia, cổ văn vật càng là thuộc về quốc gia, mà lại không tại tự nhiên tài nguyên cục quản lý quản hạt phạm trù bên trong, hẳn là về cục văn hóa khảo cổ quản. Lý Thành Ba hạ lệnh bắt người, bao quát Diêm Phương Minh ở bên trong 11 người đều bị vừa rồi cùng mà ổ chi chàng diện sợ vỡ mật, từng cái bó tay bị bắt, bọn hắn hiện tại là chủ động muốn đi đồn công an, lưu lại quá nguy hiểm. Hồ Sơn trấn nhân dân quá biêu hãn, kỳ thật vây đánh bọn hắn một cái người địa phương đều không có. Tổng hợp chấp pháp xử lý liên hợp chấp pháp, lập tức giam bọn hắn toàn bộ điều tra thiết bị. Hứa Thuần Lương đi vào Phổ Kiến bên người, nhìn hai bên một chút không ai, thấp giọng nói, tình huống như thế nào. Phổ Kiến nhỏ giọng nói, trộm động, khẳng định là trộm động, có người nhanh chân đến trước, cái này dưới đất đồ vật đoán chừng bị người đã sớm đào đi. Hứa Thuần Lương nói. Người nói là kia cổ hầm ao. Phổ Kiến nói, đoán chừng phía dưới sớm giống, cụ thể tình huống như thế nào đến đi xuống xem một chút mới biết được, cái này Trần Thiên Phàm thật đúng là lợi hại, thế mà đoạt tại chúng ta đằng trước.
Hứa Thuần Lương cảm giác không có khả năng, Trần Thiên Phàm phái tới đám người kia hẳn là còn chưa kịp ra tay, chẳng lẽ tại Trần Thiên Phàm để mắt tới nơi này trước đó, đã có người phát hiện phía dưới này có cái gì? Phổ Kiến nói, nếu không ta đi xuống xem một chút. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, vừa rồi nhiều người như vậy đều thấy được, bọn hắn không thể lại dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, chuyện này dựa theo thông thường hẳn là lên trước báo văn vật bộ môn, để chuyên gia khảo cổ tới tiến hành khảo sát, chỗ lấy lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều.